Mọi người đều nghĩ nát óc cũng không hiểu được tại sao ông cụ Lâm lại gả cháu gái xinh đẹp Lâm Ngọc Anh của ông cho một anh chàng què. Dù có là ở rể đi chăng nữa thì với điều kiện của cô gái ấy, dư sức lấy được một người tốt hơn gấp trăm lần, Hoàng Thiên ở rể nhà họ Lâm chịu đựng bao khinh thường, nhục nhã. Ba năm trời kết hôn, vợ anh chẳng thèm ngó ngàng đến anh, cả gia đình đều căm ghét, châm chọc anh. Chân có tật là lỗi của anh ư, anh chỉ là đi đứng không tiện, không phải cái gì cũng làm không được không phải vô dụng bất tài như họ nghĩ. Anh nhẫn nhịn đủ rồi, phải cho họ sáng mắt ra rốt cuộc anh có thể làm được gì. Tràng rể vô địch Hoàng Thiên. Tập 1. Hoàng Thiên vừa mới đỗ xe xong thì nhìn thấy em vợ Lâm Huỳnh Mai. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp như mùa xuân, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ lại càng thêm động lòng người. Huỳnh Mai, mau lên xe đi, mẹ đợi em về ăn cơm đấy. Hoàng Thiên mở một cánh cửa xe, chân anh khó cử động, từng động tác đều rất khó khăn. Ồ, chẳng phải đây là anh rể què của Huỳnh Mai sao, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Chân trái cách mặt đất 1m6, chân phải cách mặt đất 1m7, chiều cao trung bình là 1m65, ha ha. Đừng có cười nhạo người ta, tàn phế cũng rất đáng thương. Mấy cô gái trẻ đi cùng Lâm Huỳnh Mai cười ha ha rất vui sướng. Lâm Huỳnh Mai tức giận đến mức tái mặt, Mỗi lần gặp anh rể phế vật này đều không có chuyện tốt. Thế này chẳng phải là cô bị bạn bè cười nhạo sao? Lâm Huỳnh Mai trừng mắt với Hoàng Thiên, lên xe ngồi hàng ghế sau. Anh sợ em đi đường không an toàn, nên qua đây. Còn nói nhảm nữa, tôi bị anh làm mất sạch thể diện rồi. Hoàng Thiên không dám nói tiếp, lái xe đưa Lâm Huỳnh Mai rời khỏi đây. Anh đã làm rể nhà họ Lâm được 3 năm rồi, nhưng địa vị của anh còn không bằng một con chó. Nghĩ đến điều đó mà đau lòng Mẹ, con về rồi đây Hả, đó là ai vậy Lâm Huỳnh Mai vừa vào trong nhà Đã nhìn thấy một cô gái chạc tuổi mình Còn ai vào đây nữa Là em gái của tên què đấy Trương Lan Phượng bực mình lườm Hoàng Thiên Bà ta rất coi thường Người con rể không có thế lực Không có tiền lại còn què quạt này Ừm, con lên phòng đây Lâm Huỳnh Mai nhìn em gái của Hoàng Thiên Mặc quần áo quê mùa với ánh mắt khét bỏ rồi về phòng mình. Em gái, sao em lại tới đây? Hoàng Thiên đau lòng nhìn Hoàng Linh. Học phí của học kỳ này không đủ. Hoàng Linh nắm chặt góc áo, mặt đỏ bừng nói. Bao nhiêu tiền? Vẫn thiếu hơn 3 triệu rưỡi. Em gọi điện thoại cho anh là được rồi, việc gì phải đến tận đây? Hoàng Thiên nói rồi lén nhìn Trương Lan Phượng, sợ bà ta nổi giận với Hoàng Linh. Không ngờ sắc mặt của Trương Lan Phượng rất khó coi. Tiền ăn Tiền uống, tiền học phí đều tới đây, cô còn chút thể diện nào không vậy? Hai tay Trương Lan Phượng vặn eo, trợn mắt với Hoàng Linh. "Dì à, số tiền này cháu sẽ đi làm thêm để trả cho anh trai, dì đừng tức giận." "Trả tiền, cô làm gì để trả tiền? Đi bán thân à?" Mặt Trương Lan Phượng tràn đầy sự khinh bỉ, cười lạnh nói. "Mẹ đừng nói khó nghe như vậy, con cũng không lấy tiền của mẹ, tự con có tiền." hoàng thiên cố gắng hết sức để nhịn lại tức giận có sỉ nhục anh thế nào anh đều chấp nhận nhưng nếu em gái của anh cũng phải chịu sự tủi nhục đó thật sự anh không chịu nổi cậu có tiền sao ha ha đúng là trò cười lớn nhất quả đất anh ăn đồ nhà chúng tôi ở nhà chúng tôi một tên ăn bám như cậu thì lấy đâu ra tiền tôi tôi cái gì mà tôi ngoại trừ giặt quần áo và nấu cơm ra cậu còn biết làm gì kiếm tiền nữa người chồng chết tiệt của tôi đúng là bị điên khi rước cậu vào nhà cái gì cũng không biết làm lại còn bị que nuôi một tên phế vật như cậu đã quá lắm rồi đây lại còn phải nuôi cả gia đình vô dụng của cậu đáng thương cho con gái tôi xinh đẹp giỏi giang của tôi lại vớ phải một thằng vô chịu nổi cậu có tiền sao ha ha đúng là trò cười lớn nhất quả đất anh ăn đồ nhà chúng tôi ở nhà chúng tôi một tên ăn bám như cậu thì lấy đâu ra tiền tôi tôi cái gì mà tôi ngoại trừ giặt quần áo và nấu cơm ra cậu còn biết làm gì kiếm tiền nữa người chồng chết tiệt của tôi đúng là bị điên khi rước cậu vào nhà cái gì cũng không biết làm lại còn bị que nuôi một tên phế vật như cậu đã quá lắm rồi đây lại còn phải nuôi cả gia đình vô dụng của cậu đáng thương cho con gái tôi xinh đẹp giỏi giang của tôi lại vớ phải một thằng vô dụng như cậu sau khi bị mẹ vợ mắng mặt của hoàng thiên nóng đến mức không nói được lời nào không lâu sau khi vào nhà họ Lâm, anh bị tật ở chân trái và đi khập khiêng, điều này trở thành trò cười của mọi người. Anh, chuyện học phí để em nghĩ cách, em về trước đây. Hai mắt Hoàng Linh đỏ hoe, mở cửa xông ra ngoài. Em gái Hoàng Thiên lo lắng không biết phải làm sao, liền vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì chân anh không tốt nên vừa đi ra khỏi cửa đã bị ngã khiến đầu sưng u một cục. Đúng là đồ vô dụng, ha ha chẳng trách em gái thấp hèn của mày lại mặt dày đến đây vay tiền, đúng là hai đứa phế vật. Trương Lan Phượng đứng ở cửa chế nhạo khoanh tay. Bà nói ai thấp hèn. Hoàng Thiên không nhịn được nữa bật dậy hét lên. Trương Lan Phượng sửng sốt, hơn ba năm nay Hoàng Thiên vẫn luôn rất nhu hòa, đột nhiên nổi giận cũng khá đáng sợ. Nhưng ngay sau đó bà ta đã bình tĩnh lại, làm sao, mày muốn làm phản à, nếu mày không muốn ở lại đây thì cút đi nhường chỗ cho người khác tốt hơn hoàng thiên cắn môi đi thì đi sống như một con chó như vậy thì có ý nghĩa gì lo lắng cho em gái anh nhanh chóng xuống lầu ra đường nhưng còn đâu bóng dáng em gái nỗi bất bình và cay đắng ập đến trong lòng hoàng thiên ngồi thất thần trong một góc khuất không ai nhìn thấy móng tay anh cắm vào đất và máu chảy ra nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì cả bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà biết đi đâu anh không có trình độ học vấn không có nghề nghiệp sợ là tự mình sống cũng khó khăn. Nghĩ đến người vợ xinh đẹp như tiên Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không nỡ rời xa cô. Mặc dù Lâm Ngọc An cũng không thích anh, ba năm nay cô đều không để anh chạm vào cô. Cho dù có uất ức, chuyện học phí của em gái vẫn cần phải giải quyết. Nhưng khoảng tiền riêng vài trăm triệu mà anh dành dụng được cũng không đủ. Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số đã giấu kín trong lòng 10 năm. Sau khi kết nối, hoàng thiên chỉ báo tên và vị trí của mình sau đó cúp máy hai giờ sau một chiếc trực thăng thương mại lượn lờ và hạ cánh và một ông lão mặc trang phục sang trọng mang theo hai người chạy vào trong con hẻm cậu chủ thật sự là cậu chủ ông lão cung kính đứng trước mặt hoàng thiên dưng dưng xúc động hai người đi theo kia cũng ngạc nhiên không thôi ai có thể ngờ người thanh niên yếu đuối trước mặt này lại là thiếu gia của gia tộc quyền lực nhất việt nam đã mất tích mười mấy năm Quản gia Trần, cậu chủ, em trai cùng cha khác mẹ của cậu chủ đã chết vì bệnh nặng. Mẹ kế của cậu không còn địa vị gì trong nhà họ Hoàng, đừng nói là uy hiếp tính mạng của cậu chủ. Ông chủ ra lệnh cho chúng tôi tìm cậu, cậu chủ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng. Trước khi quản gia Trần nói xong, Hoàng Thiên đã vây tay và ra hiệu cho ông không được nói nữa. Khi anh còn nhỏ, mẹ kế muốn giết anh khiến anh phải chạy trốn khỏi Hà Nội, đã 10 năm trôi qua kể từ khi đó nếu anh không được cha của hoàng linh nhận nuôi anh đã chết đói chết rét từ lâu rồi lúc đó bố đẻ của anh đang làm gì có lẽ ông ta vẫn đang ôm mẹ kế và cưng chiều em trai cùng cha khác mẹ của anh nhất định anh phải đền đáp công ơn của cha nuôi anh đã sống chung cùng một mái nhà với hoàng linh suốt nhiều năm nên từ lâu đã xem cô là em gái ruột đối với cha ruột cũng như nhà họ hoàng giàu có ở hà nội hoàng thiên không thể lập tức loại bỏ sự căm ghét trong lòng có thể cho tôi mượn 70 triệu được không, tôi có việc gấp. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi quản gia Trần. Bịch, quản gia Trần căng thẳng, lập tức quỳ rước mặt Hoàng Thiên. Cậu chủ, cậu đang đùa tôi ông già này sao? Trên đời này cậu là huyết thống duy nhất của ông chủ. Ngay cả 700.000 tỷ cũng không có vấn đề gì. Trong thẻ này có 150 tỷ, ông chủ đặc biệt ra lệnh cho tôi mang qua, cho cậu chút tiền tiêu vặt trên đường trở về Hà Nội. Cùng với đó, quản gia Trần đưa ra một thẻ đen. Hoàng Thiên không khách sáo, cầm thẻ ôm vào ngực. "Về nói với cha tôi rằng đừng làm phiền tôi, tôi ở đây đã có vợ, đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng của mình." Bỏ lại câu nói này, Hoàng Thiên xoay người khập khiêng rời khỏi đây. Quản gia Trần kinh ngạc đến phát run, thân thể quý giá như vàng bạc của cậu chủ, nhưng lại què chân. "Nếu cậu chủ không chịu về, chúng tôi cũng không thể giải thích với ông chủ một người bảo vệ rất lo lắng quản gia trần nhìn hoàng thiên rời đi ông hít một hơi chỉ cần biết nơi ở của cậu chủ là tốt rồi hoàng thiên bình tĩnh trở lại và một mình đến bệnh viện thành phố chân của anh không phải là bệnh nan y chỉ là không có tiền chữa trị anh bị tác động mạch có thể được giải quyết chỉ bằng một ca phẫu thuật nhỏ giờ anh đã có tiền nên đây không phải là vấn đề sau khi ra khỏi bệnh viện Hoàng Thiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì khác biệt, mấy ngày nữa sẽ như người bình thường. Nụ cười đã mất từ lâu hiện trên khuôn mặt Hoàng Thiên, anh vẫn còn lo lắng khi nghĩ đến em gái Hoàng Linh của mình. Hoàng Linh làm bồi bàn tại nhà hàng hải sản biển xanh suốt cả kỳ nghỉ hè, vì vậy vào chủ nhật anh lập tức bắt taxi đến đó. Vừa bước vào sảnh của nhà hàng, anh đã nhìn thấy một cô gái trang điểm đậm và mặc đồng phục của nhà hàng. Cô gái này đứng trước mặt Hoàng Linh với dáng vẻ kiêu kỳ. "Hoàng Linh, vừa rồi cô đi đâu?" Lý Dung chỉ vào mũi Hoàng Linh chất vấn, cô ta là quản lý của nhà hàng, cứ nhìn thấy Hoàng Linh là cô ta khó chịu. "Chị Lý, sắp đến khai giảng rồi, em vừa rồi đến chỗ anh trai mượn tiền học phí." Hoàng Linh hiển nhiên là sợ Lý Dung, nhỏ giọng trả lời. "Cô đã xin tôi nghỉ phép chưa mà dám đi?" "Chị Lý, em không tìm thấy chị, điện thoại cũng không liên lạc được." Đúng là đồ nghèo kiết xác, đến học phí cũng không đóng nổi phải đi vay mượn, sống thế này thì thất bại rồi. Cô chưa nói gì với tôi đã dám đi ra ngoài, cô có còn coi tôi ra gì nữa không? Lý Dung mắng Hoàng Linh, nhưng trong lòng rất sảng khoái. Ai bảo cô xinh đẹp làm gì, đàn ông đều bị cô quyến rũ hết, hừ, để tôi xử lý cô. Nhìn thấy Hoàng Linh bị mắng như vậy, Hoàng Thiên bước nhanh tới, cô nói chuyện tử tế một chút đi, tại sao lại bắt nạt người khác? lý dung đánh giá hoàng thiên một lượt nhìn thấy hoàng thiên ăn mặc lôi thôi thì cười nhạo nghèo rất mồng tơi mà còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân ha ha tôi thích bắt nạt người khác đấy anh có ý kiến à hoàng linh rơm rớm nước mắt trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân cô thừa nhận rằng cô rất nghèo nhưng cô có đáng bị bắt nạt chỉ vì nghèo không anh sao anh lại đến đây hoàng linh ngượng cười đi đến bên hoàng thiên nhìn em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện Hoàng Thiên cảm thấy khá khó chịu. Anh biết em gái mình đi làm thêm trong những ngày nghỉ để kiếm tiền học phí, nhưng anh không ngờ hoàn cảnh của cô như thế này. Anh không yên tâm về em mới tiện đường tới thăm một chút rồi cho cho em học phí. Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười với Hoàng Linh. Nhìn thấy điều này, Lý Dung ở bên càng thêm khinh bỉ Hoàng Thiên. Chẳng trách quần áo lại lôi thôi như vậy, làm ẩm một hồi lâu, hóa ra là anh trai của Hoàng Linh. Nhà hàng của chúng ta là nơi cao cấp, không phải ai cũng có thể vào nếu không phải đến đây tiêu tiền thì lập tức rời đi lý dung nhìn hoàng thiên nói một cách kỳ lạ hoàng thiên liếc nhìn lý dung làm sao cô biết tôi không đến đây để tiêu tiền ha ha soi gương mà xem cậu có phẩm hạnh gì mặc như ăn mày người như cậu có thể tiêu tiền cái gì lý dung chu môi khinh thường chế nhạo không đủ khả năng hoàng thiên thấy buồn cười mấy ngày nay có quá nhiều người ngu mốc chuyên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài anh, đừng cãi nhau với cô ta, anh về trước đi, tan làm em sẽ tìm anh." Hoàng Linh sợ phiền phức nên vội vàng đẩy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngay khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em gái, anh không muốn em gái xấu hổ nên định rời khỏi đây trước, đợi đến khi em gái tan sở. Không ngờ vào lúc này, Lý Dung lên tiếng, "Hoàng Linh, cô không cần phải đợi, bây giờ cô có thể nghỉ làm." Hoàng Linh nghe xong giật mình, "Chị Lý, còn chưa đến giờ tan làm." Cô không cần phải đợi tan làm, từ nay trở đi cô không cần phải đến làm việc nữa, cô bị sa thải." Lý Dung nói một cách khinh khỉnh. Hoàng Linh nghe vậy thì ngẩn ra, tìm việc không dễ, mấy ngày nữa sẽ khai giảng, nên mấy ngày này cô vẫn có thể kiếm được chút tiền. "Tôi thấy cô cũng chỉ là một quản lý mà thôi, lấy tư cách gì mà sa thải em gái tôi?" Hoàng Thiên hỏi Lý Dung. "Thằng đần, cậu có biết bạn trai tôi là ai không? Chỉ cần tôi nói một câu đuổi việc em gái cậu." em gái cậu sẽ không thể làm việc ở đây nữa, hiểu không? Lý Dung rất tự hào về bạn trai của cô ta. Cục Cưng, đang cãi nhau cái gì vậy, đây là ai? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng vệ đi tới. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục dài và trắng, ôm lấy Lý Dung khi đi tới. Lý Dung ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, nhìn Vũ Đăng với một cái nhìn ngưỡng mộ, "Anh Vũ, người này là anh trai Hoàng Linh. Anh phải nhanh chóng đuổi việc Hoàng Linh." vừa nhìn thấy cô ta em đã rất bực mình hả vũ đăng nheo mắt nhìn hoàng thiên khịt mũi làm quản lý sảnh của nhà hàng này vũ đăng đã từng nhìn thấy bất kỳ người nào cho nên khi nhìn quần áo của hoàng thiên đáy lòng anh ta rất coi thường chẳng phải hoàng linh làm việc rất chăm chỉ sao sao lại sa thải cô ấy vũ đăng liếc nhìn hoàng linh một cách thèm thuồng anh ta từ lâu đã muốn dùng quy tắc ngầm với hoàng linh nhưng anh ta vẫn chưa có cơ hội Lý Dung nghe vậy rất khó chịu, có rất nhiều lý do, chỉ là em không thích cô ta cú lượn lờ trước mặt em. Vũ Đăng không nói gì, Hoàng Linh vì lý do này mà bị đuổi việc cũng có chút không hợp lý. Hơn nữa, Vũ Đăng chưa có được Hoàng Linh thì vẫn thấy tiếc. Thấy Vũ Đăng không lên tiếng, Lý Dung tức giận, hừ, anh xem trọng cô ta rồi đúng không? Chắc chắn rồi, đàn ông không phải thứ tốt, luôn có mới nới cũng không có, không có, ha ha, cuộc cưng đừng giận cô ta là cái thá gì chứ anh sẽ ngay lập tức sa thải cô ta tôn thành cười ha hả nói với hoàng linh đến phòng tài vụ nhận lương cô có thể về nhà rồi hôm nay bị trừ lương cho cô chừa cái tội cứ thích đi lung tung hừ hừ lý dung vui vẻ nói với hoàng linh hoàng linh cúi đầu không nói lời nào trong lòng vô cùng buồn bực ngay khi cô định đi đến phòng tài vụ hoàng thiên đã ngăn cô lại em đừng buồn lời bọn họ nói không tính Hoàng Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh trai mình lúc này hình như khác xưa rất nhiều, nhưng cô cũng không rõ khác biệt ở đâu. Vũ Đăng sau khi nghe xong lời này, không nhịn được mà cười nhạo, nói: "Lời tôi nói không tính, chẳng lẽ lời anh nói mới tính?" Ha ha, thằng ngốc này đúng là biết cách chọc cười người khác, anh Vũ của tôi là quản lý trưởng của nhà hàng, thế mà anh lại nói lời nói của anh ấy không tính. Lý Dung cười lăn cười bò, nhìn Hoàng Thiên như một kẻ ngốc. Anh à, không sao đâu, anh đi trước đi, em sẽ rời đi sau khi nhận lương. Hoàng Linh trầm giọng nói với Hoàng Thiên, cô cảm thấy đau khổ khi thấy tôn thành và Lý Dung chế nhạo anh trai mình như thế này. bọn họ mới là người nên đi. Hoàng Thiên thẳng thừng nói, giữ chặt cánh tay Hoàng Linh không cho cô nhúc nhích. được rồi, được rồi, mau cút ra khỏi đây, chỗ này không chào đón mấy người. tôn thành sốt ruột xua tay với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên phất lờ Vũ Đăng và hỏi Hoàng Linh em gái, em có số điện thoại của sếp ở đây không? Dạ có. Hoàng Linh gật đầu, nhưng không biết Hoàng Thiên định làm gì. Làm sao, lại còn muốn tố cáo với ông chủ sao? Để tôi nói anh nghe nè, vô dụng thôi, loại rác rưởi như anh, ông chủ của chúng tôi không có thời gian để ý đến. Lý Dung chế nhạo Hoàng Thiên. Em gái, gọi điện thoại cho ông chủ của nhà hàng này đi, bảo anh ta đến ngay lập tức, anh muốn mua lại nhà hàng hải sản này hoàng thiên trầm giọng nói hả hoàng linh ngẩn người nhưng cô vẫn gọi điện cho ông chủ vũ đăng và lý dung đều sững người trong giây lát nhưng ngay sau đó họ bật cười ha ha buồn cười quá đi mất anh vũ không ổn rồi em sắp bị thằng ngu này chọc cười đau bụng rồi hoàng thiên coi như không nghe thấy liền đưa hoàng linh đến đây đợi chủ nhà hàng đến chưa đầy một phút ông chủ đã xuống nhà tôi họ phùng xin hỏi có phải là anh muốn mua lại nhà hàng hải sản của tôi phải không? Ông chủ Phùng rất hỏi Hoàng Thiên một cách rất lịch sự. Ông chủ không cần để ý đến anh ta, chỉ là một người bị tâm thần mà thôi. Đúng thế, ông chủ nhìn bộ dạng nghèo rất mồng tơi của anh ta đi. Tôn Thành và Lý Dung đứng cạnh nhau, bộ dáng nịnh nọt nhắc nhở ông chủ Phùng. Dù sao thì ông chủ Phùng cũng đã gặp qua nhiều dạng người nên không đánh giá thấp Hoàng Thiên. Thưa ngài, Nhà hàng của tôi kinh doanh rất tốt, nên ít nhất phải 17 tỷ mới bán cho ngài được." Ông chủ Phùng ngập ngừng nói với Hoàng Thiên. Thật ra chỉ có giá 10 tỷ, nhưng tình hình kinh doanh của nhà hàng rất tốt nên ông chủ Phùng cố tình nâng giá lên rất nhiều. "Được, ông có thể chuẩn bị hợp đồng. Đưa tài khoản cho tôi, tôi sẽ lập tức chuyển cho ông 17 tỷ." Hoàng Thiên thẳng thừng nói. "Được, được, thưa ngài." Ông chủ Phùng vô cùng thích thú, cái này còn chưa nói đến giá cả bán với giá 17 tỷ chắc chắn là một cái giá trên trời. Ông đưa Hoàng Thiên đến phòng tài vụ, chẳng bao lâu sau, 17 tỷ đã được thanh toán. Trở lại sảnh khách sạn lần nữa, ông chủ phùng vẫn như đang mơ. Thế mà lại bán được giá gần gấp đôi, đúng là món hời. Nhìn cách ăn mặc luộm thuộm của Hoàng Thiên, ông chủ phùng thở dài trong lòng, nhà giàu bây giờ lại khiêm tốn như vậy sao? Vũ Đăng và Lý Dung đều bối rối, lúc đầu còn tưởng rằng Hoàng Thiên đang giả vờ, nhưng không ngờ đối phương là thật. Đều tại mình có mắt như mù, lại chọc phải người giàu có đích thự. Xê thương ngài, tôi thu dọn đồ đạc một chút rồi rời đi, nhà hàng này sẽ là của ngài. Ông chủ phùng hài lòng bắt tay nồng hậu với Hoàng Thiên, sau đó lên lầu thu dọn đồ đạc. Ông chủ, Tôn Thành và Lý Dung run dậy đến gần Hoàng Thiên suýt nữa quỷ xuống. Sao có thể không lo lắng được, Hoàng Thiên bây giờ là ông chủ mới của họ hai người kiêu căng ngạo mạn vừa rồi, bây giờ lại ngoan ngoan như con cháu trước mặt Hoàng Thiên. Hai người có thể cút đi được rồi đấy. Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Vũ Đăng và Lý Dung. Khi nghe tin cả hai như bị xét đánh, không ngờ lại có kết quả này. Bỏ 17 tỷ ra mua lại nhà hàng này chỉ để đuổi họ, người có tiền là tùy tiện như vậy sao? Sao ông chủ thương xót, tôi còn phải nuôi vợ con, còn có tiền nhà nữa, tôi không thể mất công việc này được vũ đăng không quan tâm đến thể diện nữa liền quỳ dưới chân hoàng thiên van xin ông chủ xin hãy để tôi ở lại tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông muốn tôi làm lý dung lắc lắc cánh tay hoàng thiên vẫn cố làm ra vẻ xinh đẹp cô câm mồm đi nếu không phải vì cô tôi có thể khiến ông chủ tức giận sao vũ đăng anh là tên khốn nạn anh chơi không tôi hơn một năm còn bắt tôi phải thế này thế nọ sao hai người tranh cãi lẫn nhau sắp sửa đánh nhau ngay trong nhà hàng hoàng thiên nhân mày gọi bảo vệ lôi bọn họ ra ngoài em gái từ nay về sau nhà hàng này sẽ là của em khi rảnh rỗi đến xem một chút là được rồi hoàng thiên dịu dàng nhìn em gái nói hoàng linh vẫn chưa tỉnh táo lại từ chấn động vừa rồi nói một cách lắp bắp anh sao anh lại có nhiều tiền như vậy sau này em sẽ biết anh đi trước đây hoàng thiên cười nhẹ sau đó rời khỏi nơi này Hoàng Thiên vẫy taxi, đi thẳng về nhà. Vừa đến sảnh đã thấy một chiếc BMW 7 series đỗ ở đó. Hoàng Thiên cũng không để ý, nhưng nghĩ đến mẹ vợ hung hãn, anh lắc đầu, đi lên tầng. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Trương Lan Phượng mặt mũi tràn đầy tươi cười, đặt hoa quả đã được rửa sạch ra trước mặt. "Hiểu Phong à, một lát nữa Ngọc An tan làm rồi, con cứ ngồi đi, dì sẽ trò chuyện cùng con." Trương Lan Phượng chào hỏi Trịnh Hiểu Phong một cách thân thiết. Trịnh Hiểu Phong là cậu chủ tập đoàn Trịnh Thị ở thành phố Bắc Ninh, vừa mới đi du học nước ngoài về. Cậu ta là người xuất sắc nhất trong những người theo đuổi Lâm Ngọc An, đã nhiệt tình theo đuổi cô từ khi học trung học phổ thông, chỉ là vẫn luôn không được như ý muốn. Lần này trở về, Trịnh Hiểu Phong vẫn nhung nhớ Lâm Ngọc An. Thứ không có được luôn luôn là thứ tốt nhất. Lâm Ngọc An gả cho một người chồng què, chuyện này cậu ta cũng có nghe nói rồi. Cậu ta cực kỳ ghen ti và không cam lòng, cậu ta cũng cảm thấy mình có cơ hội cướp Lâm Ngọc An trong tay Hoàng Thiên. "Vâng thưa gì? Ủa, người này là?" Nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào phòng, Trịnh Hiểu phong giật mình. "Hừ, cậu ta là thằng chồng què của Ngọc An." Trương Lan Phượng bực tức trừng mắt với Hoàng Thiên, chẳng phải tôi nói cậu cút đi sao, sao vẫn còn mặt mũi quay về thế? "Ha ha, cậu ta là chồng của Ngọc An sao, con cũng cảm nhận được mấy năm nay Ngọc An đã phải chịu tủi nhục thế nào rồi." trịnh hiểu phong cười nhạo nhìn hoàng thiên ăn mặc quê mùa trong lòng cậu ta cực kỳ coi thường một thằng khố rách áo ôm như thế này mà cũng xứng có được lâm ngọc an sao hoàng thiên không nói gì bình tĩnh nhìn trịnh hiểu phong sau đó đi về phòng của mình có khách đến mà không biết chào hỏi sao sao lại vô giáo dục thế hừ cái chân què của cậu đi được rồi sao trương lan phượng cực kỳ ngạc nhiên trong lòng nghĩ sao thằng què này tự nhiên lại đi lại được thế mẹ con về rồi. Đúng vào lúc này, cửa mở, một cô gái xinh đẹp ngọt ngào động lòng người, thân hình thon dài tuyệt mỹ đi vào bên trong phòng khách. Cô gái này vừa đi vào, ánh mắt Hoàng Thiên bỗng trở nên dịu dàng, bước chân dừng lại. Sau khi Trịnh Hiểu Phong nhìn thấy cô thì như bị mất hồn, đứng dậy một cách tao nhã, cầm bó hoa tươi tặng cô. Ngọc An, em đã về rồi, anh đã đợi em rất lâu. Trịnh Hiếu Phong cố gắng hết sức để kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, cư xử một cách rất lịch thiệp, tặng hoa hồng cho cô. Lâm Ngọc An đi làm về, không ngờ lại gặp phải tên ruồi bọn này. Khi Trịnh Hiếu Phong còn học trung học phổ thông đã luôn theo đuổi cô không dứt. lúc này Trịnh Hiếu Phong đến đây khiến Lâm Ngọc An cảm thấy có chút phiền phức. Nhìn Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An cảm thấy buồn bực trong lòng. Nếu người đàn ông của cô có chút hứa hẹn, Trịnh Hiếu Phong sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ừm, Lâm Ngọc An chỉ gật đầu, nhưng không có nhận hoa ha ha hiếu phong ngọc an gần đây có một số vấn đề với công việc nên tâm trạng không tốt trương lan phượng ở một bên thấy tình huống không ổn liền vội vàng đi tới phân trần thật sao có vấn đề gì thì cứ nói với anh không phải anh nói khoác ở thành phố bắc ninh không có việc gì mà anh không giải quyết được trịnh hiếu phong rất tự tin vỗ ngực bảo đảm cha anh ta rất giàu có và quyền lực có mạng lưới quan hệ rộng rãi anh ta thực sự ăn nên làm ra ở thành phố bắc ninh Đối với việc Lâm Ngọc An không nhận hoa của anh ta, điều này không có gì, anh ta có kiên nhẫn. Trương Lan Phượng nghe xong liền bật cười, đúng, đúng, gì tin 100%. Không giống như một số loại rác rưởi khi gặp chuyện lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói xong, Trương Lan Phượng liếc nhìn Hoàng Thiên một cách coi thường. Hoàng Thiên không nói gì, mẹ vợ vẫn luôn coi thường anh, anh cũng quen rồi. Chứng kiến cảnh mẹ mình xúc phạm Hoàng Thiên trước mặt người ngoài, lâm ngọc an vẫn cảm thấy khá khó chịu cho dù anh có là đồ bỏ đi anh vẫn là chồng của cô trên danh nghĩa mẹ con mệt rồi con về phòng nghỉ ngơi đây nói xong lâm ngọc an liếc nhìn hoàng thiên và ra hiệu cho anh cũng vào phòng đừng ở đây làm mất mặt nữa hiếu phong con đừng để bụng gần đây ngọc an bị ông chủ soi mói cho nên mẹ trước khi trương lan phượng có thể nói xong lâm ngọc an đã ngăn bà ta lại Ha ha, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Khi trở về, con sẽ rủ ông chủ của Ngọc An đi ăn một bữa để sau này không gây rắc rối cho Ngọc An nữa." Trịnh Hiếu Phong cười nhẹ. "Quá tốt rồi, Hiếu Phong, dì cảm ơn con trước nhé." Trương Lan Phượng cười vui vẻ, tin vào lời của Trịnh Hiếu Phong. "Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, gì quá khách sáo rồi. Chúng ta xuống lầu đi." Lâm Ngọc An giật mạnh góc quần áo của Hoàng Thiên. Hoàng thiên sửng sốt. Cưới nhau ba năm rồi vợ không thèm nói chuyện với anh, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao. Nhưng ngay sau đó anh hiểu rằng Lâm Ngọc An ghét Trịnh Hiếu Phong, vì vậy cô muốn tìm cơ hội để ra ngoài. Được. Hoàng thiên cười nhẹ với Lâm Ngọc An. Được cái gì mà được, tự mình đi ra ngoài đi, trước khi trời tối đừng về, Ngọc An ở nhà tiếp khách. Trương Lan Phượng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Di à, chân của chồng Ngọc An cũng khỏe rồi, đi kiếm việc làm cho cậu ấy đi. Một người đàn ông lớn không kiếm được một xu mà phụ thuộc vào vợ đi làm vất vả bên ngoài thì quá vô lý. Trịnh Hiếu Phong nói, Lâm Ngọc An nghe vậy rất kinh ngạc, chân của Hoàng Thiên thật sự đã lành rồi sao? Hiếu Phong, lời con nói quá đúng, gì không thể để con gái gì nuôi nó không công được. Trương Lan Phượng gật đầu không ngừng, chấp nhận những lời của Trịnh Hiếu Phong với sự tán thành sâu sắc. Vậy thì tốt rồi gì, giám đốc nhân sự của tập đoàn quốc tế toàn cầu là một người bạn tốt của con, hay là bây giờ chúng ta đưa cậu ấy đến phỏng vấn thử? Trịnh Hiếu Phong ngập ngừng hỏi Trương Lan Phượng. Anh ta đã có kế hoạch để làm bẽ mặt Hoàng Thiên trước mặt Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng. Anh ta muốn cho Lâm Ngọc An biết người chồng mà cô đã chọn tồi tệ và thấp hèn như thế nào. Vào trong vòng tay của Trịnh Hiếu Phong mới là sự lựa chọn sáng suốt. Được rồi Hiếu Phong, vậy thì gì đi thay đồ đây? Trương Lan Phượng hài lòng lời nói này và gật đầu liên tục. Mẹ, con có thể tự mình tìm việc, không cần anh ta giúp. Lúc này Hoàng Thiên nói. Sắc mặt Trương Lan Phượng lập tức trầm xuống, cậu chủ trịnh có lòng tốt xin việc giúp cậu, cậu còn không cảm kích sao? Con tự tìm được, cậu tìm được cái rắm, đi với tôi ngay lập tức, nếu không cậu sẽ không bao giờ có thể bước chân vào cửa nhà này một lần nào nữa. Trương Lan Phượng tức giận nhìn chầm chầm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bất lực liếc nhìn vợ bên cạnh. Lâm Ngọc An không nói gì, và cô đồng ý với đề nghị của mẹ mình. Cô cũng hy vọng rằng Hoàng Thiên có thể có một công việc như chồng của người khác, để không bị chế giễu là đồ vô dụng. "Mẹ, mẹ có đi đến tập đoàn quốc tế toàn cầu không? Con cũng muốn mở mang tầm mắt, đó là một công ty ngôi sao trong thành phố của chúng ta." Lúc này, Lâm Huỳnh Mai đi ra từ trong phòng, vui vẻ nói. "Hoàng Thiên không thể không làm theo mẹ chồng." bởi vì nếu dám không làm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Một gia đình bốn người đã lên chiếc BMW của Trịnh Hiếu Phong và lái xe đến tập đoàn quốc tế toàn cầu. Chiếc xe sang rộng rãi và tiện nghỉ khiến Trương Lan Phượng phải ghen tị. Bà ta thậm chí còn có ý nghĩ sớm muộn gì cũng đuổi Hoàng Thiên ra khỏi nhà và tìm một con rể giàu có giống như Trịnh Hiếu Phong. 10 phút sau, ở tập đoàn quốc tế toàn cầu. Mấy người Hoàng Thiên vừa vào công ty một người đẹp nóng bỏng đã chú ý đến hoàng thiên sau khi cẩn thận nhìn hoàng thiên một chút sắc mặt của người đẹp thay đổi rõ rệt cô nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của chủ tịch chủ tịch người thanh niên mà ngài bảo tôi chú ý đã tới công ty của chúng ta người đẹp này là lưu nguyệt hoa trợ lý của chủ tịch lương mạnh bắc vừa rồi nhìn thấy hoàng thiên cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhanh chóng báo cho lương mạnh bắc có thật không lương mạnh bắc đứng dậy một cách đầy phấn khích anh ta trên danh nghĩa là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu, nhưng anh ta chỉ là một con tốt của nhà họ Hoàng ở Hà Nội mà thôi. Công ty này thực chất là sản nghiệp của nhà họ Hoàng. Khi Hoàng Thiên và quản gia Trần gặp nhau, một trong những người đi theo đã bí mật chụp ảnh Hoàng Thiên bằng điện thoại di động vừa rồi, quản gia Trần đã gửi ảnh của Hoàng Thiên đến điện thoại di động của Lương Mạnh Bắc, dặn dò Lương Mạnh Bắc chăm sóc tốt cho cậu chủ cành vàng lá ngọc này. Lương Mạnh Bắc đứng ngồi không yên, cậu chủ đến rồi. Đây là cơ hội tuyệt vời để anh ta biểu diễn. Người đó đang ở đâu? Dạ, người đó đang ở phòng nhân sự. Nhanh. Lương Mạnh Bắc phất tay và nhanh chóng bước ra ngoài cùng Lưu Nguyệt Hoa. Bên trong phòng làm việc của giám đốc nhân sự. Lục Hiên, đây là chồng của bạn tốt của tôi, anh có thể sắp xếp cho cậu ấy một công việc được không? Trịnh Hiếu Phong chỉ vào Hoàng Thiên, hỏi người quản lý nhân sự Lục Hiên. Đối mặt với cậu chủ Trịnh, Lục Hiên không dám lơ là cậu chủ trịnh có quá nhiều người muốn vào tập đoàn quốc tế toàn cầu hiện tại đã không còn vị trí nào chống nữa không phải nói thiếu người dọn dẹp sao trịnh hiếu phong cười danh mãnh và trước mắt với lục hiên lục hiên là một tinh anh ngay lập tức hiểu ý định của trịnh hiếu phong cậu chủ trịnh muốn xỉ nhục chồng của cô gái xinh đẹp này chẳng lẽ muốn cướp vợ anh ta quả nhiên là phụ nữ quá xinh đẹp cũng không tốt sau khi nhìn lâm ngọc an trong lòng lục hiên cũng cảm thấy rung động một người vô dụng lại lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy thật là không công bằng này đúng là thiếu người dọn dẹp nhưng mà phải dọn nhà vệ sinh chồng của bạn anh làm được không lục hiên nhìn hoàng thiên bằng ánh mắt chế riêu nghe vậy lâm ngọc an khẽ cao mày và khuôn mặt nóng lên nhưng ánh mắt hờ hững của hoàng thiên khiến lòng cô lạnh lẽo cô ghét người đàn ông của mình vô dụng người ta sắp sửa cử anh đi quét dọn nhà vệ sinh thế mà anh vẫn thở ơi nhân viên vệ sinh có phải là công việc của đàn ông không? Rõ ràng là anh ta đang làm nhục anh. Anh có còn là đàn ông không? Gì, gì nghĩ thế nào? Tiến vào công ty quốc tế toàn cầu rất khó. Trịnh Hiếu Phong có vẻ xấu hổ và hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nói, anh ta không có năng lực, có thể kiếm chút tiền là được rồi, tránh việc ở nhà làm hàng xóm chê cười. Này, cậu làm nhân viên vệ sinh được không? chẳng phải ở nhà cậu dọn nhà vệ sinh rất tốt sao trương lan phượng sốt ruột hỏi hoàng thiên con rể bà làm nhân viên dọn vệ sinh bà cảm thấy rất oai sao hoàng thiên nói cậu trương lan phượng sửng sốt một chút nhất thời không nói nên lời có người ra mặt rất dày dù sao cũng có vợ nuôi cho nên anh ta đương nhiên sẽ không muốn làm việc trịnh hiếu phong dựa lưng vào ghế anh thật ích kỷ và không nghĩ đến vợ mình nếu tôi cũng như anh tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, chỉ để giảm bớt gánh nặng cho Ngọc An. Đúng thế, đừng có trèo cao quá. Ở công ty quốc tế toàn cầu, ngay cả việc làm người quét dọn cũng rất có triển vọng. Về tiền lương thì nể mặt cậu chủ trịnh, thêm cho anh chút tiền lương, lương tháng 10 triệu, anh thấy thế nào? Lục Hiên nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt diếu cợt, anh phải cảm ơn cậu chủ trịnh và vợ anh, nếu không nhà vệ sinh cũng không đến lượt anh dọn. Lục Hiên, anh thật là to gan. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên truyền đến ngay sau đó cánh cửa bị đá tung audio điện tử võ tấn bền chủ tịch sao sao ngài lại đến đây nhìn thấy lương mạnh bắc tức giận đứng ngoài cửa lục hiên sửng sốt nhanh chóng đứng lên công ty quốc tế toàn cầu là của anh sao tôi không thể đến à lương mạnh bắc vẻ mặt trầm xuống nhìn lục hiên không không chủ tịch nghe tôi nói Tôi không có ý đó. Lục Hiên tái mặt vì sợ hãi, anh ta không hiểu tại sao chủ tịch lại tức giận như vậy. Vậy thì ý anh là gì? Vị này đến đây để ứng tuyển phải không? Thái độ làm việc của anh vừa rồi là gì? Lương Mạnh Bắc nghiêm khắc chất vấn Lục Hiên, và sau đó đến gần Hoàng Thiên. Đây là cậu chủ nhà họ Hoàng đấy. Trời ạ, à, cậu chủ đến đây muốn trải nghiệm cuộc sống ở tầng lớp dưới sao? Ăn mặc lại giản dị như vậy. Lương Mạnh Bắc thầm lấy làm lạ xin lỗi chủ tịch, vừa rồi tôi có thái độ không tốt. Lục Hiên không dám thở mạnh, lau mồ hôi lạnh. Lương Mạnh Bắc muốn đánh Lục Hiên một trận, tên ngốc này, anh đừng hại chết tôi. Nếu cậu chủ mà tức giận, tôi sẽ phải cút về nhà mướm cơm cho con đấy. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng Thiên, Lương Mạnh Bắc sốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ông vốn muốn chào hỏi Hoàng Thiên, nhưng quản gia Trần đã giải thích rằng cậu chủ không muốn bị quấy dày, vì vậy không được tiết lộ thân phận của cậu chủ vị này cấp dưới của tôi không hiểu chuyện ngài đừng để tâm lương mạnh bắc ngẩng mặt cười cúi người nói với hoàng thiên đột nhiên tất cả mọi người có mặt đều sững sờ lương mạnh bắc là ai đó là chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu nhưng lại gật đầu và cúi đầu trước hoàng thiên hoàng thiên cũng sửng sốt không biết tại sao lương mạnh bắc lại nể mặt anh như vậy nhìn thấy hoàng thiên không nói gì lương mạnh bắc hoảng sợ anh đến đây xin lỗi ngài ấy đi lương mạnh bắc chỉ vào lục hiên và hét lên cái gì xin lỗi thằng nhóc này sao lục hiên cực kỳ không đồng ý dù sao anh ta cũng là một giám đốc là người có địa vị sao có thể xin lỗi thằng nhóc nghèo hèn này được chủ tịch việc này là không cần thiết lục hiên nói một cách lo lắng nói vớ vẩn anh không muốn làm chức giám đốc này nữa đúng không lương mạnh bắc hoàn toàn tức giận lục hiên lập tức xứng sờ bước nhanh đến bên hoàng thiên thưa ngài tôi xin lỗi vừa rồi tôi không nên nói như vậy hoàng thiên không thèm nhìn lục hiên này anh đặt mắt nhìn lương mạnh bắc không biết lương mạnh bắc đang dở trò gì lương mạnh bắc thấy hoàng thiên nhìn ông ta trong lòng có chút bất an có vẻ như cậu chủ không chấp nhận lời xin lỗi cậu chủ nhìn mình là ý gì hiểu rồi ý của cậu chủ là mình tự nhìn tình hình mà làm vi ệ c lục hiên anh đã bị đuổi việc lương mạnh bắc giơ tay vẫy vẫy với lục hiên tỏ ý rằng anh ta có thể ra ngoài lục hiên gần như ngã quy xuống đất hoàn toàn chết lặng lương tháng của nhân viên của tập đoàn quốc tế toàn cầu là tốt nhất thành phố mất việc này sẽ ảnh hưởng đến lục hiên quá nhiều lương mạnh bắc luôn nói được làm được lục hiên biết rằng có cầu xin cũng vô ích trịnh hiếu phong em m sao em m sao y chứ mày mang thần thánh phương nào đến hại tao mất việc lục hiên tiếc đứt ruột thầm nguyên rủ Trịnh Hiếu Phong rồi rời khỏi văn phòng. Trịnh Hiếu Phong cũng hơi sững sờ, anh A à muốn sỉ nhục Hoàng Thiên trước mặt Lâm Ngọc An và Trương Lan phượng nhưng thay vào đó lại khiến Hoàng Thiên giả vờ vô dụng và bẫy Lục Hiên xuống hố. Chú Lương, chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà đuổi việc Lục Hiên thì không đáng. Trịnh Hiếu Phong ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khá hoảng sợ. Ngay cả cha anh ta nhìn thấy Lương Mạnh Bắc cũng phải rè chừng chứ đừng nói gì đến anh ta trịnh hiếu phong tôi làm gì thì đến lượt anh quản sao lương mạnh bắc chế nhạo không nhìn trịnh hiếu phong chút nào tôi trịnh hiếu phong cứng họng không dám tự phụ trước mặt lương mạnh bắc nữa vị này nhìn xem như thế này ngài đã hài lòng chưa lương mạnh bắc nở một nụ cười nịnh nọt và kính cẩn hỏi hoàng thiên hài lòng rồi hoàng thiên sắc mặt bình tĩnh khẽ ậm ừ nhưng đối với lương mạnh bắc đó chắc chắn là một sự yên tâm nếu cậu chủ không trách mắng ông ra là tốt rồi. Trương Lan Phượng ở một bên sững sờ, bà ta không biết làm sao, một người đàn ông như Lương Mạnh Bắc sao lại có thể nể mặt đứa con rể vô dụng của mình như vậy. Lâm Ngọc An cũng có vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai càng không thể hiểu, làm sao mà anh rể vô dụng của cô ta lại có thể diện lớn như vậy. Hài lòng là tốt, hài lòng là tốt, ha ha. Lương Mạnh Bắc phấn khích giơ tay. Thưa ngài, ngài muốn ứng tuyển vào công việc gì? Lúc này, Lưu Nguyệt Hoa Hoa vặn eo đi tới chỗ Hoàng Thiên, nhẹ giọng hỏi. Người phụ nữ này rất giỏi nắm bắt cơ hội, biết Hoàng Thiên là một cậu chủ giàu có, nếu được Hoàng Thiên nhìn chúng thì cô ta sẽ đổi đời. Ha ha, miễn là không dọn nhà vệ sinh là được. Hoàng Thiên cười nhạt, nhìn dáng vẻ uy nghĩ chứng chạc của ngài, là một giám đốc cũng rất phù hợp. Ánh mắt Lưu Nguyệt Hoa lấp lánh, phóng điện với Hoàng Thiên, sau đó hỏi Lương Mạnh Bắc, đúng không chủ tịch? Đúng vậy, đúng vậy, vì chuyện vừa rồi nên trống vị trí giám đốc nhân sự. Hay là ngài tạm thời làm giám đốc thử xem sao? Lương Mạnh Bắc lo lắng hỏi Hoàng Thiên, ông luôn nghĩ rằng Hoàng Thiên chỉ đi xin việc trong lúc buồn chán. Trời ạ, à, giám đốc? Trương Lan Phượng không khỏi phấn khích và nhìn chủ tịch Lương với vẻ không tin. Bạn biết đấy, vị trí của con gái bà ta là Lâm Ngọc An chỉ ở cấp quản lý. Thấy vậy, lương mạnh bắc bị hiểu lầm cho rằng trương lan phượng không vừa lòng vội vàng nói để cho vị này làm giám đốc đã là lãng phí nhân tài rồi hay là làm tổng giám đốc tổng giám đốc y hai lần này trương lan phượng và hai cô con gái của bà ta đồng thanh kêu lên lương mạnh bắc toát mồ hôi hột cậu chủ cũng không phát biểu ý kiến chuyện này làm sao mới tốt đây hay là tôi nghỉ việc rồi để vị này làm chủ tịch thì sao lương mạnh bắc biểu cảm cay đắng nói với trương lan phượng trương lan phượng trợn to hai mắt chủ tịch ông ông uống nhầm thuốc à chị lớn chị nói đúng rồi đấy lương mạnh bắc cười khổ trương lan phượng gần như ngã xuống sau khi nghe điều này bà ta thực sự nghi ngờ liệu lương mạnh bắc có bị điên hay không cậu hay lắm còn quen biết chủ tịch lớn như vậy có phải đã sớm thông đồng đưa tiền cho ông ấy rồi hay không trương lan phượng chế nhạo quay lại hỏi hoàng thiên mẹ con thực sự không biết ông ấy." Hoàng Thiên lắc đầu. "Giỏi lắm, thế mà lại học được cách nói dối rồi đấy, đợi khi về nhà tôi sẽ thẩm vấn cậu." Trương Lan Phượng khịt mũi. "Này, làm chủ tịch thì hơi quá, anh muốn làm tổng giám đốc cũng được, ha ha." Lúc này, Lâm Ngọc An nói nhỏ với Hoàng Thiên. "Đừng nói nhảm, người ta đang nói giỡn." Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không nói chuyện, cô có chuyện muốn hỏi Hoàng Thiên thưa ngài xem lương mạnh bắc lo lắng không yên đứng đó đổ mồ hôi liên tục chờ đợi chỉ thị từ hoàng thiên hoàng thiên nhìn thấy thế thì đã hiểu khả năng cao là lương mạnh bắc đã biết danh tính của mình nếu không thì sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp này tôi sẽ quay lại và suy nghĩ về nó một lần nữa hoàng thiên thẳng thừng nói với lương mạnh bắc vậy cũng được tôi sẽ ở đây chờ ngài đến đây là danh thiếp của tôi hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào ngài cần hỏi điều gì. Lương Mạnh Bắc lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Hoàng Thiên một cách kính cẩn. Còn có của tôi nữa. Lưu Nguyệt Hoa cũng lấy danh thiếp của mình ra, trực tiếp nhét vào tay Hoàng Thiên. Cũng đừng quên gọi cho tôi. Lưu Nguyệt Hoa nói với Hoàng Thiên. Chúng tôi về đây. Lâm Ngọc An chừng mắt nhìn Lưu Nguyệt Hoa, lôi kéo Hoàng Thiên cùng bước ra ngoài lương mạnh bắc cùng với lưu nguyệt hoa đưa mấy người hoàng thiên ra bên ngoài công ty đứng quan sát từ xa từ đầu đến cuối lương mạnh bắc thậm chí không thèm nhìn trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong tức giận đến mức nghiến răng ken két cảm thấy rất mất mặt anh ta cũng tự hỏi hôm nay lương mạnh bắc uống nhầm thuốc gì vậy tại sao ông ấy lại nâng hoàng thiên lên cao như vậy di ngọc an lên xe đi còn đưa hai người trịnh hiếu phong gượng cười và nói một cách lịch sự không cần Chúng tôi sẽ bắt taxi về nhà." Lâm Ngọc An lạnh lùng nói, sau đó duỗi tay chặn một chiếc taxi. "Ngọc An, nếu em đến công ty mà vẫn bị làm khó, chỉ cần nói với anh, anh đều có thể xử lý." Trịnh Hiếu Phong nói với Lâm Ngọc An, Lâm Ngọc An coi như không nghe thấy, cùng Hoàng Thiên lên xe. Nhìn thấy xe taxi đi xa, Trịnh Hiếu Phong cắn môi mạnh, "Phi. Con điếm này, giả bộ lạnh lùng cái gì, mấy ngày nữa tôi sẽ bắt cô quỳ xuống cầu xin tôi chơi cô." Sau khi về đến nhà, Hoàng Thiên đã bị Trương Lan Phượng chặn lại ngay khi anh ta chuẩn bị quay trở lại phòng. Hoàng Thiên, tôi hỏi cậy, tại sao cậu lại quen biết chủ tịch của công ty quốc tế toàn cầu? Mẹ, con thực sự không biết ông ấy. Tôi không tin, nếu cậu không biết ông ấy, tại sao ông ấy lại sa thải giám đốc lục vì cậu? Trương Lan Phượng nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên như thể đang thẩm vấn tù nhân. Mẹ tin hay không thì tùy. Hoàng Thiên giang hai tay, cũng lười giải thích xoay người trở về phòng đây là thái độ gì vậy trương lan phượng giận dữ dậm chân mẹ sao anh ta có thể biết chủ tịch được người ta có thể sa thải giám đốc lục chỉ để duy trì hình ảnh của công ty mà thôi lâm huỳnh mai khít mũi khinh thường sau đó để cậu ta làm tổng giám đốc lại còn định nhường chức chủ tịch cho cậu ta còn giải thích thế nào đây trương lan phượng nghi ngờ hỏi lâm huỳnh mai là người ta hài hước muốn trêu chọc tên ngốc này thôi, ha ha. Lâm Huỳnh Mai mỉm cười. Mi thăng Trương Lan Phượng gật đầu, tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra. Huỳnh Mai, dù sao anh ấy cũng là anh rể của em, cho nên em không được phép gọi anh ấy là rác rưởi nữa. Lâm Ngọc An nói với Lâm Huỳnh Mai. Quên đi. Lâm Huỳnh Mai không quan tâm, cô ta nằm trên ghế sofa và nghịch điện thoại di động. Lâm Ngọc An khẽ thở dài rồi bước vào phòng của cô và Hoàng Thiên. Phòng ngủ khá rộng rãi với một giường lớn ở trung tâm và một giường hẹp ở góc. Hoàng Thiên nằm trên chiếc giường nhỏ, anh đã kết hôn với Lâm Ngọc An hơn 3 năm, nhưng chiếc giường lớn đó luôn là nơi anh cấm vào. "Hoàng Thiên, tôi phát hiện càng ngày càng không hiểu anh." Lâm Ngọc An bước đến trước mặt Hoàng Thiên. "Sao lại không hiểu?" Hoàng Thiên cười nhẹ ngồi dậy. Tôi có thể thấy lương mạnh Bắc trước mặt anh rất khiêm tốn, không phải giả bộ, bởi vì lúc đó tay của ông ta rất run. Lương Mạnh Bắc là nhân vật quan trọng của thành phố Bắc Ninh, tại sao ông ta lại sợ anh như vậy? Hoàn cảnh gia đình của anh quá tệ, cũng không có tài năng gì. Vậy rốt cuộc là tại sao? Lâm Ngọc An khó hiểu hỏi Hoàng Thiên. "Ngọc An, đã hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên em nói nhiều như vậy với anh." Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An giật mình, đột nhiên có cảm giác có lỗi một cách khó giải thích cô rất ít nhìn người đàn ông mà cô đã coi thường suốt 3 năm ở cự ly gần như bây giờ. Bản năng của người phụ nữ mách bảo cô rằng người đàn ông này vẫn rất thích cô. Nhưng 3 năm nay cô vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn trong tương lai. Lâm Ngọc An nhìn ra ngoài cửa sổ và nói nhỏ. Hoàng Thiên không khỏi có chút xúc động khi nghe được điều này. Ngọc An, thực tế là anh không nghèo chút nào, càng không phải là kẻ vô dụng chồng của em rất giàu em không cần vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ cái gì lâm ngọc an giật mình nhưng ngay sau đó một dấu vết của sự chán nản hiện lên trong mắt cô hoàng thiên đừng nói khoác trước mặt tôi nữa được không anh sẽ chỉ khiến tôi càng thêm coi thường anh mà thôi hoàng thiên ánh mắt xẹt qua vài cái liền nuốt lời định nói trở lại hình ảnh nghèo hèn của anh đã ăn sâu vào trong đầu cô dù anh có nói ra sự thật cũng không ai tin nhìn thấy hoàng thiên ngừng nói lâm ngọc an tin chắc vào phán đoán của chính mình cô không để ý đến hoàng thiên nữa và quay trở lại giường của mình để nằm xuống và nghỉ ngơi cả đêm không nói một lời nào sáng sớm hôm sau hoàng thiên và lâm ngọc an cùng nhau rời khỏi nhà mỗi ngày lâm ngọc an đi làm và tan làm đều là do hoàng thiên đưa đón khi quay về anh lái xe cẩn thận đến cửa công ty lâm ngọc an xuống xe dặn dò một câu được Hoàng Thiên đồng ý. Anh vừa định phóng xe đi thì thấy một chiếc ô tô Audi màu đỏ lao tới, dừng trước cửa công ty. Trong xe, một người phụ nữ tóc ngắn khoảng 30 tuổi, mặc trang phục công sở, trông rất sắc sảo. Cô hay lắm Lâm Ngọc An, càng ngày càng giỏi hơn cả tôi, còn có tài xế toàn thời gian. Người phụ nữ tóc ngắn cười lạnh và nói với Lâm Ngọc An với giọng nói kỳ lạ. Lâm Ngọc An không nhịn được mà cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ tóc ngắn này chính là sếp trực tiếp của cô, Trương Ngọc Huyền, phó chủ tịch bộ phận marketing. "Chủ tịch Trương, chồng tôi đưa tôi đi, không phải tài xế." Lâm Ngọc An nói. Trương Ngọc Huyền cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Lâm Ngọc An. Vì Lâm Ngọc An quá đẹp, vóc dáng lại quá chuẩn nên Trương Ngọc Huyền ghen tị. "Ha ha, tôi còn tưởng cô lại quyến rũ tên đàn ông nào chứ, hóa ra là người chồng vô dụng của cô." Trương Ngọc Huyền chế nhạo liếc nhìn Hoàng Thiên trong xe. Hoàng Thiên trong xe nghe rõ, anh thật sự không nói nên lời. Ngay cả những người trong công ty của Ngọc An cũng gọi mình là kẻ vô dụng. "Trương Ngọc Huyền, xin cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút." Lâm Ngọc An nói lớn. "Ủa, cô có nhầm lần gì không? Tôi là sếp của cô, cần phải tôn trọng cô sao?" Trương Ngọc Huyền nhìn Lâm Ngọc An rất khó chịu. Tim Lâm Ngọc An run lên vì tức giận há to miệng nhỏ cuối cùng vẫn nhãn nhịn cô biết trương ngọc huyền đang cố tình gây khó dễ cho mình người phụ nữ này đã dò mó cô từ lâu và muốn tống cổ cô ra khỏi công ty cứng rắn với trương ngọc huyền chỉ có thể khiến cô mất công việc này sau này nếu cô còn dám bắt nạt vợ của tôi tôi sẽ khiến cô hối hận lúc này hoàng thiên xuống xe nhìn chằm chằm trương ngọc huyền ha ha buồn cười thật đấy đồ phế vật như cậu mà dám ra mặt giúp vợ sao trương ngọc huyền bĩu môi nhìn lâm ngọc an cười lâm ngọc an chồng của cô thật không biết cư xử cô không quản sao sau này đừng mang anh ta đi theo tránh mất mặt sau đó cô a vạn eo bước vào công ty lâm ngọc an hít thở sâu và điều chỉnh cảm xúc của mình vừa rồi hoàng thiên ra mặt vì cô trong lòng cô vẫn rất cảm động cho dù người đàn ông này khiến người ta khó chịu đến mức nào thì ít nhất trong lòng anh vẫn có cô không sao anh có thể về rồi Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên. Hay là em bỏ công việc này đi, đừng nhãn nhịn ả à ta nữa. Hoàng Thiên nói. Ha ha. Lâm Ngọc An cười khổ, anh không kiếm được một xu, tôi mà từ trước thì nhà chúng ta gặp đất mà ăn à. Nói xong, cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn trời. Nhưng Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng, hai mắt Lâm Ngọc An chứa đầy nước mắt như pha lê, cô ngẩng mặt lên vì không muốn nước mắt chảy ra. Nhìn Lâm Ngọc An xoay người đi vào công ty, Hoàng Thiên không khỏi có chút xót xa. Vợ đã không dễ dàng trong suốt những năm qua, nghĩ đến việc Lâm Ngọc An đến công ty phải chịu tủi nhục như vậy, Hoàng Thiên không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lương Mạnh Bắc. Alo, là tôi, Hoàng Thiên. Là cậu chủ sao, cuối cùng ngài cũng gọi điện thoại cho tôi rồi. Giọng nói phấn khích của Lương Mạnh Bắc truyền qua điện thoại. Hoàng Thiên trong lòng suy nghĩ một chút, xem ra quả nhiên Lương Mạnh Bắc đã sớm biết thân phận của anh. Ông biết tất cả rồi sao? Vâng, thưa cậu chủ, quản gia Trần đã giải thích rồi. Cậu chủ, trên thực tế, công ty quốc tế toàn cầu là tài sản của gia đình ngài, còn tôi chỉ là một người làm thuê của gia đình ngài. Điều này, Hoàng Thiên rất bất ngờ. Ừm, trong trường hợp đó, ông có thể giúp tôi một việc được không? Cậu chủ, xin hãy nói. Ông có biết công ty Nguyên Đạt không? Hoàng Thiên hỏi tôi biết chỉ là một công ty nhỏ thôi công ty này đã làm mất lòng ngày sao cậu chủ đừng lo lắng tôi sẽ lập tức khiến công ty này phá sản lương mạnh bắc hung hăng nói không đến mức đó vợ tôi làm việc trong công ty này và sếp của cô ấy tên là trương ngọc huyền người phụ nữ này rất khó chịu ông có thể cảnh báo cô ta để cô ta không bắt nạt vợ tôi trong tương lai không sao tôi sẽ gọi cho ông chủ của công ty nguyên đặt ngay lương mạnh bắc nói một cách vui vẻ hoàng thiên cúp điện thoại trong lòng nhẹ nhõm lương mạnh bắc ra tay thì nhất định không sao sau này vợ anh sẽ không bị đám người đó ức hiếp nữa nghĩ vậy hoàng thiên lên xe lái về nhà đột nhiên một chiếc xe bmw quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt đây không phải là chiếc xe mà trịnh hiếu phong đã lái sao hoàng thiên trong lòng vừa nghĩ dừng xe lại gần đó có một cửa hàng kim hoàn qua cửa kính hoàng thiên nhìn thấy trịnh hiếu phong hoàng thiên cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng trịnh hiếu phong vẫn có ý đồ với lâm ngọc an điều khiến hoàng thiên ngạc nhiên hơn nữa là ở bên cạnh trịnh hiếu phong đó thực sự là trương lan phượng mẹ vợ của anh lúc này trương lan phượng đang nằm trên quầy đưa ngón tay chỉ vào những đồ trang sức khác nhau trong quầy đồng thời giao tiếp với nhân viên bán hàng đột nhiên hoàng thiên hiểu được tình hình đại khái có lẽ Trịnh Hiếu Phong này có kế hoạch mua trang sức để lấy lòng Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên không bình tĩnh được, xuống xe lặng lẽ đi vào tiệm vàng. Tiệm kim hoàn này khá nổi tiếng, rất đông khách hàng, Hoàng Thiên núp sau một vài khách hàng, bí mật theo dõi. Gì, chiếc vòng ngọc rát vàng này thật tốt, rất hợp với khí chất của gì. Trịnh Hiếu Phong cười nịnh nọt với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe xong rất vui mừng, bà ta đeo thử chiếc vòng vào rồi thích đến mức không thể bỏ xuống. Hiếu Phong, chiếc vòng cũng tốt, nhưng đắt quá, 28 triệu." Trương Lan Phượng nói. "He he, đây chỉ là khoản tiền nhỏ mà thôi, chỉ cần gì thích thì cháu sẽ mua." "Vậy thì gì cảm ơn con." Trương Lan Phượng vui vẻ đến mức cười không khép được miệng, "Hai, thằng bé như con thật là hiểu chuyện, biết hiếu thuận với về trên. Nếu ngay từ đầu Ngọc An gả cho con thì tốt rồi." "Dì, con nguyện ý chờ đợi, chỉ cần Ngọc An đổi ý, muốn ly hôn với Hoàng Thiên." con sẽ lập tức cưới cô ấy, Trịnh Hiếu Phong thể thốt. Trương Lan Phượng trong lòng thâm nghĩ Trịnh Hiếu Phong so với Hoàng Thiên Giác rưỡi mạnh hơn gấp trăm lần, có thể mua một chiếc vòng có giá 28 triệu cho mình mà không thèm trước mắt, con rể này có thể tìm ở đâu. Đi với. Được rồi, gì sẽ về thuyết phục Ngọc An sau. Hoàng Thiên nghe thấy thì không nhịn được mà tức giận mẹ chồng nếu biết gia đình tôi có tài sản nghìn tỷ, giàu nhất Trung Quốc, liệu bà có còn nói như vậy không? Nhân tiện, Ngọc An vừa gọi cho dì và nói rằng sếp của con bé đã xin lỗi con bé và hứa rằng sẽ không bao giờ làm phiền con bé nữa. Tôi có thể nói rằng Ngọc An rất hạnh phúc. Trương Lan Phượng chiêm ngưỡng chiếc vòng cổ bằng vàng dòng và kim cương nhìn tỷ trên quầy, đang lơ đánh đối xử với Trịnh Hiếu Phong. Thật sao? Trịnh Hiếu Phong rất ngạc nhiên. Cho dù đã hứa sẽ giúp Lâm Ngọc An giải quyết vấn đề này, nhưng anh ta không biết ông chủ của Lâm Ngọc An là ai, và anh ta không chắc rằng nó sẽ được thực hiện vậy phải cảm ơn bạn rồi khi ngọc an tan sở tôi sẽ nhờ cô ấy mời bạn đi ăn tối và cảm ơn vì đã cứu mình trương lan phượng mỉm cười hài lòng và nháy mắt với trịnh hiếu phong có ý để anh ta nắm bắt cơ hội trịnh hiếu phong đã rất vui mừng và anh ấy đang chờ đợi cơ hội này cô 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 quá khách sáo tôi rất yêu ngọc an giúp cô ấy là đúng rồi trịnh hiếu phong sắc mặt không đỏ cũng không trắng liền đẩy thuyền đi theo trực tiếp nhận lấy thành công lao của mình. Trương Lan Phượng cười nói với Trịnh Hiếu Phong, còn nhìn Trịnh Hiếu Phong với ánh mắt khác thường, ý là bảo anh ta nên nắm bắt cơ hội. Hoàng Thiên đã đợi quá lâu rồi, cái mà anh đợi chính là cơ hội này. Hiếu Phong, con quá lãng phí rồi, phải tiết kiệm một chút chứ. Trương Lan Phượng chỉ vào chiếc vòng cổ kim cương và vàng trong quầy. Khi Trịnh Hiếu Phong nhìn vào giá, đầu của anh ta bỗng trở nên bự hơn chiếc vòng cổ kim cương này được bán với giá 300 triệu. Mặc dù gia đình anh ta giàu có mới thành lập công ty, nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng của anh ta chỉ khoảng 70 triệu, để mua một món đồ có giá 300 triệu vẫn khiến anh ta rất đau đầu. Gì, cái này? Trịnh Hiếu Phong xấu hổ. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong do dự rồi nhanh chóng cười, hi hi, con đã mua vòng tay 30 triệu cho gì rồi? Hư, không giống con rể rác rưởi của gì, Sợ là đến vòng tay 300.000 cũng mua không nổi gì chỉ là tiện hỏi thôi. Con không cần mua, sợi dây chuyền này đắt quá. Hoàng Thiên nghe không được nữa, liền đi tới. Nhìn Trịnh Hiếu Phong ngạc nhiên, Hoàng Thiên nói, chỉ hơn 300 triệu cũng không đắt lắm. Anh không có khả năng mua, còn giả bộ làm gì? Là anh, Trịnh Hiếu Phong kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên trước mặt. Đúng vậy, là tôi. Hoàng Thiên nhìn về hướng Trịnh Hiếu Phong. Đối với Trịnh Hiếu Phong Hoàng Thiên thực sự cảm thấy rất phiền phức. Tên này có ý đồ với Lâm Ngọc An, điều này đã chạm tới danh giới cuối cùng của Hoàng Thiên. Hơn nữa, vừa rồi Trịnh Hiếu Phong còn không biết xấu hổ tự nhận lấy công lao cho bản thân, độ dày của da mặt cũng không có bình thường. Ha ha, đầu năm nay có rất nhiều chuyện kỳ quái, bộ dạng như thế này còn dám đi vào tiệm vàng chọn lựa các loại trang sức, anh nghĩ anh có thể mua nổi hàng ở nơi này sao? Trịnh Hiếu Phong khinh thường nhìn Hoàng Thiên, cậu ta cảm thấy thật buồn cười. Những kẻ bần cùng như Hoàng Thiên không nên xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, cậu sẽ không mua nổi, vậy tại sao cậu lại tới chỗ này? Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi tới. Không mua nổi, trong lòng Hoàng Thiên một trận cười nhạt, nữ nhân viên đang giới thiệu trang sức cho Trương Lan Phượng, nhìn bộ dạng và trang phục mộc mạc của Hoàng Thiên, gần như muốn quay đầu lại. Càng nghèo càng muốn giả vờ để che giấu mặc cảm bên trong. Với hơn 280 triệu đồng một sợi dây chuyền, mà hắn dám khẳng định là không quá đắt đúng là khoác lác không bao giờ bị đánh thuế thưa ngài xin ngài đừng làm ảnh hưởng đến việc chọn đồ của khách hàng trong tiệm của chúng tôi nữ nhân viên khinh thường nhìn hoàng thiên bên ngoài lễ phép nói nhưng trong lòng lại cực kỳ xem thường anh nghe thấy chưa nếu không có khả năng mua đồ thì tránh ra xa một chút đừng ảnh hưởng đến gì và tôi đi chọn đồ trang sức trịnh hiếu phong cũng nhân cơ hội cười khẩy Hoàng Thiên phất lờ lời của Trịnh Hiếu Phong và nói với nữ nhân viên bán hàng, đồ trang sức đắt tiền nhất của tiệm là món đồ nào. Nữ nhân viên bán hàng trong lòng càng khinh thường Hoàng Thiên. Bộ dạng giả vờ như này cô đã nhìn thấy quá nhiều lần. Khó chịu nhất chính là chỉ xem và không mua. Chiếc vòng cổ kim cương này được sản xuất tại Ý, giá bán là 300. Đồng, nữ nhân viên bán hàng sốt ruột giới thiệu. Đẹp lắm, đem nó gói vào đi, tôi mua sợi dây chuyển này. Hoàng Thiên với giọng điệu bình thản nói một câu. Cái gì, nữ nhân viên trong tiệm thật sự nghi ngờ bản thân mình đang nghe lầm, bán nữ trang hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy khách hàng chịu chi đến thế. Mua đồ trang sức đắt tiền như vậy mà như tùy tiện mua chiếc bắp cải bình thường ở ngoài chợ rau. Xem ra vừa rồi là mình không có mắt nhìn, vị này mới chính là đại gia ngầm đích thực. Nữ nhân viên bán hàng phấn khởi, tiền hoa hồng cho hơn chiếc dây chuyển hơn 300 triệu đồng cũng không hề ít. Thưa ngài, ngài thật là có con mắt tinh tường, sợi dây chuyền này là lựa chọn hàng đầu để tặng cho người yêu của ngài, cũng là cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu đích thực." Nữ nhân viên mắt sáng rực, nhìn chỗ nào cũng thấy Hoàng Thiên thật thuận mắt. Hoàng Thiên nghe trong lòng kích động một cái, cùng với Lâm Ngọc an kết hôn hơn 3 năm nay, chưa bao giờ tặng quà cho cô ấy. Bây giờ là lúc để đền bù. "Này, anh đừng ở đây khiến người khác mất mặt nữa, anh mua được cái sợi dây chuyền này Tôi sẽ tự vả vào mặt mình." Trình Hiếu Phong cười nhạo nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn Trình Hiếu Phong và nói, "Tôi sẽ cho anh tội nguyện." "Cậu quên uống thuốc trước khi đi ra ngoài à? Cậu đang làm gì ở đây?" Trương Lan Phượng rất tức giận và trách mắng Hoàng Thiên. "Tôi bị làm sao? Bà đã nói như thế nào nhỉ? Bà nói tôi rõ ràng không có khả năng mua nổi món đồ trang sức với cái bộ dạng nghèo nàn này." Bà không phải là đang khiến cửa hàng của người ta lãng phí thời gian hay sao?" Trương Lan Phượng nén giận nói. "Ha ha, cậu thật sự không nghèo nàn chút nào." Hoàng Thiên cười một tiếng, nhìn thấy Hoàng Thiên còn dám mạnh miệng nói lại, Trương Lan Phượng càng thêm tức giận. "Đừng nói là không thể mua nổi, cho dù thật sự cho là cậu có thể mua được một sợi dây chuyền kim cương, cũng đừng nghĩ tới tôi sẽ coi trọng cậu, đừng có mà tốn sức, hừ." Trương Lan Phượng khoanh tay châm chọc trong lòng hoàng thiên nguội lạnh trương lan phượng thật sự có bao nhiêu cay ghét mình bà nghĩ nhiều rồi sợi dây truyền này không phải dành cho bà hoàng thiên mặc kệ trương lan phượng trực tiếp đi tới quầy thu ngân cậu trương lan phượng tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên náo loạn cả nửa ngày là do bạn thân tự suy diễn cứ tưởng rằng hoàng thiên muốn lấy lòng bà những người xung quanh không khỏi nhịn cười khi thấy trương lan phượng ăn một quả hớ trương lan phượng đỏ mặt vừa xấu hổ vừa khó chịu hi hi, gì à, gì đừng tức giận, xem hắn có thể giả bộ đến mức nào. Trịnh Hiếu Phong cười nói, ừ, Trương Lan Phượng gật đầu, bà cũng có hứng thú xem xem đến lúc Hoàng Thiên thanh toán hắn sẽ bẽ mặt đến mức nào. Thưa ngài, ngài dùng thẻ hay tiền mặt, nữ nhân viên thu ngân hỏi Hoàng Thiên. Quẹt thẻ, Hoàng Thiên đưa ra chiếc thẻ đen mà quản gia Trần đưa cho. Nhân viên thu ngân tò mò nhìn tấm thẻ, trong lòng chợt bối rối cô chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc thẻ ngân hàng nào kỳ lạ như vậy thưa ngài xin vui lòng nhập mật khẩu của ngài nhân viên thu ngân nói hoàng thiên đã nhập mật khẩu nhưng màn hình hiển thị thanh toán không thành công chuyện quái gì đang xảy ra trong lòng hoàng thiên căng thẳng thưa ngài thẻ của ngài đã bị hết hạn đây là cái thẻ không thể sử dụng nhân viên thu ngân khó chịu nhìn hoàng thiên nghĩ rằng tên này đúng là đang giả bộ là có tiền ồ cũng có thể hoàng thiên gật đầu không có gì to tát cả chỉ cần đi đến ngân hàng làm lại thẻ mới rồi truyền tiền lại là được ha ha tôi cười đau bụng quá cái thẻ đồ chơi này là nhặt được từ cái thùng rác nào vậy trịnh hiếu phong ôm bụng cười trương lan phượng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào con rể mình có bao nhiêu tiền bà là người biết rõ nữ nhân viên trong tiệm nhìn chằm chằm hoàng thiên sắc mặt rất khó coi cô tưởng mình đã gặp được một khách hàng lớn và vui vẻ cả nửa ngày trời nhân viên bảo vệ, mau đuổi kẻ gây rối này ra ngoài. Nữ nhân viên chỉ vào Hoàng Thiên và hét lên, một nhân viên bảo vệ ở cửa đã bước tới chỗ Hoàng Thiên. Gì à chúng ta đi thôi, kẻo lát nữa phải giải quyết hộ cho hắn. Trần Hiếu Phong vui vẻ nói. Đi, Trương Lan Phượng đồng ý và cùng Trịnh Hiếu Phong đi ra khỏi tiệm vàng. Bà không muốn bị mất mặt khi ở cùng ở một chỗ với Hoàng Thiên, cho dù Hoàng Thiên bị nhân viên an ninh đánh chết cũng không liên quan gì đến bà. Không có tiền còn nói muốn mua, ở nhà ngu ngốc còn không yên ổn hay sao mà còn đi ra ngoài chạy loạn. Nữ nhân viên bán hàng dẫn nhân viên bảo vệ đến trước mặt Hoàng Thiên muốn bắt người. Tôi không gây rối, chẳng qua là thẻ bị hết hạn. Hoàng Thiên cũng bất lực, vào thời điểm mấu chốt mà thẻ lại không dùng được. Đây hoàn toàn không phải là thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng nào mà như thế này. Nữ nhân viên bán hàng cầm lấy thẻ của Hoàng Thiên, tức giận nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng cãi nhau lớn liền bước ra. "Ông chủ, người đàn ông này muốn mua sợi dây chuyền mà không có tiền để trả, anh ta đã dùng thẻ giả và gây rối ở đây." Nữ nhân bán hàng cả giận. Ánh mắt của chủ tiệm vàng rơi vào thẻ ngân hàng loại thượng hạng của Hoàng Thiên, ông ta lập tức hít một hơi lạnh, không khỏi cẩn thận liếc nhìn Hoàng Thiên. Ông chủ này là người đã từng va chạm rất nhiều trên thương trường, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Thẻ ngân hàng này của Hoàng Thiên thật ra là thẻ ngân hàng tùy chỉnh của hội nhà giàu hàng đầu Việt Nam và nhà họ Hoàng ở Hà Nội đã đặt làm riêng loại thẻ này. Thanh niên này thật sự là người nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Chủ tiệm vàng Tuy trong lòng đang khiếp sợ nhưng cũng không khỏi xúc động. Nếu có thể kết bạn với cậu chủ này, sau này dù có hợp tác một chút với nhà họ Hoàng ở Hà Nội cũng sẽ giàu to. "Cô im lặng cho tôi." Chủ tiệm vàng quát lên với nữ nhân viên. "Ông chủ," nữ nhân viên bối rối thưa ngài xin ngài hãy cất thẻ đi chiếc vòng cổ kim cương này là tặng cho ngài chúng ta có thể kết bạn với nhau được không chủ tiệm vàng đưa thẻ ngân hàng và sợi dây chuyển kim cương cho hoàng thiên trên mặt nở một nụ cười hoàng thiên sững người một lúc tự hỏi tại sao chủ tiệm vàng này lại làm như vậy không cần đâu ngày mai tôi sẽ qua mua sợi dây chuyền này hoàng thiên nói xong liền xoay người rời khỏi tiệm vàng toàn bộ người của tiệm vàng đều ngần ra không biết ông chủ của bọn họ bị điên rồi hay là hoàng thiên thật sự là nhân vật lớn nào đó mới có thể khiến chủ tiệm vàng thành ra như vậy ông chủ ông rất coi trọng anh chàng tội nghiệp đó phải không nữ nhân viên khó hiểu hỏi chủ tiệm vàng cô thì biết cái gì sau đó chủ tiệm vàng vỗ nhẹ vào chán ấy tôi quên mất hỏi thông tin liên lạc của quý ngài đó rồi không sao đâu ông chủ người này có vẻ là con rể của khách quen của cửa hàng chúng ta trương lan phượng tôi biết địa chỉ nhà của bà ấy. Nữ nhân viên nói, thật không, hay quá, cô đến nhà bà ấy ngay và gửi sợi dây chuyền này qua, chủ tiệm vàng hào hứng nói. Nữ nhân viên kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Hoàng Thiên đang đi phía xa ngoài cửa, cực kỳ tò mò đối với Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi tiệm vàng, anh cũng không trở về nhà, mà đi dạo bên ngoài hẳn một buổi chiều. Anh đợi cho đến khi Lâm Ngọc An tan làm, anh sẽ lái xe đến công ty Nguyên Đạt để đón Lâm Ngọc An trương ngọc huyền không còn tìm em gây phiền phức nữa đúng không hoàng thiên vừa lái xe vừa hỏi lâm ngọc an hôm nay tâm trạng rất tốt sếp của cô trương ngọc huyền luôn luôn kiếm cớ để bắt nạt cô và hôm nay cô ta thực sự đã nói lời xin lỗi với cô điều này nằm ngoài dự đoán của cô cha không những không làm phiền em cô ta còn xin lỗi em lâm ngọc an nhẹ nhàng nói vậy thì tốt hoàng thiên khẽ mỉm cười không nói gì thêm nữa sau khi bước vào nhà trương lan phượng mặt tràn đầy gió xuân vui vẻ nói với lâm ngọc an ngọc an buổi tối đừng nấu cơm nhà mẹ đã hẹn cậu chủ phong cùng đi ăn cơm tại sao lâm ngọc an sững sờ con phải trực tiếp cảm ơn cậu chủ phong đó là cậu chủ phong đã giúp con giải quyết nên sếp của con mới xin lỗi con sau này ở công ty con sẽ có một cuộc sống tốt hơn trương lan phượng cười nói mẹ lâm ngọc an ngừng nói cô ghét trịnh hiếu phong nhưng cô cũng tin rằng Trịnh Hiếu Phong đã giúp cô lần này vì Trịnh Hiếu Phong đã luôn hứa sẽ giúp cô. Hoàng Thiên thấy vậy thực sự tức muốn nôn ra máu, rõ ràng là anh ta đã tìm Lương Mạnh Bắc xin giúp một tay, vậy tại sao giờ nó lại trở thành công lao của Trịnh Hiếu Phong? Mẹ, thật ra trong chuyện này con đã giúp Ngọc An, không liên quan gì đến Trịnh Hiếu Phong. Hoàng Thiên không nhịn được mà nói. Cái gì? Trương Lan Phượng tức giận nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, cậu từ lúc nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy. Một mình cậu có thể có bản lĩnh đó. Nói láo mà cũng không thấy ngại. Còn có, chủ tiệm vàng đặc biệt nhờ người gửi sợi dây chuyền kim cương này đến. Cậu có phải là đã nhờ tiệm vàng gửi sợi dây chuyền này đến tận cửa không? Trương Lan Phượng nói lời này, lắc lư dây chuyền kim cương nghịch ngợm cả buổi chiều. Hoàng Thiên không ngờ rằng chủ tiệm vàng sai người đưa sợi dây chuyền tới. Nhưng nghĩ lại thái độ nhiệt tình của ông chú trung niên ở tiệm vàng lúc đó, Hoàng Thiên cũng đoán được vài phần chuyện gì đang xảy ra. Chắc là chủ tiệm vàng muốn kết bạn với mình nên mới gửi chiếc dây chuyền kim cương này tới. Về phần lý do tại sao ông ấy muốn kết bạn, Hoàng Thiên không thể nghĩ ra. Hôm nay ở tiệm vàng, ông chủ tiệm đưa tặng cho con sợi dây chuyền này. Hoàng Thiên nói, Trương Lan Phượng nghe vậy liền khó chịu, hi hi, cậu bây giờ có năng lực nói dối không chấp mắt như vậy, Kỹ năng rèn luyện thật là tuyệt. Hoàng Thiên biết có nói như thế nào, Trương Lan Phượng cũng sẽ không tin, cho nên cũng không thèm giải thích những thứ này nữa. Lâm Ngọc An cứ nhìn Hoàng Thiên bên cạnh, cảm thấy rất bối rối. Cô cũng muốn tin tưởng ở Hoàng Thiên, nhưng hai chuyện này quả thật rất mơ hồ nên không thể thuyết phục được người khác. "Mẹ, chúng ta không thể lấy không đồ của người khác. Ngày mai mẹ đem trả lại sợi dây chuyền kim cương này đi." Lâm Ngọc An suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Lan Phượng vẻ mặt khó chịu hiện lên trên mặt trương lan phượng bà ấy thích sợi dây chuyền này đến nỗi không thể trả lại được đứa nhỏ mốc nghếch tại sao con lại nghĩ là lấy không đồ của người ta cơ chứ cái này nhất định trịnh hiếu phong đã mua lại rồi phân phó cho tiệm vàng sai người mang đến nếu như là cậu ấy đã mua thì càng không thể trả lại lâm ngọc an nói hiếm khi cậu phong đã có lòng quan tâm đến vậy vì vậy ta cũng phải có dạ để người ta còn giữ mặt mũi trương lan phượng nói đeo sợi dây truyền vào và nhìn trái nhìn phải trong gương hoàng thiên chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi lâm ngọc an liền nhìn và nói với hoàng thiên hoàng thiên cũng muốn đi ra ngoài hít thở anh thật sự rất giận trương lan phượng sau khi ra khỏi nhà lâm ngọc an lên xe và tỏ ý hoàng thiên lái xe đi đi đâu hoàng thiên hỏi một câu sơn trang cầm viên lâm ngọc an nhẹ nhàng nói tâm tình của cô giờ rất nặng nề khi nói điều đó Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An bên cạnh, anh biết rằng Lâm Ngọc An thỉnh thoảng sẽ đến Sơn Trang cầm viên. Và mỗi lần đến đó, cô đều có tâm trạng rất tồi tệ, và cô cũng không hiểu tại sao. Lái xe chạy ở trên đường, Hoàng Thiên không nói gì. Anh vốn định muốn nói với Lâm Ngọc An rằng chiếc vòng cổ kia là mua tặng cho cô, nhưng bây giờ nó đã được mẹ vợ anh đeo. Lâm Ngọc An liệu có tin được điều này không? Nó chỉ có thể làm cho ấn tượng của Lâm Ngọc An về anh càng tồi tệ hơn. 20 phút sau, ở ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội khu Sơn Trang Cảm Viên. Đây là khu biệt thự vẫn đang xây dựng, đã 4 năm năm nay vẫn chưa hoàn thiện. Đứng trước Sơn Trang Cẩm Viên, Lâm Ngọc An không nói lời nào, rơi vào suy tư. Hoàng Thiên đứng bên cạnh cô, vẫn âm thầm đứng cùng cô như trước. Anh có biết tại sao tôi lại thường xuyên đến đây không? Lâm Ngọc An quay đầu nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên lắc đầu một cái. Dự án chưa hoàn thành này được đầu tư bởi bố tôi cách đây 4 năm. Lâm Ngọc An nói. Hoàng Thiên rất ngạc nhiên, anh gia nhập gia đình họ Lâm cách đây 3 năm, và bố của Lâm Ngọc An đã qua đời ngay sau đó. Anh nghĩ rằng gia đình Lâm chỉ là một gia đình lao động bình thường, nhưng không ngờ tới bố vợ anh còn là một nhà thầu đầu tư xây dựng. Tại sao dự án vẫn chưa hoàn thành? Hoàng Thiên hỏi. Tại thời điểm thu hút vốn đầu tư của thành phố, một ông chủ lớn từ miền Nam đã lên kế hoạch đầu tư 3.500 tỷ đồng cho vùng ngoại ô phía tây thành phố để xây dựng công viên nước lớn nhất ở Việt Nam. Không có biển trong thành phố của chúng ta, nếu công viên nước này được xây dựng, kinh doanh nhất định sẽ phát đạt. Đồng thời, nó cũng sẽ làm cho vùng ngoại ô ở phía tây trở nên thịnh vượng nên bố tôi quyết định phát triển bất động sản ở đây. Nhưng không được bao lâu thì ông chủ lớn đó bị bắt do huy động vốn bất hợp pháp và dự án công viên nước bị phá bỏ dự án bất động sản sơn trang cầm viên của bố tôi cho dù là xây dựng xong cũng nhất định sẽ không bán được chỉ có thể làm dở dang mà thôi lúc này lâm ngọc an trong khóe mắt ươn ướt nhìn thấy cô buồn bực trong lòng hoàng thiên đột nhiên động lòng không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô không ngờ rằng lần này lâm ngọc an cũng không trốn tránh mà quay đầu lại nhìn hoàng thiên sự thất bại của khoản đầu tư này đã khiến bố tôi hoàn toàn phá sản cho đến khi ông qua đời trong cơn trầm cảm Lâm Ngọc An nói, nước mắt đã chảy xuống. Hoàng Thiên giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, an ủi, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Làm sao tôi có thể không nghĩ đến, bố tôi đã từng ám ảnh việc xây sơn trang Cầm Viên cho đến khi bố mất, tôi vẫn không thể giúp được gì. Vẫn không có năng lực giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Cơ thể Lâm Ngọc An khẽ run lên, tôi hiện nay chỉ làm việc với mức lương 20 triệu đồng một tháng và tôi còn phải nuôi cả gia đình chúng ta. Ngay cả khi tôi không ăn không uống, tôi cũng sẽ không thể tiết kiệm đủ tiền để giúp bố tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hoàng Thiên, anh có biết tôi cảm thấy khó chịu như thế nào không? Hoàng Thiên đứng trước mặt Lâm Ngọc An, không nói nên lời. Vài ngày sau khi kết hôn với Lâm Ngọc An, chân của anh đã bị què và anh không thể tìm được một công việc thích hợp. Hơn 3 năm qua, gia đình này được Lâm Ngọc An chống đỡ, cô mới ngoài 20 tuổi, nhưng phải lựa chọn mạnh mẽ mà chưa bao giờ thấy cô lại yếu đuối như ngày hôm nay có lẽ hôm nay cô thật sự không chịu nổi áp lực nghĩ đến đây hoàng thiên cảm thấy thật sự có lỗi với lâm ngọc an anh đã từng nhu nhược và không thể chia sẻ những điều này với cô nhưng từ bây giờ anh nhất định phải làm cho cô mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày ngọc anh anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố hoàng thiên nắm chặt tay lâm ngọc an bình tĩnh nói thật sao đôi mắt lâm ngọc an lóe lên tia mong đợi thật có tấm lòng này của anh tôi đã rất hài lòng rồi lâm ngọc an cười khổ nghĩ đến tình hình bây giờ của hoàng thiên cô cảm thấy lời nói hùng hồn của hoàng thiên chẳng qua là viền vông mà thôi hoàng thiên biết rất rõ rằng lâm ngọc an nhất định sẽ không tin vậy thì anh sẽ dùng sự thật để chứng minh sau khi ở với lâm ngọc an một lúc hoàng thiên chở cô về nhà trời đã về đêm hoàng thiên không chào hỏi ai một mình rời khỏi nhà. Anh lái xe đến một quán trà nhỏ hẻo lánh, Hoàng Thiên bước vào. Sau khi gọi đồ xong, Hoàng Thiên gọi cho Lương Mạnh Bắc và hẹn với ông ta gặp nhau ở quán trà này. Mười phút sau, Lương Mạnh Bắc một mình lái xe đến đấy. Thật sự là thần tốc, có thể không thần tốc được sao? Cậu chủ chủ động gọi đến ông ta, khiến ông ta không khỏi vừa mừng vừa lo. Cậu chủ, thật không ngờ có thể mời cậu uống trà. Sau khi Lương Mạnh Bắc bước vào trong quán, Vẻ mặt tràn đầy sắc xuân chào hỏi Hoàng Thiên. "Ngồi đi." Hoàng Thiên nói thẳng thừng, Lương Mạnh Bắc lén liếc nhìn Hoàng Thiên, thầm ngưỡng mộ. Quả xứng danh là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội, tư thế ngồi ngay thẳng, dáng vẻ cùng khí chất cao quý toát ra từ thân thể này nhất định không phải thứ mà người thường tranh nhau có thể có được. Nhận xét của Lương Mạnh Bắc rất đúng, cho dù Hoàng Thiên đã rời khỏi nhà họ Hoàng ở Hà Nội đã tận 10 năm, nhưng khí chất nhà giàu trẻ tuổi trong xương đã ăn sâu vào trong máu. Lương Mạnh Bắc ở trước mặt Hoàng Thiên cũng không khỏi cảm thấy có rất nhiều áp lực. "Cậu chủ, cậu muốn tôi làm gì, xin hãy nói cho tôi biết." Lương Mạnh Bắc không dám uống trà, thuận miệng hỏi Hoàng Thiên. "Tôi nghe nói 4 năm trước, chúng ta dự định xây dựng một dự án công viên nước ở ngoại ô phía tây thành phố, đúng không?" Hoàng Thiên hỏi. "Đúng là có cái này, nhưng sau đó không thấy giấy tờ nào về hạng mục này nữa." Lương Mạnh Bắc suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án công viên nước này. Hoàng Thiên nhấp một ngụm trà nhìn Lương Mạnh Bằng. Lương Mạnh Bắc đột nhiên giật mình. Trên thực tế, ông ta cũng đã có ý tưởng này từ lâu, theo quan điểm của ông ta, chỉ cần công viên nước này được xây dựng, nó hoàn toàn có lợi nhuận. Nhưng khoản đầu tư khổng lồ 3.500 tỷ đồng không phải ông ta có thể quyết định. Bây giờ Hoàng Thiên có ý tưởng này, Lương Mạnh Bắc khá thích thú. Cậu chủ, tôi nghĩ khả thi lắm. Ông không cần phải khen tôi, dự án này có triển vọng gì, cứ nói thẳng đi. Không phải khen, dự án này nhất định khả thi. Nếu ông chủ biết cậu chủ có tầm nhìn và dũng khí như vậy, ông chủ sẽ hạnh phúc biết bao. Lương Mạnh Bắc xúc động nói. Đừng nói nhảm, chuyện này có thể giúp tôi không? Đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Hoàng Thiên nhìn thẳng Lương Mạnh Bắc. Không biết cần biết, cậu chủ cần cái gì, ông chủ đã nói rồi. Sản nghiệp công ty quốc tế toàn cầu này, toàn quyền giao cho cậu chủ xử lý, có thể tùy ý sử dụng quỹ vốn. Ông có thể lấy ra 3.500 tỷ đồng không? Hoàng Thiên hỏi, anh thực sự không biết tập đoàn quốc tế toàn cầu có sức mạnh lớn như thế nào? Ha ha, cậu chủ thật biết nói đùa. Với nguồn tài chính hiện tại của tập đoàn quốc tế toàn cầu, dưới 35.000 tỷ cũng không thành vấn đề. Lương Mạnh Bắc cười. Hoàng Thiên nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm. Cũng không thể cả đời làm cậu chủ nhà giàu, anh nhàn rỗi dùng nguồn vốn trong tay kiếm chút tiền mua vui tất nhiên mục đích chính là để chuẩn bị cho các vùng ngoại ô phía tây để phát triển thịnh vượng và hồi sinh sơn trang cầm viên nó không chỉ kiếm tiền mà còn giúp lâm ngọc an tại sao anh lại không làm ngày mai ông có thể thu xếp thứ tôi muốn là công viên nước lớn nhất cả nước hoàng thiên ném xuống những lời này rồi đứng dậy rời khỏi quán trà con gái ngoan mau đi thay quần áo đi ăn mặc đẹp một chút Xe của Trịnh Hiếu Phong đang ở dưới lầu đợi con đấy. Trương Lan Phượng thúc giục Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An trong lòng cực kỳ khó chịu, cô biết rõ ý đồ mà Trịnh Hiếu Phong đang làm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Trịnh Hiếu Phong đang đứng lịch lãm trước chiếc BMW với một bó hoa trên tay, đang ngẩng đầu lên nhìn. "Mẹ ơi, con là phụ nữ đã có chồng, cùng người đàn ông khác hẹn hò bên ngoài, có thể chấp nhận sao?" Lâm Ngọc An nói con và hoàng thiên cũng được coi là vợ chồng đừng nói dối mẹ con chưa bao giờ để cậu ta động vào thân thể của mình đúng không trương lan phượng cong khóe miệng hỏi lâm ngọc an lâm ngọc an cúi đầu huỳnh mai con còn trẻ tương lai còn rất dài mẹ không muốn nhìn thấy con bị hoàng thiên phá hủy đi cùng với cái thứ không có tiền đồ như vậy cuộc đời sẽ kết thúc mẹ đừng nói nữa con đã sớm chấp nhận con không để cho mẹ nói thì mẹ cũng phải nói cậu trịnh phong là con nhà giàu có tiền Hôm qua còn mua cho mẹ một chiếc lắc tay, lại còn nhờ tiệm vàng gửi cho một sợi dây chuyền kim cương. Thật là quá mức hào phóng. Còn nữa, sếp của con không dám làm do tiền của cậu Trịnh Hiếu Phong sao? Con cùng cậu ấy đi ăn tối, xem hai người các con có hợp nhau không." Trương Lan Phượng thuyết phục. "Mẹ, mẹ trả lại nữ trang cho anh ta, con và anh ta là không thể." Lâm Ngọc An nghiêm túc nói. "Con đang muốn chọc giận mẹ đến chết sao?" Trương Lan Phượng trở nên kích động đột nhiên dùng tay che ngực người như muốn ngã xuống mẹ lâm ngọc an hoảng sợ chạy tới đỡ trương lan phượng lâm huỳnh mai trong phòng cũng chạy ra sau khi nghe thấy âm thanh cùng lâm ngọc an đỡ trương lan phượng nếu con không nghe lời mẹ sẽ phải vào bệnh viện trương lan phượng yếu ớt nói lâm ngọc an cực kỳ lo lắng chỉ sợ trương lan phượng tức quá phát bệnh nên gật đầu mẹ mẹ đừng kích động con đi xuống lầu ngay nhanh lên trương lan phượng ôm ngực huỳnh mai chăm sóc mẹ cho tốt lâm ngọc an khuyên nhủ rồi đi ra ngoài nhìn thấy lâm ngọc an đi ra ngoài trương lan phượng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng he he chuyện này tốt rồi bước đầu tiên đã được thực hiện trương lan phượng đứng thẳng người tươi cười rạng rỡ mẹ mẹ không sao chứ lâm huỳnh mai sững sờ làm loạn cả buổi hóa mẹ lại giả bộ sao không sao mẹ diễn cho chị con nhìn Trương Lan Phượng rất đắc ý. "Mẹ, mẹ thật là được, anh rể của con rất vô dụng, nhưng mẹ cũng không thể làm như vậy." Lâm Huỳnh Mai nói. "Mẹ làm thế này thì có làm sao? Hừ, chị gái con còn trẻ đẹp, sao không tìm người giàu cớ? Đi theo tên Hoàng Thiên Rác rưởi kia, mẹ nhìn mẹ tức giận chết đi mất." Mười phút sau, Hoàng Thiên vào nhà. Anh không biết rằng Lâm Ngọc An bị ép phải hẹn hò với Trịnh Hiếu Phong. Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy lâm huỳnh mai đang chơi tiktok trên ghế sofa lâm huỳnh mai thấy hoàng thiên đã trở lại nhìn chằm chằm hoàng thiên một hồi nói anh rể trên đầu của anh mọc sừng cái gì hoàng thiên giật mình nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương đừng nhìn nhanh đi tìm chị gái của tôi đi nếu không anh sớm là tên đàn ông bị mọc sừng lý huỳnh mai tức giận nói mặc dù cô em vợ này coi thường hoàng thiên nhưng cô ấy đã sống với anh chị ba bốn năm rồi lâm huỳnh mai không thích thể loại cậu chủ đời thứ hai nhà giàu có như trịnh hiếu phong ngược lại lâm huỳnh mai cảm thấy rằng cô thà chấp nhận hoàng thiên hơn là trịnh hiếu phong vì vậy cô quyết định giúp hoàng thiên một phen chị gái của em đi đâu vậy hoàng thiên đã mơ hồ nhận ra điều gì không ổn chị tôi được trịnh hiếu phong đón bằng xe hơi tôi đã gọi điện hỏi thăm chị ấy đang ở nhà hàng ngôi sao tình yêu lâm huỳnh mai nói cảm ơn Hoàng Thiên nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Vợ anh đi hẹn hò với người khác, là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận được. Đây chắc chắn là bị cắm sừng trong truyền thuyết. Xuống dưới lầu, Hoàng Thiên lên xe phóng thẳng đến nhà hàng ngôi sao tình yêu. Nhà hàng này nằm ở khu vực sầm uất nhất ở trung tâm thành phố, thuộc nhà hàng cao cấp và tầng lớp lao động bình thường cũng không thể đến ăn được. Hoàng Thiên đậu chiếc xe ô tô cũ ở lối vào nhà hàng rồi lao vào nhà hàng. Nhà hàng có hai tầng, tầng một là nơi ăn uống bình thường, ở đây có vài cặp nam nữ đang ăn uống, mỗi bàn đều có một người phục vụ tận tình. Hoàng Thiên nhìn quanh, nhưng không thấy Lâm Ngọc An. Quý ngài, xin hỏi ngài muốn tới dùng bữa. Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính đi tới chỗ Hoàng Thiên. Lời nói rất khách sáo, nhưng giọng điệu lạnh lùng. Người đàn ông đeo kính là quản lý của nhà hàng này, Thiên có thể dùng bữa ở đây. Mức tiêu thụ tối thiểu ở đây là hơn 35 triệu đồng, phá chiếc xe ô tô cũ kia đi, liệu có thể thanh toán không? Người đàn ông đeo kính âm thầm buồn cười. Tôi tới đây tìm người. Hoàng Thiên lo lắng, liền hỏi, có khách nào ở lầu hay không? Khi người đàn ông đeo kính nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tầng 2 do cậu chủ Trịnh Hiếu Phong đã đặt chỗ. Anh ấy đang dùng bữa với người bạn gái của mình. Tôi không nghĩ rằng có người mà anh đang muốn tìm ở đây. Đi ra ngoài đi, người đàn ông đeo kính phất tay, giống như muối đuổi một người ăn xin hoàng thiên không có tâm trạng so đo với người đàn ông đeo kính lại lo lắng lâm ngọc an sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng lên lầu hai này này anh có chuyện gì vậy người đàn ông đeo kính nhanh chóng ngăn hoàng thiên lại tránh ra tôi chính là muốn tìm trịnh hiếu phong hoàng thiên hét lên anh cũng không nhìn lại bộ dạng của bản thân cậu trịnh hiếu phong có thể quen biết anh hay sao người đàn ông đeo kính cong khóe miệng lên nhìn lên nhìn xuống quần áo của hoàng thiên Hoàng Thiên không có thời gian nói nhảm với hắn, đẩy hắn ra rồi bước lên lầu. An ninh đâu, mau, bắt hắn, người đàn ông đeo kính tức giận gọi an ninh nội bộ của nhà hàng. Ba tên bảo vệ từ bên trong sông lên túm lấy Hoàng Thiên, hai người thì vặn cánh tay, một người lôi quần áo của Hoàng Thiên. Người đàn ông đeo kính cận đi tới trợn ngược đôi mắt hình tam giác, chỉ thăng tay vào mũi Hoàng Thiên, nói, mẹ kiếp, đây là nơi anh có thể xông vào sao. Tiền dùng bữa của cậu Trịnh Hiếu Phong, anh có thể thanh toán được không? Hoàng thiên ghét nhất là có người chỉ tay về phía anh, nhưng anh không thể cử động vì cánh tay của anh đang bị bẻ ngược lại phía sau, điều này có chút xấu hổ. Này, chỗ này đang xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, Trịnh Hiếu Phong nghe thấy động tính, hai tay đút vào túi quần bước xuống lầu. Nhìn thấy Hoàng Thiên bị nhân viên bảo vệ trong nhà hàng giữ lại, Trịnh Hiếu Phi cảm thấy chuyện này trong lòng thật tốt. Chỉ cần để cho Ngọc An nhìn thấy sự xấu hổ của người chồng rác rưởi của cô, ha ha. Vào lúc này Lâm Ngọc An cũng bước xuống, cô buộc phải đi ăn tối với Trịnh Hiếu Phi, đó nhất định là sự tra tấn đối với cô. Nhưng không còn cách nào, bởi vì chuyện này mà Trương Lan Phượng ngã bệnh. Cô rất kinh ngạc không biết Hoàng Thiên Sao có thể tìm đến chỗ này. Cô vừa muốn nói để bảo vệ bên trong nhà hàng thả Hoàng Thiên ra thì người đàn ông đeo kính lên tiếng. Cậu chủ phong, người này nói hắn đến tìm cậu, cậu có biết hắn không? Trịnh Hiếu phong chế nhạo, đúng vậy, nhưng hắn ở đây sẽ làm phiền tôi xin mời đuổi hắn ra ngoài người đàn ông đeo kính nghe thấy vậy hắn liền nói với ba tên bảo vệ bên trong nhà hàng ném tên này ra ngoài tìm nơi không có ai để xử lý hắn lâm ngọc an vừa nghe đã lo lắng đây nhất định là muốn đánh hoàng thiên hiếu phong anh thật quá đáng lâm ngọc an lo lắng nói trịnh hiếu phong mỉm cười ngọc an tôi chỉ để cho họ đuổi ra ngoài cái tên rác rưởi này tránh ảnh hưởng đến chúng ta đây không tính là quá đáng sau đó trịnh hiếu phong đi đến phía trước hoàng thiên cười nhẹ rác rưởi anh không đấu lại tôi đâu trịnh hiếu phong sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ cậu nhớ lời tôi nói hoàng thiên nói trong lòng anh đã ghi lại món nợ này rồi ha ha thật là buồn cười chết mất trịnh hiếu phong cười rất vui vẻ và nói với người đàn ông đeo kính và bảo vệ bên trong nhà hàng nói với cậu một bí mật này ăn bám vào vợ anh ta và anh ta còn nói rằng anh ta muốn dạy dỗ tôi, nó có buồn cười không? Ha ha ha, hóa ra là ăn bám vào vợ. Không sao đâu, đuổi thằng tên này ra ngoài cho một bài học, cho nó biết thế nào là xúc phạm đến cậu chủ phong. Người đàn ông đeo kính ra lệnh cho bảo vệ, để lấy lòng Trịnh Hiếu Phong, người đàn ông đeo kính cũng rất nỗ lực. Trịnh Hiếu Phong bảo họ thả anh ấy ra, Lâm Ngọc An lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Không sao đâu Ngọc An, sẽ không xảy ra án mạng chúng ta trở về ăn cơm đi trịnh hiếu phong cười nói kéo cánh tay lâm ngọc an đi lên lầu nhìn thấy trịnh hiếu phong dám kéo tay lâm ngọc an hoàng thiên không chịu được sức mạnh bùng nổ của con người dưới sự tức giận của anh thật đáng kinh ngạc bùm chỉ với một cú đá trịnh hiếu phong đã bị đá văng xuống đất mẹ kiếp trịnh hiếu phong té ngã như một con chó đang gặm cứt quay đầu lại hóa ra là hoàng thiên đá mình Trịnh Hiếu Phong tức giận đến mức hét lên với người đàn ông đeo kính, đánh anh ta đi. Đã rõ thưa cậu, người đàn ông đeo kính sắn tay áo lao gần đến Hoàng Thiên. Ngay khi anh ta định đấm, cổ áo của người đàn ông đeo kính đã bị tóm từ phía sau. Người đàn ông đeo kính quay đầu lại, người phía sau đã tát vào mặt anh ta hai cái. Bốp, bốp, hai cái tát đủ mạnh, kính mắt cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi người này xuất hiện, cả nhà hàng đều yên lặng. Ba bảo vệ bên trong nhà hàng cũng đứng trật tự ở một bên, không dám thở mạnh. Hoàng Thiên cũng rất kinh ngạc sau khi nhìn thấy người này. Tại sao lại là ông ta? Hoàng người đàn ông đến đây ăn mặc bảnh bao, trông như khoảng hơn 30 tuổi. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua liền đã nhận ra, người này hôm qua anh mới gặp. Không ai khác mà chính là ông chủ tiệm vàng. "Thưa cậu, cậu còn nhớ tôi không?" Chủ tiệm vàng nhìn Hoàng Thiên lễ phép cười một tiếng đương nhiên là tôi nhận ra tại sao ông lại ở đây hoàng thiên nghỉ ngờ hỏi tôi mở nhà hàng này chủ tiệm vàng cười rồi nói tự giới thiệu tôi tên là lã việt bạn bè gọi tôi là anh tứ lã việt hoàng thiên quá quen thuộc với cái tên này có một số xã hội đen ở thành phố hà nội kẻ có danh tiếng và sức mạnh mạnh nhất chính là anh tứ lã việt lâm ngọc an há hốc mồm khi nghe lã việt tự giới thiệu bản thân mặc dù là phụ nữ nhưng cô đã sống ở hà nội từ khi còn nhỏ làm sao cô có thể chưa từng nghe đến anh tứ lã việt cực kỳ đáng sợ cơ chứ thì ra là anh lã việt hoàng thiên nhìn lã việt nói không dám cứ gọi tôi là anh tứ tôi có thể hỏi họ của cậu đây được không lã việt khiêm tốn hỏi hoàng thiên tôi họ hoàng lã việt há miệng thật lâu không lên tiếng đúng như dự đoán đây thực sự là người của nhà họ hoàng trợn mắt nhìn người đàn ông đeo kính lã việt thật muốn đá cút người này ra ngoài cái loại có mắt không chồng, ông đây sắp kết thân với cậu chủ nhà họ Hoàng, người còn muốn đánh chết hắn, đây không phải là cố ý gây tổn thất cho ông đây sao? Tên đeo kính, lại đây, người đàn ông đeo kính được Lã Việt vẫy tay ra hiệu. Trong lòng hắn vẫn sợ hãi vì vừa bị Lã Việt chỉ dậy. Ông chủ, Lã Việt trước đó tát cho người đàn ông đeo kính giờ mặt sưng thành cái đầu heo. Đó là cách cậu đối xử với khách sao, Lã Việt mắng. Ông chủ, anh ta không đến dùng bữa. Người đàn ông đeo kính nhìn Hoàng Thiên, trong lòng khó hiểu, ông chủ làm sao có thể vì cái tên nghèo khổ mà mất bình tĩnh. Quỳ xuống. Lã Việt lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh, hắn quát người đàn ông đeo kính. Phù phù. Người đàn ông đeo kính quỳ thẳng trước mặt Lã Việt, gần như có điều kiện phản xạ. Là quỳ xuống với quý ngài họ Hoàng đây. Lã Việt đá người đàn ông đeo kính một cước, người đàn ông đeo kính bị đánh khóc lóc quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên với vẻ mặt Hoàng xót xa. Quý ngài, tôi không biết núi cao trước mắt, mong ngài tha cho tôi lần này. Người đàn ông đeo kính cầu xin khóc lóc. Anh ta cũng biết mình đã xúc phạm Hoàng Thiên, vừa rồi anh ta bắt nạt Hoàng Thiên chỉ để lấy lòng Trịnh Hiếu Phong, có thể đã xúc phạm Hoàng Thiên không ít. Hoàng Thiên gật đầu thấy người đàn ông đeo kính như thế này, anh cũng không muốn làm khó hắn. Nhìn lã Việt, Hoàng Thiên rất khó hiểu, hôm qua lã việt còn cử người tặng sợi dây truyền kim cương mà hôm nay lại ủng hộ mình như vậy đây rốt cuộc là có mưu đồ gì sau này khi có dịp sẽ hỏi lại lã việt bây giờ hoàng thiên chỉ muốn dạy cho trịnh hiếu phong một trận tuy rằng vừa rồi anh đá trịnh hiếu phong một cước nhưng anh cũng không hả giận trịnh hiếu phong đâu hoàng thiên nhìn xung quanh nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng trịnh hiếu phong đã biến mất vừa rồi hắn đã bỏ trốn một nhân viên bảo vệ bên trong thận trọng đáp Tên khốn này. Hoàng Thiên im lặng một lúc, nhưng điều chắc chắn là Trịnh Hiếu Phong, người luôn kiêu ngạo, vẫn khá sợ Lã Việt và khi Lã Việt xuất hiện, Trịnh Hiếu Phong đã chuồn đi mất. Cậu chủ nhà họ Hoàng, nếu cậu cần tôi giúp, cứ việc ra lệnh. Lã Việt mỉm cười nói với Hoàng Thiên. Không cần đâu, Hoàng Thiên bình thản nói với Lã Việt, rồi liếc Lâm Ngọc An, chúng ta về nhà thôi. À, được, Lâm Ngọc An vẫn chưa hoàn hồn gật đầu một cái cùng với Hoàng Thiên đi ra khỏi nhà hàng. Sau khi lên xe, Lâm Ngọc An lén nhìn Hoàng Thiên, sau một hồi mới cảm thấy bất an. Đây vẫn là người chồng tàn phế trước đây trong ấn tượng của cô sao? Lã Việt rất có tiếng, thế mà trước mặt anh còn lịch sự như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhớ lại thái độ của Lương Mạnh Bắc đối với Hoàng Thiên khi anh ấy còn ở tập đoàn quốc tế toàn cầu, Lâm Ngọc An đã đặt hai chuyện này mà suy nghĩ với nhau, cảm thấy rằng đây không phải là một sự trùng hợp chẳng lẽ nào hoàng thiên thực sự có chỗ nào hơn người đang nghĩ gì vậy hoàng thiên vừa lái xe vừa bình thản hỏi ngọc an không có gì hoàng thiên anh không hỏi tôi tại sao tôi lại ở cùng với trịnh hiếu phong sao lâm ngọc an nhìn hoàng thiên em có nỗi bận tâm của riêng em hoàng thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước nói lâm ngọc an trong lòng nóng rực bất kể như thế nào đi nữa sự bao dung và thấu hiểu của người đàn ông này đối với cô thực sự là hiếm có không có sự chỉ trích hay chất vấn, anh tin tưởng cô vô điều kiện. Điều này khiến cô rất cảm động. Mẹ nói, Trịnh Hiếu Phong tìm sếp của tôi giúp tôi giải quyết rắc rối, còn mua cho mẹ một sợi dây truyền kim cương hơn 300 triệu, nên mẹ nhất định bắt tôi đi ăn tối và cảm ơn. Lâm Ngọc An khẽ thở dài, vẫn là muốn giải thích cho Hoàng Thiên một chút. Nghe thấy điều đó Hoàng Thiên không khỏi tức giận, Trịnh Hiếu Phong là một kẻ vô liêm sỉ, muốn cướp công lao của người khác trên đời làm sao có người chơ chẽn như vậy. Em thực sự nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong đã làm những điều đó. Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An giật mình, còn có thể là ai nếu không phải hắn? Là anh, Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Này, Lâm Ngọc An thở dài, quay mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vừa mới nảy sinh một chút cảm tình và tò mò với Hoàng Thiên liền bị lời nói của Hoàng Thiên làm cho xóa sạch. Thực sự là anh, Em và mẹ em đều nghĩ vào trước là làm chủ thì nhầm to rồi." Hoàng Thiên giải thích với Lâm Ngọc An. "Tôi không trách anh vì xuất thân kém cỏi bần hàn, tôi có thể chịu đựng anh mà không cần xin một xu, nhưng xin đừng coi tôi như một con ngu ngốc." Lâm Ngọc An rõ ràng rất tức giận. "Tất cả đều là ý của bố cô." Hoàng Thiên đơn giản không nói nữa. Anh ấy không trách Lâm Ngọc An, ai bảo anh mấy năm qua tự gán lên mình dáng vẻ bị cho là kém cỏi. Ai có thể tin tưởng một thằng tàn phế? Ai lại có sức mạnh để thuyết phục Trương Lan Phượng, và ai sẽ tin rằng anh có thể mua được chiếc dây chuyền kim cương trị giá 300 triệu đồng? Thật sự không thể giả bộ thêm được, sớm muộn gì cũng có ngày chân tướng sẽ lộ diện, Hoàng Thiên lựa chọn thuận theo tự nhiên. Sáng hôm sau, sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty, anh trở về nhà. Khi đã gần trưa, Hoàng Thiên đang định vào bếp nấu cơm trưa, Trương Lan Phượng vừa đi ra ngoài đã trở lại. "Này, mau đến công ty đón Ngọc An về đi." Trương Lan Phượng nói với Hoàng Thiên trong bếp với vẻ mặt thích thú. Mẹ, Ngọc An đang đi làm. Tôi còn không biết là Ngọc An đang đi làm sao. Bảo cậu đi thì cậu đi, cái cái gì mặc dù Trương Lan Phượng đang khiển trách, nhưng tâm trạng của bà ấy lúc này rất tốt, và bà ấy không thể giấu được sự phấn khích. Hoàng Thiên ngừng nói, cởi tạp dề đi ra ngoài. Sau khi đến công ty để đưa Lâm Ngọc An về, Hoàng Thiên thấy Trương Lan Phượng đang phấn khích như một quá phụ có con. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc An ò mò hỏi Trương Lan Phượng. Ngọc An, con chưa nghe nói gì sao? Có một công viên nước khác ở ngoài ô phía Tây, nó sẽ được xây dựng ở phía đối diện của Sơn Trang Cầm Viên, với vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Thật sao, Lâm Ngọc An đã rất sốc sau khi nghe tin, nhưng sau đó, cô cảm thấy trong lòng vừa vui vừa buồn. May mắn thay, khoản đầu tư lớn như vậy vào công viên nước chắc chắn sẽ làm cho vùng ngoại ô phía Tây trở nên thịnh vượng, và bất động sản Sơn Trang cầm viên chưa hoàn thành cũng sẽ sống lại. Đó là tâm huyết cả đời của bố cô, và mong muốn của bố là xây dựng và hoàn thành Sơn Trang cầm viên. Đáng buồn thay, bố cô không thể đợi được đến ngày hôm nay. Đương nhiên là sự thật, Ngọc An, để mẹ nói cho con biết, bây giờ thành phố Hà Nội đang chấn động. Nghe nói con trai nhà họ Hoàng đến đầu tư, tập đoàn quốc tế toàn cầu là một tập đoàn của nhà họ Hoàng cậu chủ đó đã giao cho Lương Mạnh Bắc xây dựng công viên nước quy mô lớn này càng sớm càng tốt. Trương Lan Phượng càng nói càng phấn khích, ghen tị nói, con trai nhà họ Hoàng thực sự là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta, này nếu có được một người con rể như vậy thì quả là quá tốt. Mẹ, thật tuyệt, dự án Sơn Trang cầm viên của bố cuối cùng cũng trở thành một mô hình bất động sản thành công. Bố ở trên trời có linh thiêng chắc hẳn sẽ an tâm mà vui vẻ. Lâm Ngọc An rơm rớm nước mắt, sống mũi chua xót ừ chúng ta nên cảm ơn cậu chủ nhà họ hoàng nhiều nhất cậu ấy là người thật sự giàu có mẹ chỉ không biết cậu chủ nhà họ hoàng trông như thế nào trương lan phượng tự hỏi với vẻ mặt mong đợi nghe vậy hoàng thiên ở bên cạnh bình tĩnh anh có thể không bình tĩnh sao những việc này anh đã bảo lương mạnh bắc làm vào đêm qua nhìn cái gì vậy còn chưa đi nấu cơm trưa nay nấu thêm hai món để chúc mừng một chút trương lan phượng trừng mắt nhìn hoàng thiên ồ Hoàng Thiên đã sớm quen, đồng ý một tiếng rồi vào bếp. Mẹ, đừng hung dữ với Hoàng Thiên như vậy. Mấy năm nay, anh ấy làm việc chăm chỉ, không công lao cũng có khổ lao. Lâm Ngọc An nói. Thôi đi, không thấy tên đàn ông nào đi loanh quanh trong bếp cả ngày không kiếm được một xu. Hừ hừ, nhìn con trai nhà họ Hoàng, đầu tư tiền tỷ, can đảm mà quyết đoán. Nhìn Hoàng Thiên, người ta và hắn đều là họ Hoàng, sao mà chênh lệch quá lớn như vậy? trương lan phượng càng tức giận nói nhìn chằm chằm phương hướng phòng bếp được rồi hôm nay là ngày vui mẹ đừng nói vậy được rồi tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách xây sơn trang cầm viên ra sao nếu vùng ngoại ô phía tây bị bán hết bất động sản giá bất động sản này chắc chắn sẽ tăng vọt chúng ta đang trở nên giàu có trương lan phượng hào hứng nói nhưng bố đã mất rồi chúng ta lấy đâu ra tiền mà xây sơn trang cầm viên lâm ngọc an cau mày thở dài trương lan phượng cười nói con gái ngốc đừng quên con còn có trịnh hiếu phong tiền của nhà họ trịnh vẫn còn đó mẹ mẹ không biết ý đồ của trịnh hiếu phong là gì sao mẹ muốn lấy con gái của mẹ ra làm giao dịch mua bán sao lâm ngọc an tức giận đứng lên nói hi hi mẹ đương nhiên biết nếu như con đồng ý trịnh hiếu phong có thể tính là tìm được một nhà chồng tốt vốn của chúng ta cũng được đảm bảo đây không phải là cả hai bên đều có lợi sao trương lan phượng cười nói trương lan phượng bà thật là trước sau như một hoàng thiên lúc này mới cởi tạp dề đi ra khỏi phòng bếp audio điện tử võ tấn bền lời trương lan phượng vừa nói hoàng thiên trong phòng bếp nghe rõ ràng quả thật người ta dù có tốt tính đến đâu cũng không chịu bà mẹ chồng như vậy trương lan phượng có chút ngượng ngùng nhìn hoàng thiên di ra dù thế nào đi nữa Hoàng Thiên và con gái bà ta cũng là vợ chồng hợp pháp, trước khi ly hôn, bà ta sẽ tìm nhà chồng khác cho con gái. Càng ngày càng láo sược, mày còn không gọi tao là mẹ nữa, còn dám gọi thẳng tên tao. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, muốn bóp chết anh. "Chỉ dựa vào những gì bà vừa nói, bà không đủ tư cách để tôi gọi bằng mẹ." Hoàng Thiên nói. "Mày?" Trương Lan Phượng tức nghẹn, "Những lời tao vừa nói có vấn đề gì à?" một thằng phế vật như mày mà xứng với con gái tao sao ha ha hoàng thiên chỉ cười lạnh không muốn cùng trương lan phượng tranh cãi nữa trương lan phượng nhìn hoàng thiên như thế nào cũng không vừa mắt hoàng thiên càng nói bà ta càng tức giận nếu ngay từ đầu con gái bà ta chấp nhận sự theo đuổi của trịnh hiếu phong thì tốt rồi và bây giờ cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa ngọc an cho dù thế nào cũng phải nghe theo mẹ buổi chiều con phải đến gặp trịnh hiếu phong trương lan phượng khuyên lâm ngọc an mẹ con thật sự không muốn liên quan gì đến trịnh hiếu phong lâm ngọc an vô cùng xấu hổ đây không còn là việc cá nhân của con nữa chuyện này còn liên quan đến vấn đề sống còn của nhà họ lâm chúng ta coi như vì linh hồn của cha con trên thiên đường con đến đó có được không trương lan phượng chơi chiêu đánh vào cảm xúc lâm ngọc an im lặng bây giờ dường như không còn con được như xưa từ lâu cô đã biết rằng để xây sơn trang cầm viên còn giang dở thì cần ít nhất gần 30 tỷ. Cha cô không còn nữa, cô đi vay ngân hàng trong hoàn cảnh hiện tại rất khó được chấp nhận. Con ngoan, chiều nay mẹ đi với con thì sao? Trương Lan Phượng tranh thủ nói thêm. Mình Lâm Ngọc An thực sự tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng nói, mẹ, mẹ đừng ép con, con sẽ suy nghĩ kỹ. Được, được rồi, con bé này thật là, cơ hội bày ra cái trước mắt phải biết nắm lấy chứ trương lan phượng xoay người trở về phòng với biểu cảm bất lực vì không bảo được con lâm ngọc an nhìn hoàng thiên bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ áy náy cô biết những gì mẹ cô nói hôm nay là một sự sỉ nhục lớn đối với hoàng thiên anh đừng để bụng những lời mẹ nói lâm ngọc an nói nhỏ với hoàng thiên vốn dĩ hoàng thiên rất buồn bực nhưng anh không ngờ người vợ vốn lạnh như băng lại thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh một lần không có gì Hoàng Thiên nói xong liền xoay người trở lại phòng bếp nấu cơm trưa. Lâm Ngọc An không biết phải diễn tả ra sao, cô biết mẹ cô luôn không quá coi trọng Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên đã miễn cưỡng chấp nhận, hơn 3 năm nay, không có người đàn ông nào có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy. Cô thậm chí còn không cho anh một cuộc sống lứa đôi cơ bản nhất, điều đó thực sự không công bằng với anh. Nếu anh không vô dụng như vậy thì thật tốt. Hai. Lâm Ngọc An nghĩ đến đây trong lòng khẽ thở dài cô cảm thấy lòng mình lúc này thật dối rắm Đang nguyên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Lâm Ngọc An mở cửa và sửng sốt trong giây lát. Đứng ở cửa là gia đình của bác cả. Kể từ khi gia đình của Lâm Ngọc An thay đổi, về cơ bản tất cả những người thân của cô đều giống như vị thần tránh bệnh dịch và không ai trong số họ liên lạc với gia đình cô. Bao gồm cả gia đình bác cả Trương Lan Hương, họ đã không liên lạc suốt 3 năm qua. Loại chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên ai ngờ hôm nay gia đình này lại có mặt ở đây trên tay còn có nhiều quà bác bác mau vào đi lâm ngọc an mời gia đình trương lan hương vào nhà dù sao đây cũng là bác ruột của cô ồ ngọc an thực sự càng ngày càng xinh đẹp mẹ con có ở nhà không trương lan hương mỉm cười và sau khi khen lâm ngọc an bà ta bước vào nhà cùng chồng và con gái mẹ con đang ở nhà trương lan phượng nghe thấy tiếng động trong phòng và cô cũng rất ngạc nhiên vì em họ của cô lại thực sự đến thăm sau vài câu chào hỏi trần giang con gái của trương lan hương mỉm cười và nói với trương lan phượng dì hai để con giới thiệu với dì đây là bạn trai của con đặng nam người làm quản lý cấp cao trong bộ phận dự án quốc tế toàn cầu chúng con sẽ kết hôn vào cuối năm nay khi cô ta nói điều này trần giang trông tự hào và nắm tay đặng nam đặng nam ăn mặc rất đẹp lịch sự chào hỏi trương lan phượng và lâm ngọc an nhìn thấy đặng nam thể hiện tài năng trương lan phượng cảm thấy không ổn dù cao giáo xinh đẹp nhưng trần giang vẫn kém xa con gái lâm ngọc an nhưng nhìn con rể họ đang tìm rồi lại nhìn con rể hoàng thiên quả là không thể so sánh được c trương lan phượng càng nghĩ càng tức giận sắc mặt rất xấu trương lan hương rất thích thể hiện vì vậy bà ta cười và hỏi trương lan phượng em gái chồng ngọc an không ở nhà à đây thật sự là chuyện bà ta không muốn nhắc đến nhất trương lan phượng tức giận đến mức thật muốn xông vào bếp đánh hoàng thiên một trận nếu không có tên con rể vô dụng này những năm này đã không nhục nhã như vậy đang nấu ăn trong nhà bếp trương lan phượng lúng túng nói he he để em xem nào ngọc an giỏi thật đấy tìm được một người chồng tử tế như vậy trần giang ôm eo đặng nam và nhìn lâm ngọc an cười ai cũng có thể nghe ra trần giang đang chế giếu thể hiện sự vượt trội của mình trước Lâm Ngọc An. Thực ra, Trần Giang làm vậy là có lý do, Lâm Ngọc An thông minh và xinh đẹp hơn cô từ khi còn nhỏ, lại có tư tưởng so sánh nên cô ta luôn không phục. Lâm Ngọc An có thể nghe thấy rằng Trần Giang đang chế giễu cô, nhưng cô không đáp trả. Sau cùng, tốt hơn là nên kết thúc chủ đề này càng sớm càng tốt. "Ồ, anh rể nấu ăn được sao? Để anh ấy ra ngoài để em làm quen đi." Đặng Nam giả vờ ngạc nhiên, đúng đấy lan phượng để con rể của em ra để làm quen với mấy đứa đặng nam đi lúc này trần khương bình cha của trần giang nói trương lan phượng biết không thể trốn tránh liền kêu vào phòng bếp hoàng thiên ra ngoài gặp khách hoàng thiên có thể nghe thấy mọi thứ trong phòng bếp sở dĩ anh chưa ra ngoài là vì anh biết mẹ vợ luôn cho rằng anh khiến bà ta bẽ mặt nên khi tránh được thì cố tránh gặp khách bây giờ trốn không được hoàng thiên đành phải ra khỏi bếp nhìn thấy hoàng thiên đeo tạp dề ở eo mùi khói dầu bốc ra trần giang khít mũi đặng nam đã nghe trần giang nói từ lâu rằng chồng của lâm ngọc an là một phế thải tiêu chuẩn nhìn thấy hoàng thiên vào lúc này đặng nam thực sự khinh thường anh đây là bạn trai của chị giang của con đặng nam hãy làm quen với nhau đi trương lan phượng tức giận ra lệnh cho hoàng thiên hoàng thiên đi tới chỗ đặng nam vươn tay xin chào đặng tôi tên hoàng thiên đặng nam liếc nhìn bàn tay hoàng thiên đưa ra trên đó vẫn còn dính chút vết dầu anh ta không nhịn được mà nhíu mày không có gì đặng nam lạnh lùng nói nhưng không có bắt tay hoàng thiên điều này rất bất lịch sự lần đầu tiên gặp mặt hoàng thiên đã chủ động bắt tay nhưng đặng nam lại không bắt tay lại cực kỳ gượng gạo hoàng thiên đành phải rút tay về nhìn về phía đặng nam phát hiện người đàn ông họ đặng nhìn với ánh mắt cực kỳ tỉ tiện mắt lại nheo lại thỉnh thoảng lại vô tình liếc nhìn Lâm Ngọc An, điều này làm cho Hoàng Thiên rất khó chịu và anh chỉ đơn giản là chặn Lâm Ngọc An phía sau mình để ngăn chặn ánh mắt quấy rối của Đặng Nam. Đặng Nam bị Hoàng Thiên làm cho ngượng ngùng, Trương Lan Phượng có thể thấy rõ ràng trong lòng càng thêm bất mãn Hoàng Thiên, cho rằng tên vô dụng này lại khiến bà ta mất mặt. Để không xấu hổ như vậy, Trương Lan Phượng nói với Trần Giang: Trần Giang, gì nghe nói rằng lương của tập đoàn quốc tế toàn cầu là tốt nhất trong thành phố. Bạn trai của con là một giám đốc điều hành cấp cao ở đó, chắc mức lương của bạn trai con phải rất cao đúng không? Ha ha, vậy đó, lương hàng năm của Đặng Nam là hơn 600 triệu. Trần Giang cười tự hào. Mới còn trẻ mà đã hứa hẹn như thế, lương hàng năm cao như vậy. Trương Lan Phượng ghen tị nói. Không sao đâu, Đặng Nam nhà chúng con không có gì khác, chỉ có năng lực tốt và tinh thần cầu tiến mà thôi. Trần Giang đắc thắng nói, vẫn không quên Liếc Lâm Ngọc An Lâm Ngọc An hiểu rằng Trần Giang đang khoe khoang với cô, nhưng cô cảm thấy rằng mình phải thua kém chồng của Trần Giang, vì vậy cô phải giả vờ như không nghe thấy. Trần Giang, dì hai của con thực sự rất ghen tị, con có thể tự mình kiếm tiền, Đặng Nam lại kiếm được nhiều như vậy, thật là một cuộc sống tốt. Không giống như gia đình của dì, cuộc sống của Ngọc An rất khó khăn, con bé là người duy nhất ra ngoài kiếm tiền để nuôi gia đình. Khi Trương Lan Phượng nói điều này, bà ta nhìn Hoàng Thiên một cái nhìn dữ dội, cảm thấy rất tức giận. Lan Phượng, đừng bi quan, hiện tại cơ hội không phải ở đây sao? Cậu chủ nhà họ Hoàng chuẩn bị xây công viên nước, đối diện trang viên Cầm Viên. Trang viên Cầm Viên mà anh rể tôi để lại giờ đã thành bảo bối rồi. Trương Lan Hương cười nói. Nghe vậy, Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An nhìn nhau, và họ đều hiểu. Hèn chỉ họ hàng 3 năm không về thăm nhà đều đến, nghe nhà bọn họ sắp nổi lên nên mới đến thăm, đúng là thực dụng. Đúng vậy, bây giờ tôi rất biết ơn cậu chủ hoàng đó. Nếu không có chuyện này, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Tôi chỉ không biết cậu chủ hoàng ở đâu, nếu không tôi phải đích thân cảm ơn cậu ấy." Trương Lan Phượng nói một cách kích động gì hay, tập đoàn quốc tế toàn cầu là tài sản của nhà họ Hoàng. Đặng Nam là giám đốc cấp cao của bộ phận dự án. Chuyện công viên nước là do Đặng Nam phụ trách, ha ha. Trần Giang giới thiệu một cách tự hào Đặng Nam nghe xong cảm thấy vui sướng, trong lòng đột nhiên có chút bay bổng. Vậy, Đặng Nam, anh đã từng gặp cậu Hủ Hoàng chưa? Lâm Ngọc An tò mò hỏi Đặng Nam, dù sao cô cũng rất tò mò về cậu chủ Hoàng ở Hà Nội, và cô cũng rất cảm kích. Khi Đặng Nam nhìn thấy Lâm Ngọc An ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của Lâm Ngọc An. Trong lòng anh ta đã so sánh, Lâm Ngọc An tốt hơn Trần Giang rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Ngọc An chủ động nói chuyện với anh ta khiến anh ta cảm thấy bối rối. Để tỏ ra mình cao thượng trước mặt Lâm Ngọc An, Đặng Nam mỉm cười nhìn Lâm Ngọc An nói, "Tôi đã từng gặp rồi, tối hôm qua tôi cũng đã uống rượu với cậu chủ Hoàng." Cậu chủ Hoàng rất trầm tính, khi cụng ly thì luôn uống hết. Sau khi nghe điều này, Trương Lan Phượng thực sự ngưỡng mộ Đặng Nam. Thật may mắn khi có thể uống rượu với cậu chủ Hoàng ở Hà Nội. Thật là một vinh dự lớn. Lâm Ngọc An trong lòng cũng rất ghen tị, xem ra người bạn trai mà Trần Giang tìm kiếm thực sự có năng lực, có thể uống rượu với cậu chủ hoàng. Hoàng Thiên hơi sững sờ khi nghe, nhìn đặng nam đang nói về mình mà cảm thấy không nói nên lời. "Em M Sao Kiếp, cậu chủ Trịnh đã không biết xấu hổ, tên đặng nam này còn hơn thế nữa, tôi uống rượu với anh khi nào vậy?" Không biết xấu hổ đúng là bất khả chiến bại, Hoàng Thiên bây giờ đã cảm nhận sâu sắc điều này. Đặng Nam nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ghen tị của Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng, và trái tim của anh ta tràn đầy niềm vui. Sở dĩ khoe khoang như vậy là muốn giả vờ trước mặt người đẹp như Lâm Ngọc An, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Đặng Nam, vậy nếu tìm được cơ hội, nhất định phải mời cậu chủ hoàng ra ngoài để chúng ta làm quen với cậu ấy. Trương Lan Phượng nhìn Đặng Nam với ánh mắt mong chờ. Dì hai, đừng lo lắng, không thành vấn đề, cứ tin tưởng con. Đặng Nam cười đắc thắng và không quên liếc nhìn Lâm Ngọc An. Chắc chắn Lâm Ngọc An cũng rất mong đợi nó. Tốt quá, cậu chủ hoàng này đúng là quý nhân của gia đình chúng tôi. Tôi luôn muốn đích thân cảm ơn cậu ấy. Trương Lan Phượng mỉm cười, vô cùng vui vẻ, lúc này mới liếc mắt nhìn Hoàng Thiên nói, "Cậu đi nấu cơm đi, lát nữa đi ra ăn cơm." "Con biết rồi." Hoàng Thiên đồng ý. "Lan Phượng, con rể của em thực nghe lời, chị thấy như vậy khá tốt." trần khương bình lúc này lên tiếng nhưng trong mắt hiện lên một tia khinh thường theo ý kiến của ông ta con rể đến ở rể đúng là kẻ vô dụng anh rể đừng giếu cợt em nữa đi thôi chúng ta cùng đi ăn cơm đi trương lan phượng nhanh chóng thay đổi chủ đề và mời mọi người đi ra ngoài hoàng thiên không muốn tham gia cuộc vui nên định ăn một chút ở nhà nên không theo ra ngoài đi thôi lâm ngọc an liếc nhìn hoàng thiên có chút không kiên nhẫn người đàn ông của cô luôn không thể ra mặt như thế này thế thì bao giờ mới ngóc đầu lên được ngọc an đi ăn đi anh sẽ ăn ở nhà hoàng thiên nói với lâm ngọc an anh không thể hợp tác một chút được sao có khách đến nhà cũng không chào đón cũng không tiễn bọn họ sẽ nghĩ như thế nào chứ lâm ngọc an tức giận hỏi hoàng thiên được rồi anh sẽ đi hoàng thiên không còn cách nào khác là đi cùng cô nhìn thấy sự miến cưỡng của hoàng thiên Lâm Ngọc An tức giận đi phía trước. Khi xuống lầu, Trương Lan Phượng chỉ vào một nhà hàng bên kia đường, nhà hàng Tứ Xuyên này rất ngon, chúng ta ăn ở đây đi. Trương Lan Hương và Trần Khương Bình nhìn vào nhà hàng, và cả hai đều tỏ ra không hài lòng. Quán có quy mô nhỏ, mặt cửa nhỏ, họ cảm thấy giá cả ăn uống ở đây rất rẻ. Trần Giang nhìn ra suy nghĩ của cha mẹ cô ta, lúc này mới nói, Dì à, nhà hàng nhỏ này tồi tàn quá, hay là đến nhà hàng hải sản biển xanh, nơi có chất lượng rất cao hải sản tuyệt vời và môi trường là hạng nhất trương lan phượng khi nghe điều này bà ta lập tức xấu hổ khách đến nhà đương nhiên bà ta phải mời khách nhưng ở những nơi như nhà hàng hải sản biển xanh lượng tiêu thụ quá cao ngay cả khi bạn gọi một số món ăn rẻ nhiều người như vậy ít nhất là mấy chục triệu trương lan phượng nhìn mà cảm thấy xấu hổ bởi với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình đơn giản là không đủ khả năng tiêu dùng đắt đỏ như vậy nhưng nếu chỉ vì quá đắt mà không đi thì càng xấu hổ hơn. Ngay sau đó, đoàn người đến nhà hàng hải sản biển xanh. Hoàng Thiên mua nhà hàng này đưa cho em gái Hoàng Linh, lúc này nhìn thấy công việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt, Hoàng Thiên rất vui mừng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Lan Phượng chọn thực đơn và gọi một số món rẻ nhất. Dù vậy, Trương Lan Phượng cũng cảm thấy rất đau đớn, vì một bữa ăn như vậy có giá hơn 7 triệu. gì hai, tại sao đều là món rẻ tiền vậy? Cái này làm sao có thể? Quá lâu rồi. Trần Giang cau mày, ở một bên nói với người phục vụ, đừng lấy những món vừa gọi. Hãy phục vụ những món đắt tiền nhất trong cửa hàng của anh. Được rồi cô gái, món đắt tiền nhất trong tiệm của chúng ta là suất ăn hải sản vàng, có gọi cả xét không? Người phục vụ lịch sự hỏi. Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là có. Trần Giang lấy hộp trang điểm ra sửa lại lớp trang điểm, thản nhiên trả lời. Người phục vụ đồng ý rồi rời đi. Khuôn mặt của Trương Lan Phượng cay đẳng, bà ta thầm tức giận với Trần Giang, chuyện này không phải khiến gì hai của cô phải chảy máu sao. Lâm Ngọc An cũng rất không vui, nếu tiêu thụ quá nhiều, cô cũng không thể kham nổi. Hoàng Thiên ở bên rất bình tĩnh, toàn bộ nhà hàng đều là của anh, anh còn sợ bọn họ ăn mất nhiều tiền sao. Lan Phượng, quan trọng nhất là tới đây ăn uống vui vẻ, không ngại tốn tiền hơn nữa còn có con rể của chị ở đây, cậu ấy có thể trả tiền cho mọi người. Trương Lan Hương nhìn con rể tương lai của mình là Đặng Nam rất tự hào, và cười nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe vậy rất khó chịu, con rể tốt đã thuộc về người khác, rồi lại nhìn con rể của mình, ngồi đó thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ cần Hoàng Thiên có thể có ích một chút, lúc này bà ta cũng không phải mất mặt. Trương Lan Phượng bất mãn chừng mắt nhìn Hoàng Thiên, sau đó lúng túng cười với Trương Lan Phượng, Chị gái, chị lại khách sáo rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên Đặng Nam đến nhà em, sao có thể cho cậu ấy tiêu tiền được. Không sao đâu, Đặng Nam nhà chúng ta mỗi năm kiếm được hơn 600 triệu. Một bữa cơm không phải là rất bình thường sao? Trần Giang cảm thấy rất tự hào, cô ta thầm mừng vì đã tìm được người đàn ông phù hợp, không giống như Lâm Ngọc An đã tìm được một người chồng vô dụng. Không sao đâu gì hai, cả nhà cứ ăn uống thoải mái đi. Chỉ là khoản tiền nhỏ mà thôi, không thành vấn đề. Đặng Nam lúc này cũng sung sức, trông như một phú ông. Trương Lan Phượng cảm thấy mình không có chỗ nào để cắm mặt vào, bà ta thực sự ghen tị với chị gái Trương Lan Hương, có thể tìm được một người con rể như Đặng Nam có thể kiếm tiền. Nhìn Hoàng Thiên ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An, cơn tức giận của Trương Lan Phượng bùng lên. Nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại bản thân đi. Hừ, ngày mai cậu phải đi tìm việc làm ngay lập tức. Trương Lan Phượng tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Khi Lâm Ngọc An nhìn thấy điều này, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô không ngờ rằng mẹ mình lại sỉ nhục Hoàng Thiên ở nơi công cộng như vậy. Cho dù Hoàng Thiên có như thế nào cũng là chồng của cô, Hoàng Thiên cũng xấu hổ, sắc mặt trầm xuống. Khi Trương Lan Hương và Trần Khương Bình nghe thấy điều này, họ mỉm cười một cách diễu cợt. Trần Giang và Đặng Nam thậm chí còn cười nhạo, cảm giác vượt trội hơn người khác thực sự rất tuyệt vẻ mặt hoàng thiên rất thờ ơ lúc này mới nói với trương lan phượng mẹ nhiều người làm việc cho con nên con không cần đi làm gì cả gì trương lan phượng nghe vậy vô cùng tức giận chỉ vào hoàng thiên bắt đầu nói da mặt của cậu càng ngày càng dày rồi ý của cậu là ngọc an làm việc cho cậu sao đúng rồi ngọc an mấy năm nay đều làm việc cật lực để nuôi kẻ vô dụng như cậu đấy này con không có ý đó ý của cậu không phải vậy sao người như cậu Ai có thể làm việc cho cậu, cậu cho rằng cậu là cậu chủ gia tộc lớn sao? Trương Lan Phượng càng nói càng tức giận, trực tiếp cắt ngang lời của Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng cùng Hoàng Thiên gây gổ như vậy, anh có chút hối hận, vừa rồi không nên nói như vậy. Được rồi Lan Phượng, không phải là tìm việc sao, để Đặng Nam sắp xếp cho. Cậu ấy là trưởng dự án của công viên nước. Sắp xếp một việc lặt vặt cho Hoàng Thiên thật sự rất dễ dàng. Lúc này Trương Lan Hương nói, Ừ, để Đặng Nam tìm việc cho Hoàng Thiên, không sao cả." Trần Khương Bình cũng tự hào nói. Đặng Nam càng thêm hài lòng, lúc này vỗ vỗ vai Hoàng Thiên cười nói, "Anh rể đừng lo lắng, bất cứ lúc nào anh muốn có việc hãy đến gặp em. Em sẽ thu xếp cho anh công việc không quá nặng nhọc, có được không?" Hoàng Thiên vẻ mặt trầm xuống nhìn Đặng Nam, anh thật sự cạn lời. "Sắp xếp cái quái gì? Chỉ cần tôi nói một câu là anh sẽ phải cút khỏi công ty." sao còn ở đây tỏ vẻ được tôi không nghĩ điều này là cần thiết nữa anh nên thu xếp bản thân để không bị sa thải vào một ngày nào đó hoàng thiên cười nhẹ nhìn đặng nam đặng nam không ngờ hoàng thiên lại nói một câu như vậy tức giận đến mức đau ruột đây là nguyền rủa anh ta sao trần giang tức giận khi nghe điều này và nhìn chằm chằm vào hoàng thiên và nói cậu không biết cư xử sao hoàng thiên đặng nam tốt bụng giúp cậu tìm việc giúp cậu kiếm tiền tại sao cậu lại nguyền rủa anh ấy? Hoàng Thiên cười thầm, cũng lời lý luận với cô ta. Trần Giang, Đặng Nam, đừng để ý đến cậu ta nữa, mau ăn đi. Trương Lan Phượng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên, an ủi Trần Giang và Đặng Nam. Đúng đấy mọi người đều là người nhà, làm gì mà phải ồn ào như vậy? Trần Khương Bình lúc này cũng nói. Xét ăn hải sản vàng thực sự khác biệt so với các nguyên liệu tại các bàn khác, có rất nhiều loại hải sản bạn chưa từng thấy bao giờ. Trần Giang và Đặng Nam lúc này cũng không còn mỉa mai nữa, đối mặt với món hải sản ngon lành, sắc mặt hớn hở. Hải sản này tên gì? Ngon quá! Trần Giang vừa ăn vừa tò mò hỏi. Người phục vụ đứng bên cạnh nhanh chóng giới thiệu, đây là món ngăn hầm, ăn rất ngon, và đây cũng là loại hải sản đắt nhất nhà hàng của chúng tôi. Ngon quá, cho chúng tôi thêm 10 đĩa nữa này. Đặng Nam xua tay, rất tự hào. Vâng thưa ngài người phục vụ phụ vội vàng xuống thông báo. Chị Giang, đừng gọi nhiều như vậy, chúng ta không thể ăn hết 10 đĩa được. Lâm Ngọc An khẽ cao mày thuyết phục Trần Giang. Hi hi, không xong thì để lại thôi, đặng nam của nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, không giống như ai đó. Trần Giang liếc nhìn Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An lén lút giật tay Hoàng Thiên, ra hiệu cho anh phất lờ Trần Giang. Hoàng Thiên không muốn đôi co với phụ nữ, cho nên im lặng ngồi ăn tôi e là trong đời cậu chưa bao giờ được ăn món gì ngon như vậy đúng không? Ha ha, ăn từ từ kẻo bị sặc nhé, dù sao cũng là đặng nam nhà tôi mời, cậu cứ việc ăn là được. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt diếu cợt, nói một cách kỳ lạ. Đặng nam của nhà cô trả tiền. Anh ta trả nổi sao, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Thiên trong lòng buồn cười, người khác không biết món này như thế nào, nhưng anh biết nó đắt đến mức nào. Trương Lan Hương và Trần Khương Bình cao mày nhìn, họ căn bản là xem thường Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên chỉ cúi đầu ăn, trong lòng họ càng coi thường hơn. Ha ha, cho dù là đặng nam nhà chúng ta mời khách, cũng không cần phải ăn đến mức như vậy. Nhìn xem, một người có thể ăn bằng vài người chúng ta. Trương Lan Hương kỳ quái nhìn Hoàng Thiên, sau đó nói với mọi người. Hoàng Thiên, cậu ăn từ từ thôi, không ăn tranh phần của cậu đâu. Trần Khương Bình cũng nói hoàng thiên dừng lại thật ra anh ăn không nhiều nhưng cũng bị ánh mắt khó chịu của những người này khiến cho không ăn nổi nữa ha ha cứ ăn đi tôi có thể trả lúc này đặng nam chế nhạo nhìn hoàng thiên sau nửa giờ mọi người đã ăn uống no bồi bàn thanh toán trương lan phượng gọi người phục vụ đến bà ta muốn gấp rút thanh toán dù sao bà ta cũng là người chủ trì cho nên bà ta vẫn muốn có chút thể diện dì hai con sẽ thanh toán hóa đơn Đặng Nam đứng dậy và lấy ví của mình ra. Sao gì có thể để con trả tiền được, dù gì hai không giàu bằng con, nhưng mời mọi người ăn cơm thì vẫn làm được. Trương Lan Phượng cười nói với Đặng Nam, sau đó hỏi người phục vụ, tổng cộng là bao nhiêu? Thưa bà, bàn của bà là 483 triệu 700 nghìn. Có thể giảm 700 nghìn, tổng cộng phải trả 483 triệu. Người phục vụ đáp, bao nhiêu cơ? Sắc mặt Trương Lan Phượng đột nhiên biến thành màu cà tím, kinh hãi đến mức tim đập bình bịch. 483 triệu. Sao có thể đắt như vậy, anh có sai sót gì không? Giọng Trương Lan Phượng run lên một chút. Không chỉ bà ta, ngoại trừ Hoàng Thiên, không ai trong số những người có mặt là không chết lặng. Cứ tưởng tối đa chỉ là mấy chục triệu, nhưng ai ngờ lại lên tới hàng trăm triệu. "Thưa bà, nó là như thế này, nguyên liệu cho món ngan hầm rất đắt." hơn trăm triệu một cân. Số tiền cho món ngan hầm trên bàn là 350 triệu. Cộng thêm nước uống và những món ăn khác, tổng cộng là 483 triệu. Nếu không tin, bà có thể kiểm tra chi tiết. Nói xong, người phục vụ bàn giao hóa đơn đã in. Mọi người đều thấy rằng anh ta nói đúng, họ thực sự đã ăn gần 500 triệu cho bữa ăn vừa rồi. Trương Lan Phượng ngồi xuống ghế, nhưng bà ta không nói gì. Ngân sách eo hẹp làm sao bà ta có thể trả được hóa đơn gần 500 triệu? Đặng Nam cũng sững sờ, vừa rồi anh ta rất phấn chấn, hắn liên tục nói sẽ trả tiền bữa ăn. Trần Giang tròn mắt và cô ta rất hối hận, món ăn là do cô ta gọi, nếu gọi như bình thường, bữa ăn chỉ có giá tối đa từ 30 triệu đến 60 triệu. Mặc dù đắt nhưng Đặng Nam vẫn có thể trả được. "Xin lỗi, ai thanh toán hóa đơn?" Cô phục vụ xinh đẹp chớp mắt kiên nhẫn hỏi. Trương Lan Phượng không nói nữa. Bà ta biết rằng lúc này mình không còn chút thể diện nào nữa, bà ta không có khả năng trả mấy trăm triệu. Hoàng Thiên nhìn vẻ bối rối của Đặng Nam mà thấy buồn cười. Ai bảo anh giả vờ giả vịt làm gì? Lâm Ngọc An lúc này nói với Trương Lan Phượng, "Mẹ, con chỉ có 200 triệu trong thẻ, mẹ còn tiền không?" Khi cô nói điều này, Lâm Ngọc An cảm thấy buồn một lúc, cô vất vả mới tiết kiệm được 200 triệu và có vẻ như hôm nay cô không thể giữ được. Ngọc An Mẹ chỉ có mấy chục triệu. Trương Lan Phượng đỏ mặt, nói nhỏ. Ngọc An, mẹ đừng lo lắng về điều đó. Đặng Nam có thu nhập hàng năm hơn 600 triệu, rất giàu có. Lúc này Hoàng Thiên nói. Đặng Nam nghe thấy điều này, anh ta muốn lập tức bóp chết Hoàng Thiên. Chết tiệt, tưởng cậu ta chỉ là đồ bỏ đi, nhưng không ngờ lại tệ hại đến mức này. Trương Lan Phượng gật đầu lia lịa, đây là lần duy nhất bà ta đồng ý với Hoàng Thiên. Anh Nam chẳng phải hôm nay anh nói sẽ trả tiền bữa ăn sao anh cũng nói là anh đủ khả năng trả tiền đúng không hoàng thiên cười nhẹ hỏi đặng nam đặng nam trong lòng bây giờ cực kỳ hối hận chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng ừ tôi có nói như vậy đặng nam khẳng định sau đó lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho người phục vụ quẹt thẻ vâng thưa anh cô phục vụ lấy máy post ra quẹt thẻ với sự hợp tác của đặng nam nhưng ngay sau khi nhập mật khẩu nó thông báo rằng giao dịch không thành công vì không đủ số dư. Thưa anh, thẻ của anh chỉ có 480 triệu, anh có thể trả trước 479 triệu, 4 triệu còn lại anh có thể nghĩ cách khác, 1 triệu để đi taxi. Mặc dù nhân viên phục vụ nói chuyện lịch sự, nhưng ánh mắt của cô ta tỏ ra khinh thường, bởi vì Đặng Nam vừa mới vào đã khoe khoang, cô ta đã ngứa mắt rồi. Mặt Đặng Nam đỏ bừng, khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, anh ta muốn tìm một cái hố để chui vào không ngờ bữa này lại có giá gần 500 triệu, định giả vờ tỏ vẻ trước mặt mọi người nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Cứ quẹt đi, tin đặng nam dỉ máu, sau khi lập lại mật khẩu, 479 triệu trong thẻ đã được chuyển ra ngoài, chỉ còn lại một triệu. Hoàng Thiên nhìn anh ta, trong lòng đầy chế diễu. Nhà hàng này thuộc về anh, không phải anh không trả được mấy trăm triệu này mà muốn dạy cho Đặng Nam một bài học. Vì vậy Hoàng Thiên không thanh toán hóa đơn và không để nhà hàng miễn hóa đơn. Nhân viên phục vụ không biết Hoàng Thiên là sếp của mình, nên vẫn phải thu 4 triệu còn lại. "Xin lỗi, ai sẽ trả 4 triệu còn lại?" Cô phục vụ lịch sự hỏi. "Hãy để tôi làm điều đó." Lâm Ngọc An lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị thanh toán. "Ngọc An, anh có tiền, em không cần phải trả." Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói với Lâm Ngọc An, sau đó lấy thẻ ngân hàng ra. Quản gia Trần đã chuyển tiền vào trong thẻ của anh, anh làm một chiếc thẻ khác, trong thẻ vẫn còn hơn 40.000 tỷ này, đừng lộn xộn. Lâm Ngọc An bất lực lắc đầu, cô cảm thấy trong thẻ của Hoàng Thiên thậm chí sẽ không có nổi 30 triệu. Sảng khoái quá đúng không? Đặng Nam đã trả số tiền lớn, số lẻ còn lại có bao nhiêu đâu chứ? Trương Lan Hương nhìn Hoàng Thiên một cách dữ dội. Đúng vậy, đây là loại người gì chứ? Vừa rồi chúng tôi trả 479 triệu, thì không thấy cậu nói gì, bây giờ thì lại tranh trả tiền. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên rất bất mãn. Hoàng Thiên vui mừng khôn xiết, nhìn về phía Trần Giang và Trương Lan Hương, cười nói, "Được, được rồi, các người đúng, các người trả tiền đi." Trả thì trả, hư, chúng tôi đã trả nhiều như vậy rồi, trả thêm 4 triệu cũng không là gì." Trần Giang tức giận nói, lấy trong túi ra 4 triệu và thanh toán hóa đơn. Thực ra trong lòng cô ta cảm thấy đau khổ. 480 triệu, tiền lương của Đặng Nam trong nửa năm đã hết. Điều khiến Trần Giang chán nản hơn cả là Đặng Nam cứ khoe khoang rằng anh ta có tiền trước mặt cô ta và có vài tỷ, nhưng anh không ngờ rằng hôm nay đã tiêu hết gần 500 triệu. Thưa cô, cô có cần gói lại chỗ thức ăn còn lại không? Cô phục vụ hỏi Trần Giang. Đặng Nam nhìn bảy cái đĩa ngan hầm không động đũa, trong lòng tức giận không thôi. Tức chết mất, chỗ thức ăn thừa này cũng có giá 250 triệu. Trần Giang, chúng ta mang về nhà cất giữ để ăn dần." Đặng Nam cố nén một nụ cười và nói với Trần Giang. "Ăn cái đầu anh ấy? Đặng Nam, không ngờ anh lại giả vờ giả vịt như vậy. Không phải nói trong thẻ có mấy tỷ sao? Đã nghèo rồi còn vờ vịt." Trần Giang rất tức giận và chỉ vào mũi của Đặng Nam. Đặng Nam chán nản muốn đập tường, đã mất gần 5 triệu mà còn đổi lại sự sỉ nhục, điều không thể chấp nhận được chính là việc Trần Giang coi thường mình trần giang nghe anh nói vì anh mới sửa nhà nên hơi ít tiền đừng nói dối nữa sửa nhà kiểu gì mà mất cả tỷ trần giang khinh thường nhìn đặng nam trương lan hương nhìn trần khương bình vội vàng đi đến để thuyết phục họ đừng làm ồn trương lan phượng và lâm ngọc an cũng ra sức thuyết phục nhưng càng thuyết phục thì trần giang càng tức giận cuối cùng thì đã cào vào mặt đặng nam thấy bữa ăn ngon mất kiểm soát trương lan phượng tức giận đến mức muốn bóp chết hoàng thiên đều là vì cậu vô dụng, vốn là chúng ta đãi, nếu như cậu có tiền một chút, sao có chuyện để người ta mời cơm. Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên khiển trách mắng. Hoàng Thiên bị mắng đến ngu người, thật sự phục sát đất bà mẹ vợ này. Chính bà ta đã đưa ra đề nghị đi ăn. "Mẹ, là họ đòi đến đây ăn hải sản cho bằng được. Họ còn nói rằng nhà hàng kiểu hải phòng không đủ ngon." Trần Giang là người đã gọi món, Đặng Nam cũng nói rằng anh ta sẽ trả tiền cho cả bữa ăn lâm ngọc an đứng lên và nói con còn nói đỡ cho nó mẹ đất khó chịu trương lan phượng vỗ ngực nói đúng vậy ngọc an em vẫn nói đỡ cho cậu ta làm gì nhìn xem ngoài ăn ra thì cậu ta có thể làm gì trần giang đồng tình lâm ngọc an giờ phút này thật sự tức giận mẹ cô gọi hoàng thiên là phế vật thì cũng thôi trần giang sao có thể gọi như vậy ngay cả khi cô bỏ chồng cũng không đến lượt cô ta nói chị giang hoàng thiên không có tiền nhưng anh ấy không phải người thấp kém và không đạo đức giả và luôn đối xử rất tốt với tôi khi lâm ngọc an nói xong cô quay lại nhìn hoàng thiên trong lòng hoàng thiên bỗng cảm thấy ấm áp vợ mình rất bảo vệ mình trước mặt người ngoài hư thật là hèn hạ nghèo rách chẳng phải là đến cuối vẫn là chúng tôi trả tiền sao trần giang nói một cách không cam lòng được rồi trần giang không phải chúng ta cũng bỏ ra một số tiền để mời dì hai và ngọc an sao Hoàng Thiên đi theo ăn thì cũng kệ đi, ai bảo cậu ta là con rể của gì hai chứ. Đặng Nam nhìn Hoàng Thiên, sắc mặt trầm xuống, vừa rồi anh ta không có đủ tiền trả hóa đơn, anh ta bị mất hết thể diện, anh ta muốn dùng Hoàng Thiên để chút giận, coi thường Hoàng Thiên, nhân tiện lấy lại chút mặt mũi. Khi Trương Lan Phượng nhìn thấy thế, bà ta không nói gì, cảm thấy bị Hoàng Thiên làm cho mất mặt. Đặng Nam khá xấu hổ, nhưng ít ra anh ta vẫn có thể bỏ ra 479 triệu, con rể coi như không trả một xu. Lâm Ngọc An cũng không nói nên lời, dù sao vừa rồi Đặng Nam và Trần Giang đã thanh toán hóa đơn. Cô lướt nhìn Hoàng Thiên, cười bất lực rồi lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Lâm Ngọc An lúc này, Hoàng Thiên không đành lòng. Ngọc An, hôm nay chúng ta mời khách, đừng để người nghèo tiêu tiền, họ vẫn phải sống. Lúc này Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An, sau đó nhìn Đặng Nam và Trần Giang, nói thẳng tất cả tài sản của gia đình đều dùng để thanh toán hóa đơn, thật đáng thương. Cậu nói cái gì, cậu mời sao, được rồi, cậu trả lại cho chúng ta 483 triệu, sau đó cậu đi thanh toán. Trần Giang chế nhạo nhìn Hoàng Thiên. Trần Giang, em có tin cái loại nghèo rách này không? Nếu cậu ta có thể đủ khả năng trả tiền, anh sẽ lập tức bỏ ra đất mà đi. Đặng Nam cũng tức giận chế nhạo. Đây là chính anh nói đấy nhé. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, sau đó anh gọi cô phục vụ rồi nói với cô, cô đến phòng tài vụ ngay lập tức yêu cầu từ phòng tài vụ trả lại 480 triệu cho anh Đặng Nam này. "Vâng, thưa ngài, hãy để tôi thử." Nhân viên phục vụ ngây người, nhưng cô ấy gật đầu và đi đến phòng tài vụ trên tầng 2. Đặng Nam và Trần Giang đã sững sờ một lúc sau khi nghe thấy, và sau đó bật cười. "Ha ha, thật nực cười, người trong bộ phận tài chính có thể nghe lời cậu sao?" Khi Trần Giang nhìn Hoàng Thiên, Cô A à cười nhưng ngả. Có thể nghe tôi một chút không? Lát nữa cô sẽ biết thôi. Hoàng Thiên bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Thiên lúc này, Trần Giang càng tức giận. Theo suy đoán của cô ta, Hoàng Thiên chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, làm sao có người nghe lời anh ta. Đây không phải là một trò đùa sao. Nếu không trả lại được 480 triệu cho chúng tôi thì cậu sẽ làm gì? Đặng Nam hỏi Hoàng Thiên với một nụ cười mỉa mai. Hoàng Thiên cười nhạt, nhìn Đặng Nam nói, nếu bọn họ không trả lại cho anh, tôi sẽ bỏ trên mặt đất mà đi như anh vừa nói. Hừ, không dễ dàng như vậy đâu, phải quỳ dưới chân Đặng Nam, tự tát 10 cái, vừa tát vừa nói mình là đồ vô dụng. Trần Giang nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và nói, em mờ sao kiếp, hình phạt tàn độc đến mức này mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra được. C. Hoàng Thiên cau mày khi nghe thấy điều đó, anh thực sự không hiểu tại sao trần giang lại cứ nhầm vào anh như vậy đặng nam mỉm cười hài lòng khi trần giang nói điều này trần giang cũng rất tự hào nghĩ rằng một lát nữa cô ta có thể được xem trò hay được đừng quên những gì các người vừa nói đấy nhé hoàng thiên nói này mấy đứa làm sao vậy chúng ta đều là người nhà sao phải làm chuyện bự này trần khương bình cao mày cảm thấy hơi quá ông trần ông đừng cản trở theo tôi, người chồng của Ngọc An này đang khoe khoang. Chẳng phải cậu ta vừa nói sẽ trả tiền sao, để tôi xem cậu ta trả thế nào." Trương Lan Hương ôm cánh tay và khịt mũi lạnh lùng. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An đều rất tức giận, họ cho rằng Hoàng Thiên bị điên, lát nữa nếu cá cược thua, chẳng phải sẽ mất sạch thể diện hay sao? Lâm Ngọc An vừa muốn Hoàng Thiên về nhà ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, nhân viên phục vụ đã trở lại, phía sau cô là một người phụ nữ mặc đồ công sở. Người phụ nữ này là Đường Lương Hạnh, người quản lý tài chính, khi Hoàng Thiên mua nhà hàng này, cô ấy đã từng gặp Hoàng Thiên. Đường Lương Hạnh lúc này vẫn còn khá khó hiểu, cô không biết là vị khách nào chơi lớn như vậy, một bữa ăn mất gần 500 triệu. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiên ở đây, cô đã rất ngạc nhiên. Ông? Đường Lương Hạnh vừa định gọi là ông chủ, khi thấy Hoàng Thiên nháy mắt với mình, cô vội vàng dừng lại. Trả lại số tiền mà vị này đã trả. Hoàng Thiên chỉ vào đặng Nam và nói với Đường Lương Hạnh. "Ồ, được rồi, tôi sẽ lấy tiền ngay." Đường Lương Hạnh nhanh chóng đồng ý, xoay người bước nhanh lên lầu 2. Chuyện này, mọi người có mặt đều bị sốc. Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An nhìn nhau, và cả hai đều cho rằng điều đó thật khó tin. Đường Lương Hạnh làm sao có thể nghe lời Hoàng Thiên dễ dàng như vậy? Trần Khương Bình và Trương Lan Hương cũng chết lặng, họ thực sự mong được xem một chương trình hay. Dù sao thì con gái và con rể tương lai của họ vừa cá cược với Hoàng Thiên. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên, cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để làm nhục Hoàng Thiên, nhưng lúc này, tất cả đều bị hoảng sợ. Cô ta bóp nghẹt trong bụng, cảm giác một ngạt khó chịu. Điều đó là không thể. Đặng Nam nhìn chằm chằm, anh ta hoảng sợ. Nếu Đường Lương Hạnh thật sự trả lại tiền cho anh ta, anh ta sẽ phải cút đi, làm mất mặt cả gia đình, làm mất mặt nhà mẹ vợ tương lai nữa. Sau này mặt mũi đâu mà gặp người khác." Hoàng Thiên chỉ cười, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này, Đường Lương Hạnh đã trở lại với số tiền. "Thưa anh, đây là 480 triệu mà anh vừa trả." Đường Lương Hạnh đứng trước mặt Đặng Nam và nói. Nhìn số tiền này, Đặng Nam thật sự vừa xấu hổ vừa khó chịu, trong lòng vẫn có chút kích động. "Đây là tiền tươi thóc thật, vừa rồi anh ta tiêu số tiền này đúng là đau lòng muốn chết." Vừa định đưa tay ra lấy, đường lương hạnh không đưa tiền nói với anh ta anh hãy hoàn thành thỏa thuận với anh hoàng bò xuống đất mà đi số tiền này sẽ là của anh mày xúc phạm tao đấy à đặng nam giận dữ nhìn chầm chầm, và hét dữ dội vào mặt đường lương hạnh ha ha đây là chính miệng anh nói sẽ bò mà đi mà đàn ông mà nói được mà không làm được sao đường lương hạnh cười nói đặng nam mặt đỏ bừng hôm nay tôi không làm đấy cô làm gì được tôi ha ha Tôi đương nhiên không làm gì được anh, nhưng là tôi không thể cho ngươi số tiền này." Đường Lương Hạnh cười. Đặng Nam im lặng, trong lòng rất rối. Nếu thật sự phải bò mà đi thì quá xấu hổ, nhưng nếu không làm thì sẽ mất mấy trăm triệu. Đối với Đặng Nam, hàng trăm triệu này vẫn là một số tiền lớn, đó là tất cả số tiền tiết kiệm của anh ta. Trần Giang tức giận đến mức chỉ vào Đường Lương Hạnh hỏi, "Cô và Hoàng Thiên có quan hệ gì? Tại sao lại nghe lời cậu ta?" Đường Lương Hạnh giật mình, sau đó nở nụ cười, bởi vì anh Hoàng rất đẹp trai, tôi rất thích anh ấy. Có vấn đề gì sao? Trần Giang đảo mắt và nói với Đặng Nam, đi thôi. Trần Giang, mấy trăm triệu này không cần nữa sao? Đặng Nam dối dám nhìn Trần Tiêu, còn không quên nhìn xem tiền trong tay đường lương hạnh, thật sự là không nỡ bỏ nhiều tiền như vậy. Trần Giang đã rất tức giận khi cô ấy nghe thấy điều đó, và nhìn chằm chằm vào Đặng Nam và nói, anh thực sự muốn lấy lại tiền. Trần Giang, đó là mấy trăm triệu đấy. Được, vậy thì anh bỏ đi. Trần Giang giận dữ dậm chân. Tất nhiên Đặng Nam không thể làm được, nếu làm vậy, tương lai anh ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Vì vậy, Đặng Nam lựa chọn không nói bất cứ điều gì, và nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt căm hận. Anh ta càng buồn bực, tự hỏi Hoàng Thiên sao có thể có thể diện lớn như vậy, ngay cả người ở nhà hàng hải sản biển xanh cũng nghe lời cậu ta. Làm sao, những lời vừa rồi không tính à? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Đặng Nam. Hoàng Thiên, đừng đi quá xa. Đặng Nam nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Đúng vậy, vừa rồi tôi chỉ nói đùa mà thôi, cậu đâu cần phải nghiêm túc như thế. Trần Giang khít mũi, ngụy biện. Đùa thôi sao, nếu tôi thua, cô có nói là đùa không? Nể mặt Ngọc An, lần này tôi sẽ tha thứ cho các người và sau này đừng giả bộ rước mặt tôi nữa. Còn nữa, mấy trăm triệu không là gì đối với tôi, tôi sẽ đãi bữa cơm này hoàng thiên chỉ vào mũi đặng nam bình tĩnh nói sau đó xoay người đi về phía cửa đường lương hạnh trả lại tiền cho bọn họ khi hoàng thiên bước ra khỏi cửa nhà hàng anh nói mà không quay đầu lại vâng đường lương hạnh nói lớn và sau đó đưa tiền cho đặng nam và trần giang nhìn thấy hoàng thiên đang rời đi những người có mặt đều ngẩn ra không nói được lời nào sau hơn một phút trần giang nhìn lâm ngọc an và nói ngọc an đây vẫn là chồng của em sao vừa rồi cậu ta trông rất quyết đoán lâm ngọc an vẫn chưa hồi phục sau cú sốc cô không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện sẽ như thế này hoàng thiên chẳng những không có làm cho cô xấu hổ ngược lại rất oai phong ném ra mấy trăm triệu mà không thèm nháy mắt thật là táo bạo nhưng mà đường lương hạnh làm sao có thể nghe theo hoàng thiên lâm ngọc an lúc này tràn đầy nghi hoặc hiện tại cô rất muốn đuổi kịp hoàng thiên hỏi chuyện gì đã xảy ra chị giang chẳng phải chị luôn coi thường anh ấy sao sao bây giờ lại cho rằng anh ấy rất kiên quyết lâm ngọc an nói trần giang rất xấu hổ trước đây cô ta còn mỉa mai như vậy nhưng bây giờ cô ta thực sự cảm thấy nóng bừng cả mặt ha ha ngọc an trước đây chị không biết cậu ta tốt như vậy đôi mắt của trần giang sáng lên khi cô ta nói điều này bây giờ cô ta có chút ghen tị với lâm ngọc an tràn đầy tò mò nhìn về phía hoàng thiên lâm ngọc an không nói gì và đi theo ra khỏi nhà hàng hải sản biển xanh. Lan Phượng, chị và ông Trần về đây. Sau khi đến cửa, Trương Lan Hương chào tạm biệt Trương Lan Phượng. "Vâng chị, chị thường xuyên đến chơi nhé." Trương Lan Phượng lịch sự mỉm cười, bây giờ bà ta rất vui vì đứa con rể vô dụng cuối cùng cũng lật người khiến bà ta nở mày nở mặt. "Lan Phượng, sau này em phải cẩn thận hơn, con rể của em trông khá thật thà, nhưng thực ra lại khá đào hoa." Trương Lan Hương nói trương lan phượng nghe vậy sửng sốt chị chị nói thế là ý gì vừa rồi em không nghe quản lý đường nói sao cô ấy nói con rể của em đẹp trai còn thích con rể của em chị ơi ý chị là quan hệ của hoàng thiên và đường lương hạnh không bình thường trương lan phượng mở to mắt và hỏi trương lan hương chắc chắn rồi tại sao khác đường lương hạnh lại nghe theo hoàng thiên nhiều như vậy ha ha em điều tra đi giữa bọn họ chắc chắn có vấn đề trương lan hương nói một cách chắc chắn tên khốn kiếp này trương lan phượng tức giận nghiến răng muốn xé xác hoàng thiên ngay lập tức bây giờ bà ta nghĩ kỹ lại thật sự là chuyện như vậy nếu không với loại phế vật như hoàng thiên làm sao có khả năng như vậy tại sao người ta lại có thể trả lại hàng trăm triệu ha 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 ồn ào một hồi lâu hóa ra là như vậy hoàng thiên lại là trai bao khó trách có thể làm như vậy đặng nam cười vẻ mặt tràn đầy khinh thường thế mà em còn tưởng rằng cậu ta thật sự có năng lực gì ha ha hóa ra là năng lực trai bao nhưng cũng không ngạc nhiên khi cậu ta phải kiếm tiền bằng cách này trần giang đột nhiên hiểu ra cô ta cười nhạo lâm ngọc an im lặng trong lòng rất bối rối mặc dù cô không muốn tin vào điều này nhưng việc đường lương hạnh nghe hoàng thiên nói thật sự rất đáng ngờ sau khi rời khỏi trần giang và những người khác trương lan phượng và lâm ngọc an trở về nhà Lâm Ngọc An không hỏi Hoàng Thiên, hơn 3 năm, cô chưa từng làm tròn bổn phận của người vợ, cũng chưa từng để Hoàng Thiên ở trên giường của mình. Thậm chí nếu Hoàng Thiên có những người phụ nữ khác ngoài kia, cô cũng cảm thấy mình không có quyền trách móc. Nhưng Trương Lan Phượng không muốn buông tha cho Hoàng Thiên, khi về đến nhà, bà ta hét lớn, "Hoàng Thiên, lăn ra đây cho tôi." Hoàng Thiên đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy giọng nói của Trương Lan Phượng không khỏi có chút khó hiểu hôm nay ở nhà hàng hải sản trương lan phượng đã lấy lại được thể diện rồi tại sao lại tức giận như vậy mẹ gọi con đấy à hoàng thiên bước ra khỏi phòng trương lan phượng nhìn bộ dạng thản nhiên hoàng thiên lửa giận càng lớn cậu giả bộ cậu cứ giả bộ đi tôi xem cậu giả bộ đến bao giờ trương lan phượng chỉ vào hoàng thiên và giận dữ hét lên mẹ mẹ biết hết rồi sao hoàng thiên yếu ớt hỏi tất nhiên rồi Cậu nói thật với tôi hay là để tôi nói thay cậu? Trương Lan Phượng nén giận, bà ta không ngờ Hoàng Thiên lại dễ dàng thừa nhận có phụ nữ bên ngoài như vậy. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An, rồi nhìn Trương Lan Phượng, khẽ thở dài và nói, "Mẹ, Ngọc An, vì mọi người đã biết rồi, vậy con sẽ thú nhận. Thực ra, con là cậu chủ của gia đình siêu giàu." Hoàng Thiên nói xong liền hít một hơi. Kim nén bao lâu cuối cùng cũng lộ ra, có lẽ mẹ vợ sẽ rất vui khi biết tin này không ngờ lâm ngọc an chỉ thoáng sững người trong hai giây và sau đó vẻ mặt rất thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô hoàng thiên ngày mai tôi xin nghỉ một ngày để đưa anh đến bệnh viện lâm ngọc an thở dài nói ngọc an anh không sao tại sao phải đến bệnh viện đến khoa tâm thần sau khi lâm ngọc an nói xong cô bước vào phòng của mình đồ chém gió thế hệ siêu giàu thứ hai cơ đấy cậu thành thật giải thích đi cậu và đường lương hạnh qua lại bao lâu rồi? Trương Lan Phượng tức giận hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xứng sở trước câu hỏi, chuyện này là sao vậy? Mẹ, con không có đùa giỡn. Tôi biết cậu sẽ không thừa nhận, còn dám làm chuyện có lỗi với Ngọc An, hừ, chúng ta chờ xem, đừng để tôi bắt được. Trương Lan Phượng tức giận, nói xong trở về phòng. Hoàng Thiên lắc đầu, anh biết giải thích cũng vô ích, mẹ vợ anh sẽ không tin. Đúng lúc này, Lưu Nguyệt Hoa gọi. Cậu chủ, dự án công viên nước đã chính thức khởi công, bộ phận dự án đã hoàn thành, ngài có muốn tới kiểm tra không? Hoàng Thiên không ngờ lương mạnh bắc tiến nhanh như vậy, sau khi suy nghĩ xong liền quyết định đi xem thử. Một lúc nữa tôi sẽ tới. Hoàng Thiên cúp máy, lái xe đến vùng ngoại ô phía tây. Đến công trường xây dựng dự án công viên nước, Hoàng Thiên phát hiện ở đây đang tiến hành chuẩn bị trước khi xây dựng. Một dãy nhà tiền chế dài rằng rạc, ở đây là khoa dự án tạm. Hoàng Thiên thấy có người vào nhà, anh bước vào. Vừa bước vào, anh đã thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc. Cô gái ăn mặc rất giản dị, nhưng dáng người cao giáo và tinh tế đã nổi bật. Đó là em gái Hoàng Linh của anh. Lúc này Hoàng Linh đang cầm khăn lau kính trên tay. Trong phòng này, có vài người đang dọn dẹp. Em gái, sao em lại ở đây? Hoàng Thiên sửng sốt đi phía sau Hoàng Linh. Anh trêu. Hoàng Linh thấy đó là anh trai của mình, mỉm cười chiều mến hôm nay không có tiết học em làm thêm kiếm tiền tiêu vặt hoàng thiên rất đau lòng khi nghe điều đó em gái anh luôn nhạy cảm biết rằng điều kiện ở nhà không tốt em ấy sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền bất cứ khi nào rảnh rỗi nghĩ đến việc hoàng linh bị mẹ vợ làm nhục lần trước hoàng thiên càng thấy thương em gái đừng ra ngoài tìm việc nữa anh trai bây giờ giàu lắm rồi chỉ cần đi học thật tốt khi không có tiết thì ra ngoài chơi với các bạn hoàng thiên nói một cách dịu dàng hoàng linh cười nhẹ em không thích ra ngoài chơi thế này rất tốt coi như tập thể dục ngừng một chút hoàng linh căng thẳng hỏi mà này sao đột nhiên anh giàu có như vậy đừng nói anh làm chuyện phạm pháp em gái đừng lo lắng tiền của anh trai là rất trong sạch hoàng thiên sờ đầu hoàng linh nhẹ nhàng nói làm gì vậy làm việc đi nói chuyện cái gì đúng lúc này một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào và hét vào mặt Hoàng Linh. Hoàng Linh sửng sốt, nhanh chóng tiếp tục lau kính. Hoàng Thiên nhìn lại, thấy người phụ nữ bước vào trông như mới đôi mươi, trang điểm đậm, xa xa có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người. Người phụ nữ này tên là Hồ Mẫn Liên, là nhân viên của công ty quốc tế toàn cầu, nhiệm vụ hôm nay là trông coi Hoàng Linh và những người khác làm việc. Cô bị điếc sao, sao không nói chuyện, còn muốn tiền lương nữa không? Hồ Mẫn Liên lao đến Hoàng Linh tức giận và đẩy Hoàng Linh. Hoàng Linh là một cô gái sống nội tâm và hiền lành, nhìn thấy Hồ Mẫn Liên dữ tợn như vậy, cô có chút sợ hãi. Xin lỗi, Hoàng Linh cúi đầu nói. Trừ lương cô 80.000 đồng, hừ, hồ ly tinh, đáng đời cô quyến rũ đàn ông. Hồ Mẫn Liên nhìn chằm chằm vào Hoàng Linh với một lời chế nhạo. Hoàng Linh rất buồn, cô chỉ kiếm được 180.000 một ngày, Hồ Mẫn Liên lại trừ của cô 80.000. Cô cũng biết rằng Hồ Mẫn Liên đang nhắm đến cô, chỉ trực cô có sơ hở là trừ tiền lương. Nhưng cô không biết rằng Hồ Mẫn Liên ghen tị với vẻ đẹp của cô. Cô nói năng cẩn thận một chút, Hồ Ly tỉnh là gì? Hồ Mẫn Liên nhìn Hoàng Thiên, khi nhìn thấy Hoàng Thiên ăn mặc như quê mùa, cô ta đột nhiên cong môi tỏ vẻ chán ghét. Cậu từ đâu chui ra đây? Đây là nơi cậu có thể tới sao? Hồ Mẫn Liên khoảnh tay trợn mắt. Cô ở phòng ban nào, tên là gì? Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống hỏi Hồ Mẫn Liên. Hồ Mẫn Liên nhìn anh chầm chầm, chỉ vào Hoàng Thiên nói, cậu là cái thá gì chứ, có tư cách hỏi tên của tôi sao? Cút ngay lập tức, nếu không tôi gọi người kéo đi. Hoàng Thiên nghe thấy điều này, gần như tức giận đến mức bật cười. Vì người phụ nữ này phụ trách ở đây, cô ta hẳn là nhân viên của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu. Bây giờ Hoàng Thiên là người lãnh đạo trực tiếp của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu, và anh ta không thể dung thứ cho những nhân viên có trình độ kém như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ này còn dám mắng nhiếc em gái anh, tuyệt đối không thể tha thứ. Gọi cấp trên của cô đến đây. Hoàng Thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với Hồ Mẫn Liên và vẫy tay với cô ta. Hồ Mẫn Liên nghe vậy liền bật cười, ha ha, giả bộ như vậy, nhìn cậu thật tội nghiệp, như thể một tên ăn mày vậy. Hoàng Thiên hoàn toàn không nói nên lời với Hồ Mẫn Liên. Người phụ nữ này đúng là có siêu năng lực khiến người khác tức chết. Nhìn thấy Hoàng Thiên ngừng nói, Hồ Mẫn Liên càng thêm hăng hái. "Mau dẫn con nhãi này đi, đừng làm bà đây chướng mắt." Hồ Mẫn Liên vừa nói, vừa nhìn Hoàng Linh đang lau kính, "Này, cô cút khỏi đây đi, tiền công hôm nay không một xu." Hoàng Linh nghe xong lời này, trong lòng lạnh lẽo. 180.000 có thể không là gì đối với người khác, nhưng đối với cô vẫn rất quan trọng trước kia cô vẫn kiếm tiền học phí bằng cách này. Hoàng Thiên lần này thật sự rất tức giận, cho dù có chế diêu anh thì cũng thôi, nhưng mà Hồ Mẫn Liên lại xúc phạm Hoàng Linh như vậy, Hoàng Thiên không nhịn được mà tức giận. Alo, tôi tới rồi đây, đang ở trong công trình đang thi công. Hoàng Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lưu Nguyệt Hoa. Được rồi cậu chủ, tôi tới ngay. Sau khi nhận được cuộc gọi, Lưu Nguyệt Hoa nhanh chóng chạy đến. Với sự thông minh của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể biết không khí trong căn phòng đang rất căng thẳng. Nhìn vẻ mặt Hoàng Thiên trầm xuống, trái tim Lưu Nguyệt Hoa chạm đến cổ họng. Nhìn Hồ Mẫn Liên nhìn chằm chằm Hoàng Thiên với vẻ khinh thường, Lưu Nguyệt Hoa hoa đã hiểu rõ mọi chuyện trong lòng. Hồ Mẫn Liên, Hồ Mẫn Liên, cô không biết cậu chủ thì cũng thôi, nhưng cũng đừng coi thường người khác mà xúc phạm cậu chủ. Cậu chủ Hoàng, có chuyện gì vậy? Lưu Nguyệt Hoa hỏi Hoàng Thiên cẩn thận tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa hoàng thiên chỉ vào hồ mẫn liên lưu nguyệt hoa lập tức xoay người sau khi nghe hồ mẫn liên quyết nói hồ mẫn liên cô lập tức trở về công ty làm thủ tục từ chức cái gì hồ mẫn liên trừng mắt và đứng lên khỏi ghế cô không hiểu sao trở lại công ty làm thủ tục ngay lập tức cô sẽ không phải quay lại làm việc nữa lưu nguyệt hoa nghiêm nghị nói ha ha thật là buồn cười lưu nguyệt hoa Đừng tưởng rằng cô là trợ lý của chủ tịch là có thể sa thải bất cứ người nào. Cô không có quyền sa thải tôi." Hồ Mẫn Liên chế nhạo, mặc dù Lưu Nguyệt Hoa hoa ở vị trí cao hơn cô ta, nhưng ở đây, tất nhiên cô ta không xem trọng Lưu Nguyệt Hoa. Lưu Nguyệt Hoa nhíu mày, thầm nghĩ Hồ Mẫn Liên đúng là ngu xuẩn, cậu chủ đây muốn đuổi việc cô, cô có thể không đi sao? Cô có thể không tin, nhưng nếu cô có thể ở lại tập đoàn quốc tế toàn cầu, coi như tôi thua." Lưu Nguyệt Hoa hoa mỉm cười không muốn để ý đến Hồ Mẫn Liên nữa. Hồ Mẫn Liên còn chưa tin, lúc này mới vặn eo đi tới trước mặt Hoàng Thiên, vỗ vai Hoàng Thiên, hay lắm thằng nhãi, mày lại còn quen biết Lưu Nguyệt Hoa. Sau đó, cô ta lại nhìn về phía Lưu Nguyệt Hoa, đừng giả bộ trước mặt tôi, cô cũng không phải là người duy nhất trở thành trợ lý của chủ tịch, có gì mà tỉnh vi chứ. Hồ Mẫn Liên càng nói càng hăng, dù sao cô ta cũng ngửa bài rồi, cô ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Lưu Nguyệt Hoa thực sự không ngờ rằng Hồ Mẫn Liên sẽ có thái độ như vậy với cô. Cô ta biết Lưu Nguyệt Hoa là trợ lý của chủ tịch, trong toàn bộ công ty quốc tế toàn cầu, ngoại trừ chủ tịch Lương Mạnh Bắc thì làm gì còn ai dám nói chuyện với cô như thế này. "Hồ Mẫn Liên, cô đừng tự khiến mình mất mặt nữa, cút ngay khỏi đây." Lưu Nguyệt Hoa cũng lo lắng, cô cũng cần thể diện. "Ha ha, thật là buồn cười, cứ như là công ty quốc tế toàn cầu là của cô không bằng" tôi nói cho cô biết lưu nguyệt hoa đừng nói là cô cho dù chủ tịch tới ông ấy cũng không dám sa thải tôi hồ mẫn liên khoanh tay nói với giọng điệu diễu cợt hoàng thiên nghe vậy sửng sốt một chút hồ mẫn liên thật to gan ngay cả lương mạnh bắc cũng không đuổi được cô ta cô ta lấy đâu ra tự tin để nói ra điều này con điên lưu nguyệt hoa hoa tức giận đến mức chửi bới cô đang chửi cái gì vậy Đừng tưởng rằng cô ở trước mặt chủ tịch thì ai cũng phải lấy lòng cô, đồ ngu." Hồ Mẫn Liên nghiêng người chỉ vào mũi Lưu Nguyệt Hoa, chửi mắng rất khó nghe. Lưu Nguyệt Hoa làm sao có thể chịu đựng được, giơ tay tát cô ta. Bốp. "Ai ai sao cô dám đánh tôi? Cô xứng đáng bị ăn tát." Lưu Nguyệt Hoa hoa cười khúc khích. "Các người, các người đợi đấy." Hồ Mẫn Liên hai mắt trợn tròn, chỉ vào Lưu Nguyệt Hoa hoa và Hoàng Thiên, nói ra một câu tàn nhẫn. Tôi xin lỗi, cậu chủ hoàng, chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, khiến ngài tức giận rồi. Lưu Nguyệt Hoa cười quyến rũ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thừa nhận Lưu Nguyệt Hoa đúng là một yêu tinh, rất có sức sát thương với đàn ông. Anh chấn định tinh thần, cười nói, còn chưa đủ tức giận. Hoàng Thiên nói xong đi tới trước mặt Hoàng Linh. Nhìn thấy những hạt mồ hôi trên trán em gái, Hoàng Thiên cảm thấy rất xót xa. Dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng tình cảm hơn 10 năm qua của họ là thật lòng, tình cảm của họ còn sâu sắc hơn cả người thân. Nghe lời anh, sau này ngoài học ra em không cần phải làm gì cả, có thời gian anh sẽ dẫn em đi chơi. Hoàng Thiên lau mồ hôi cho em gái bằng ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng nói. Hoàng Linh ngơ ngác một lúc lâu. Cô có thể thấy rõ Lưu Nguyệt Hoa An là người có tiếng nói cuối cùng ở đây, quần áo của cô rất thanh lịch và thời trang, trông cô như một người phụ nữ có địa vị nhưng một người phụ nữ như vậy ở trước mặt anh trai cô lại cung kính thật sự khiến cô khó hiểu anh trai em không sao đừng lo lắng cho em hoàng linh trầm giọng nói thì ra là em gái của cậu chủ hoàng ai ra đều tại tôi lưu nguyệt hoa sửng sốt vội vàng đi tới nói cho tới bây giờ cô cũng không biết cậu chủ vẫn còn một cô em gái ở bắc ninh chỉ là cô không biết rằng hoàng linh không phải con gái của nhà họ hoàng ở hà nội anh yêu, chính là con nhãi này đánh y mồ. Đúng lúc này, Hồ Mẫn Liên dựa vào một người đàn ông mập mạp mà khóc. Trong khi nói, cô ta chỉ vào Lưu Nguyệt Hoa Hoa. Người đàn ông mập mạp bước vào trông xấu xí và có đôi mắt to trông rất dữ tợn. Anh ta liếc nhìn Lưu Nguyệt Hoa, vừa định nổi giận, nhưng đột nhiên nhận ra Lưu Nguyệt Hoa thực sự rất đẹp. Một người đàn ông chính là như vậy, tỏ ra khí thế hơn người, nhưng khi gặp một người phụ nữ đẹp thì bay sạch khí thế. Cô gái nhỏ, em rất cá tính đấy, dám đánh người phụ nữ của tôi sao?" Người đàn ông tên Tiêu Tấn liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Hoa. "Tiêu Tấn?" Lưu Nguyệt Hoa không khỏi run lên. Ở thành phố Bắc Ninh, tên của Tiêu Tấn vẫn rất vang dội. Tên này là một tên lưu manh địa phương, độc ác và tàn nhẫn, nhiều người nghe đến tên hắn ta thôi là đã khiếp sợ. Mặc dù Lưu Nguyệt Hoa cũng được đã được thông báo rõ ràng, nhưng cô không khỏi cảm thấy lo lắng khi đối mặt với loại người đều như Tiêu Tấn. Lê Bích Ngọc, cô đem loại người này giao cho bộ phận dự án của chúng tôi. Cô thật là quá càn dở. Giọng nói của Lưu Nguyệt Hoa có chút run dày. Lê Bích Ngọc không khỏi cảm thấy rất đắc ý khi thấy sự lo lắng trong lòng của Lưu Nguyệt Hoa. Điều cô ta muốn chính là loại biểu cảm này. Hừm, Lưu Nguyệt Hoa, cô sợ hãi sao? Cô nên thức thời một chút chính là nhanh chóng quỳ xuống đất nhận lỗi cho tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho cô một mạng. Lê Bích Ngọc ôm lấy eo tiêu tấn, uy hiếp Lưu Nguyệt Hoa, Lưu Nguyệt Hoa trong lòng tức giận, nhưng cô không dám làm gì Lê Bích Ngọc, cô cũng nhìn ra tiêu tấn này chính là bạn trai của Lê Bích Ngọc. Xung đột với Lê Bích Ngọc vào lúc này, có thể tiêu tấn sẽ động thủ với cô, như vậy xem ra rất thảm. Hoàng Thiên đã nhìn thấy tất cả những điều này, không khỏi lắc đầu một cái. Có vẻ như Lương Mạnh Bắc vẫn còn quá cầu thả khi tuyển người, những nhân viên này là ai? Cậu là người từ đâu tới? Là người địa phương ở đây hay sao? Hoàng Thiên lúc này vẻ mặt nặng nề hỏi Tiêu Tấn. Tiêu Tấn chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lưu Nguyệt Hoa, dù sao Lưu Nguyệt Hoa cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và rất hấp dẫn. Cho nên hắn hoàn toàn không để mắt tới Hoàng Thiên, hắn chỉ nghĩ Hoàng Thiên là công nhân đến chỗ này làm việc. Ồ, cậu thật là can đảm, dám nói chuyện với Tiêu Tấn như thế sao? Đôi mắt nhỏ của Tiêu Tấn nheo lại, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Hoàng Thiên. Trái tim của Lưu Nguyệt Hoa đột nhiên sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu chủ là cành vàng lá ngọc, nếu cô ở đây làm sai chuyện gì thì cô làm sao có thể gánh nổi tội. Vì vậy, cô vội vàng ngăn giữa Tiêu Tấn và Hoàng Thiên, nói với Tiêu Tấn, nếu tôi có chuyện gì thì anh có thể đánh tôi. Lê Bích Ngọc là người tôi đã đánh. He he, Tiêu Tấn tôi không bao giờ đánh phụ nữ, bây giờ tôi chỉ muốn chỉ bảo cho thằng nhãi danh kia. Tiêu Tấn cười gần, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, xua tay nói, thằng kia, đừng núp sau lưng đàn bà nữa, đi ra đây hoàng thiên trong lòng không biết nói gì xem ra rừng rậm thì đều có chim lớn tên tiêu tấn này muốn thị uy nghĩ đến đây hoàng thiên tiến lại gần tiêu tấn trợ lý hoa cô có biết tên nhãi này không tiêu tấn hít mắt nhìn lưu nguyệt hoa hỏi nhưng trong nụ cười lại có một tia ác ý lưu nguyệt hoa có thể nhìn ra được tiêu tấn sắp gây sự người như hắn vậy nhất định sẽ giết chết người cậu chủ kia làm sao có thể chịu được tiêu tấn tôi khuyên anh không nên gây rắc rối ở đây nếu không thì ngài bắc của chúng tôi sẽ rất khó chịu. Lưu Nguyệt Hoa nói. Tiêu Tấn cười nói, đương nhiên, tôi còn muốn nể mặt với ngài bắc cho nên tôi nhất định sẽ không động vào cô. Nhưng mà tên kia, tôi nhất định phải dạy dỗ cho ra lẽ, tôi nghĩ Lương Mạnh Bắc sẽ không bao giờ vì tên nhãi danh này mà trở mặt với tôi đâu nhỉ. Không trở mặt với hắn sao? Nếu hắn dám động đến một đầu ngón tay của cậu chủ, ngài bắc sẽ không giết hắn mới là lại Lưu Nguyệt Hoa thầm mắng tiêu tấn có mắt không trồng Cô bước đến bên tai Hoàng Thiên nói nhỏ, "Cậu chủ, mau mau rời khỏi đây đi." Tiêu Tấn là người không dễ đối phó, hắn là đi theo ông trùm Lã Việt. Lưu Nguyệt Hoa còn nói nhỏ với Hoàng Thiên như vậy, nhưng lại khiến trong lòng Tiêu Tấn lại càng thêm ghen tị, bây giờ hắn muốn đánh Hoàng Thiên. Cùng hội với Lã Việt, Hoàng Thiên nghe những lời của Lưu Nguyệt Hoa nói, trong lòng không khỏi cảm thấy tự tin. Lã Việt là nhân vật quyền lực nhất trong thế giới ngầm của thành phố Hà Nội, hóa ra Tiêu Tấn với Lã Việt là cùng một hội chẳng trách hắn lại kiêu ngạo như vậy. Vì hắn là đàn em dưới trướng của Lã Việt nên việc xử lý dễ dàng hơn nhiều, mà anh lại có chút quan hệ với Lã Việt. Lưu Nguyệt Hoa, cô đang thì thầm cái gì? Cô cho tôi một cái bạt tai, bây giờ tôi phải bắt cô trả lại 10 cái, Lê Bích Ngọc vừa nói vừa đi tới phía Lưu Nguyệt Hoa. Tiêu Tấn vội vàng ngăn Lê Bích Ngọc lại, bé ngoan đừng làm, tôi nhận thầu một phần công trường ở đây, nếu em đánh cô ấy, làm sao tôi có thể tiếp tục làm ở đây? Chỗ này là Đặng Nam sắp xếp công việc cho cô ta, cùng cô ta có chút quan hệ bí mật sao? Hôm nay tôi phải đánh cô ta, xảy ra chuyện Đặng Nam sẽ giải quyết." Lê Bích Ngọc vừa nói vừa xông đến định đánh Lưu Nguyệt Hoa. Đầu óc của Tiêu Tấn vẫn rất minh mẫn, hắn biết động vào trợ lý của chủ tịch tập đoàn quốc tế toàn cầu là không hay, mà làm không tốt, Lương Mạnh Bắc sẽ tức giận, nhất định sẽ không để hắn ta làm việc ở đây nữa. Vì vậy, Tiêu Tấn đã ngăn cản Lưu Nguyệt Hoa không cho cô ả làm điều đó tên kia, cậu nên trả giá cho cái tát vào mặt của Bích Ngọc. Cậu tự lấy tay tát mình, hay là tôi nên tát cậu? Tiêu Tấn vui vẻ bước đến gần Hoàng Thiên và cười hỏi. Hoàng Thiên hờ hững cười, đối với Tiêu Tấn nói, nghe nói cậu là đàn em dưới trướng Lã Việt đúng không? Tiêu Tấn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, Tiêu Tấn trợn tròn mắt, sao cậu dám gọi tên anh tứ đại của chúng tôi, tên nhãi này có phải là sống không muốn lại muốn chết à? Bây giờ cậu gọi cho Lã Việt, hỏi anh ta có biết ai tên là Hoàng Thiên không? Hoàng Thiên nói, ha ha, thật buồn cười, bộ dạng giống như cậu, Lã Việt có thể biết cậu sao? Lê Bích Ngọc ôm bụng cười nhạo, nhìn Hoàng Thiên chế giễu, cô cảm thấy Hoàng Thiên thật buồn cười. Hoàng Thiên phất lờ cô và chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không nói lời nào, từ trong đáy lòng hắn thật sự sợ hãi đại ca Lã Việt, nếu thật sự cậu ta cùng với Lã Việt có quen biết thì cậu ta thật là kinh khủng loại chuyện này tin không được mà không tin cũng không xong tiêu tấn cũng không dám bất cần bấm số điện thoại của lã việt đại ca có một người tên hoàng thiên ở đây anh ta nói là biết anh bây giờ cậu đang ở đâu tôi đang ở sở dự án công viên nước phía tây chờ tôi ở đó dám lơ là cậu hoàng thiên tôi sẽ lột ra lã việt dập máy sau khi nói chân tiêu tấn mềm nhún như bún hắn suýt ngã hắn ngơ ngác nhìn hoàng thiên với sắc mặt lãnh đạm trước mắt cảm thấy chính bản thân mình đã gây họa. Thân phận của Lã Việt như thế nào mà khi nói đến Hoàng Thiên xong liền vội chạy tới, Hoàng Thiên này rốt cuộc là ai? Tiêu Tấn không dám nghĩ thêm nữa, hạ giọng trưng ra nụ cười nịnh nọt với Hoàng Thiên, "Hoàng Thiên, trách tôi vừa rồi có mắt không tròng. mong quý ngài rộng lòng tha thứ, đừng so đo với tôi." Chuyện quái gì đang xảy ra? Lê Bích Ngọc sướng sờ, cô không ngờ rằng sau khi gọi điện cho Lã Việt thì Tiêu Tấn lại thay đổi thái độ lớn như vậy. "Anh ơi, tên này là một công nhân lao động hôi hám, em gái hắn còn làm việc dưới tay em. Anh làm gì phải nâng đỡ cậu ta như vậy? Lê Bích Ngọc tức giận hỏi Tiêu Tấn. Mày thì biết cái dám gì, im đi. Tiêu Tấn hét lớn vào mặt Lê Bích Ngọc. Lê Bích Ngọc sợ quá không dám nói thêm gì nữa. Tiêu Tấn, cậu vừa rồi luôn nói muốn dạy dỗ tôi. Hoàng Thiên nhìn Tiêu Tấn từ từ nói. Tiêu Tấn sợ tới mức mặt tái mét, nếu lúc nữa lã Việt mà tới, không nhận được sự chấp nhận tha thứ của Hoàng Thiên, hắn nhất định sẽ chết rất bi thảm. Cậu chủ, tôi không biết cậu là bạn tốt của anh Tứ, nếu tôi biết có đánh chết tôi cũng không dám nói ra những lời đó. Tiêu tấn ở trước mặt Hoàng Thiên cúi đầu, hắn đứng đó vẻ mặt chua xót với hai tay bó chặt. Thấy tiêu tấn cúi đầu nhận lỗi, Lê Bích Ngọc cũng không dám kêu lên nữa, cô chính là dựa vào tiêu tấn, thấy tiêu tấn ở trước mặt Hoàng Thiên giống như cháu trai đời thứ ba, cô làm sao dám gây sự nữa thật sự không thể nhìn ra tên nhãi kia lại quen biết với lã việt lê bích ngọc khóc thầm trong lòng lưu nguyệt hoa không ngờ rằng hoàng thiên sẽ quen biết lã việt quan hệ có vẻ còn rất tốt khiến cô vô cùng ngạc nhiên hoàng thiên bỏ qua tiêu tấn và lê bích ngọc đối với những người tầm thường như vậy hoàng thiên không thèm đôi co với họ nhìn hoàng linh bên cạnh cô em gái nhỏ vẫn còn vương vấn sợ hãi hoàng thiên nhìn cô nói em gái em về trước đi anh ơi anh sẽ không sao chứ hoàng linh sợ hãi nhìn tiêu tấn có chút lo lắng hỏi anh không sao em đi đi hoàng thiên cười nói hoàng linh không muốn ở đây lâu thêm nữa tiêu tấn hung dữ và lê bích ngọc lại xấu tính như vậy cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây khi cô vừa bước ra khỏi cái nhà này một người đàn ông từ bên ngoài bước vào hoàng thiên vừa nhìn thấy anh ta liền biết ngay không phải là ai khác chính là bạn trai của trần giang đặng nam tại thời điểm này đặng nam quá xấu hổ và cảm thấy xui xẻo cậu ta bước vào một cách hùng hùng hổ hổ. Mẹ kiếp, dọn dẹp chậm như vậy, còn có thể làm nên chuyện gì sao? Đặng Nam tức giận đi vào, bị Hoàng Thiên làm cho ngượng ngùng khi ở nhà hàng hải sản, Trần Giang cũng gây sự với hắn ta khiến hắn ta tâm trạng chán nản vô cùng. Khi Đặng Nam bước vào nhà và nhìn thấy Hoàng Thiên, hắn ta lập tức chừng mắt nhìn chằm chằm. Tên khốn này cũng ở đây vậy, hay lắm, đang muốn tìm anh ta. Lê Bích Ngọc cô làm cái quái gì vậy, bộ dạng như thế này mà cũng để cho đi vào. Cô đang coi bộ phận dự án của chúng ta như chợ rau sao. Đặng Nam chỉ vào Hoàng Thiên hỏi Lê Bích Ngọc. Lê Bích Ngọc là cấp dưới của Đặng Nam, mặc dù cô ta không sợ Lưu Nguyệt Hoa, nhưng cô ta rất sợ Đặng Nam. Anh Đặng Nam, tôi không cho anh ấy vào. Lê Bích Ngọc trột dạ nói. Đặng Nam không thèm để ý tới Lê Bích Ngọc, lúc này đi tới trước mặt Hoàng Thiên, chỉ tay vào mũi Hoàng Thiên, cậu cút khỏi đây cho tôi nơi này không chào đón cậu lưu nguyệt hoa khiếp sợ trong lòng thầm thông cảm cho đặng nam đây có phải là dũng khí mà trần giang đã dạy cho anh ta làm sao dám nói chuyện với cậu chủ như thế này hoàng thiên nhìn thấy đặng nam suy sụp thay vào đó còn mỉm cười he he anh có chắc là để tôi đi không chết tiệt lúc ở nhà hàng hải sản đã không giữ thể diện cho tôi bây giờ đến đây rồi cậu còn mạnh miệng đặng nam mắng hoàng thiên sau đó quay lại nói với tiêu tấn anh Tấn, mau đuổi tên nhóc này ra ngoài. Nếu nó không nghe lời, anh có thể đánh cho em. Tiêu Tấn nghe vậy sắc mặt xanh mét, nếu không có cuộc gọi cho Lã Việt kia, hắn sẽ đánh Hoàng Thiên không chút do dự, dù sao Đặng Nam cũng sắp xếp cho hắn công việc ở đây. Nhưng Hoàng Thiên là bạn tốt của Lã Việt, Tiêu Tấn nào dám làm bậy. Đặng Nam, cậu có thể dừng một chút không? Tiêu Tấn thấp giọng nhắc nhở Đặng Nam. Anh Tấn, đây không phải người giống anh, anh không dám động vào tên nhãi này được rồi tôi tự mình làm đặng nam cười đến đi tới túm lấy tóc của hoàng thiên cậu rất thích bạo lực đúng không đúng lúc này một giọng nam lớn vang lên từ cửa vừa dứt lời người đàn ông đã sải bước tiến vào vươn tay túm lấy tóc đặng nam anh tứ anh tới rồi ạ à? tiêu tấn cung kính chào hỏi thậm chí không dám thở mạnh trước mặt người đàn ông này người mới đến chính là lã việt vừa rồi nhận được cuộc gọi của tiêu tấn lã việt không thể ngồi yên liền dẫn mọi người tới đây càng nhanh càng tốt. Có thể làm được gì cho Hoàng Thiên là điều mà Lã Việt luôn mơ ước. Cậu Thiên, cậu muốn đối phó với người đàn ông có mắt không chồng này như thế nào? Gãy tay hay gãy chân? Lã Việt nói câu này vô cùng bình thản, coi như gãy tay, gãy chân như là chuyện cơm bữa. Nhưng làm cho Đặng Nam sợ hãi muốn đái ra quần, hắn đã từng nhìn thấy Lã Việt, liền biết Lã Việt uy lực nhất định không phải đang dọa hắn sợ hãi. Bây giờ, chỉ cần Hoàng Thiên nói một lời, Lã Việt nhất định sẽ thủ tiêu hắn. Anh tứ, anh tứ, xin anh tha mạng, tôi sắp xếp cho Tiêu Tấn công việc, cũng có thể tính là đang làm việc cho anh. Đặng Nam run giọng cầu xin. Hỏi tôi cũng vô dụng, đi cầu xin anh Thiên." Lã Việt lạnh lùng nói. Đặng Nam không thể nghĩ tới, cái thứ con rể ăn hại như Hoàng Thiên làm sao lại được Lã Việt quý trọng như vậy. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, bây giờ chỉ cầu xin Hoàng Thiên buông tha cho hắn. Em rể làm ơn đi, dù sao tôi cũng sẽ là anh rể họ trong tương lai của cậu. Vì vợ cậu và Trần Giang là chị em họ, lần này xin cậu hãy tha thứ cho tôi được không? Đặng Nam mềm nhún quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Tôi chưa có nói sẽ làm gì với anh, nhìn xem anh đã sợ hãi như vậy. Hoàng Thiên cười hờ hững vỗ nhẹ vào mặt Đặng Nam. Dù gì thì Trần Giang và Đặng Nam vẫn chưa chính thức chia tay nên nể mặt Lâm Ngọc An là vợ của anh, Hoàng Thiên không có ý định truy xét tận gốc đặng nam như nhận được đại xá nhìn hoàng thiên cảm ơn liên tục cảm ơn em rể sau này tôi không bao giờ dám coi thường cậu nữa hoàng thiên mặc kệ hắn cùng lã việt nói vài câu liền rời khỏi sau khi trở về nhà hoàng thiên vừa định đi vào phòng nhưng thấy rằng trương lan phượng đang hết lòng thuyết phục lâm ngọc an ngọc an hôm nay dù có chuyện gì con cũng phải đi với mẹ để gặp trịnh hiếu phong mẹ nghe nói rằng công viên nước đang được xây dựng sơn trang cầm viên của chúng ta phải được tiếp tục xây dựng. Con nghĩ mà xem ngoại trừ trịnh hiếu phong, còn ai có thể giúp chúng ta không? Trương Lan phu ỏng háo hức nói. Mẹ, Lâm Ngọc An cắn môi, mặc dù không muốn có quan hệ như vậy với trịnh hiếu phong, nhưng thật sự không còn cách nào tốt hơn. Với khoảng cách kinh phí gần 350 tỷ đồng, không có cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ trịnh hiếu phong sao. Để Hoàng Thiên cũng đi cùng, anh ấy cũng có mặt thì vẫn tốt hơn, kẻo lại nghĩ Trịnh Hiếu Phong có suy nghĩ gì khác. Lâm Ngọc An liếc nhìn Hoàng Thiên vừa mới trở về, sau khi nghĩ xong liền nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng ngẩn người một lúc, cảm thấy rất không vui, nếu để cậu ta đi cùng, mọi thứ chắc chắn sẽ không được thực hiện. Nếu Trịnh Hiếu Phong mà thấy con cùng gì với cậu ta, người ta làm sao mà có thể vui vẻ chấp thuận. Mẹ ơi, cứ quyết định như vậy đi, hoặc là thả bỏ sơn trang cầm viên. Lâm Ngọc An chắc chắn nói. Được, được rồi, cứ để cậu ta đi theo. Trương Lan Phượng bất đắc dĩ nói vì không có cách nào khác. Ánh mắt Hoàng Thiên xẹt qua, anh không nói gì. Quay người trở về phòng. Chỉ là anh muốn nghĩ xem có nên dành chút thời gian gọi điện thoại cho Lương Mạnh Bắc không. Sau bữa trưa, Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng đến tập đoàn Trịnh. Bởi vì Trương Lan Phượng đã hẹn Trịnh Hiếu Phong qua điện thoại và đến gặp công ty của bố Trịnh Hiếu Phong, Trịnh Hiếu Phong chắc chắn không phải là chủ của việc tập đoàn lớn như vậy, vì vậy Trương Lan Phượng quyết định nói chuyện với bố của Trịnh Hiếu Phong. Chẳng bao lâu, Hoàng Thiên và họ đã đến trước cửa của tập đoàn Trịnh. "Di a, Ngọc An, mọi người đến rồi." Trịnh Hiếu Phong hôm nay ăn mặc chỉnh tề và đợi ở đây từ sớm. "Phong à, ba cậu có ở công ty không?" Trương Lan Phượng mỉm cười, làm thế nào mà càng nhìn Hiếu Phong lại càng yêu quý. "Vâng, bác gái mời đi bên đây." Trịnh Hiếu Phong đang bận rộn đưa ra lời nịnh hót trước mặt Trương Lan Phượng, hết lần này đến lần khác nhắm vào cơ thể ngọt ngào của Lâm Ngọc An. Chảy nước rãi vì lòng tham, lúc này Hoàng Thiên cũng đã xuống xe, khuôn mặt của Trịnh Hiếu Phong lập tức chìm xuống khi thấy Hoàng Thiên cũng đang di tới. Ồ, anh cũng tới đây, Trịnh Hiếu Phong cong môi nhìn Hoàng Thiên, hắn bị Hoàng Thiên đạp cho như một con chó ngày hôm qua, và Trịnh Hiếu Phong còn đang nghĩ tới việc trả thù trương lan phượng sợ rằng hoàng thiên sẽ xúc phạm đến trịnh hiếu phong vì vậy bà đã trừng mắt nhìn hoàng thiên và ra hiệu cho anh đừng gây rắc rối hoàng thiên quá lười để tranh luận với những tên hề như trịnh hiếu phong theo bọn họ đi vào xin chào cậu chủ vừa bước vào hai nhân viên nữ đi ngang qua cúi đầu chào chào hỏi trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong rất tự hào anh ta không quên xem phản ứng của lâm ngọc an thấy lâm ngọc an không có phản ứng gì nhiều thậm chí còn không thèm nhìn hắn Hắn cảm thấy có chút thất vọng. Tuy nhiên, Trương Lan Phượng đã rất hâm mộ với cảnh này. Thật tốt khi có tiền, hãy nhìn Trịnh Hiếu Phong mà xem có bao nhiêu tiền và tất cả đều rực rỡ. Zia, à, Ngọc An, đây là bố tôi. Sau khi bước vào văn phòng chủ tịch, Trịnh Hiếu Phong tự hào giới thiệu. Cứ coi Hoàng Thiên như không khí. Lúc này, một người đàn ông giàu có khoảng 40 tuổi đang ngồi trên ghế ông chủ. Người này là bố của Trịnh Hiếu Phong, chủ tịch tập đoàn Trịnh, Trịnh Hải. Cô là cô Trương Lan Phượng, xin mời ngồi. Trịnh Hải đối với Trương Lan Phượng rất lịch sự nói, nhưng ông ta không đứng dậy, tỏ vẻ bề trên không nhỏ. Trương Lan Phượng vẫn tỏ ra khá kiềm chế trước Trịnh Hải. Dù sao, bà ấy đang phải đi cầu xin ai đó. Xin chào, ông Hải. Trương Lan Phượng chào Trịnh Hải với một nụ cười trọn vẹn. Bố, đây là Ngọc An con đã nói với ba. Trịnh Hiếu Phong giới thiệu Lâm Ngọc An với Trịnh Hải. Khi Trịnh Hải nhìn Lâm Ngọc Anh, mắt ông ta đột nhiên sáng lên. Với một khuôn mặt và vóc dáng này, nó thật sự quá đẹp, chẳng trách Hiếu Phong lại bị cô ta mê hoặc đến vậy. Trịnh Hải trong lòng thở dài, trợn mắt nhìn người đã có chồng. Cô Phượng, Hiếu Phong đã nói cho tôi biết ý định của cô rồi. Tiền vốn không thành vấn đề vẫn ổn, tôi có thể bỏ 350 tỷ đồng để đầu tư. Trịnh Hải nói với Trương Lan Phượng với một dáng vẻ có rất nhiều tiền. Trương Lan Phượng rất phấn khích, bà không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cảm ơn anh Hải rất nhiều. Chờ đã, tôi chưa nói xong, tôi muốn chia đôi lợi nhuận từ việc bán bất động sản. Trịnh Hải nói, Lâm Ngọc An cao mày khi nghe điều đó. Điều kiện này quá khắc nghiệt, Sơn Trang cầm viên vẫn hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và Trịnh Hải đầu tư vào 350 tỷ đồng mà lại muốn một nửa lợi nhuận, điều này thực sự quá độc ác. Hoàng Thiên trong lòng tự diếu, Trịnh Hiếu Phong thật không biết xấu hổ, bố của hắn lại càng không biết xấu hổ. Anh Hải, cái này không phải là quá không thích hợp sao? Trương Lan Phượng cũng hơi sững sờ, bà không ngờ Trịnh Hải lại tham lam như vậy. He he, tôi nghĩ nếu cô Phượng có thể kêu gọi được 350 tỷ, cô sẽ không đến hỏi tôi. Trịnh Hải cười đắc thắng. Nhưng, nếu chúng ta trở thành người thân, tôi chỉ cần 20% lợi nhuận. Trương Lan Phượng đương nhiên hiểu, chỉ cần Lâm Ngọc Anh ly hôn với Hoàng Thiên và kết hôn với Trịnh Hiếu Phong, Trịnh Hải sẽ chỉ cần lãi 20%. Đối với Trương Lan Phượng mà nói lãi suất 20% là có thể chấp nhận được, và bà cũng sẵn sàng kết thông ra với một gia đình như Trịnh Hải. Vì vậy, Trương Lan Phượng quay đầu nhìn Lâm Ngọc An một chút. Tiêu chuẩn xấu đẹp của Trịnh Hiếu Phong đã bị phá vỡ, và hắn đã tưởng tượng Lâm Ngọc An sẽ tuyệt vời như thế nào sau khi hắn có được cô. Lâm Ngọc An tức giận đến mức muốn kéo Hoàng Thiên rời khỏi. Chủ tịch Trịnh Hải, người của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu đã đến và nói rằng họ muốn gặp cô Lâm Ngọc An. Đúng lúc này, thư ký của Trịnh Hải bước vào và nói. Trịnh Hải có chút sừng sốt, so với quốc tế toàn cầu thực lực của ông ta là thứ vất đi. Mau rời vào. Vâng, nữ thư ký đồng ý rồi đi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, một phụ nữ chạc tuổi 20 bước vào. Sau khi người phụ nữ đi vào, ánh mắt đầu tiên rơi vào Hoàng Thiên, Cô ta nở nụ cười duyên dáng với Hoàng Thiên, rất hấp dẫn người khác. Hoàng Thiên hoàn toàn không ngạc nhiên, bởi vì tất cả đều nằm trong dự tính của anh. Đó là trợ lý của Lương Mạnh Bắc đã đến, chính là Lưu Nguyệt Hoa. "Chào cô Lâm Ngọc An, cậu chủ nhà họ Hoàng của chúng tôi đã chỉ định tôi đến để nói chuyện hợp tác với cô." Lưu Nguyệt Hoa nói với Lâm Ngọc An một cách rất lịch sự. Lâm Ngọc anh nghe thấy vậy thì sửng sốt, có phải là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội không? anh ấy muốn bàn chuyện hợp tác với tôi vâng lưu nguyệt hoa mỉm cười vậy thì cậu chủ nhà họ hoàng muốn hợp tác như thế nào lâm ngọc an tự hỏi bản thân mình đang nằm mơ làm sao có thể hợp tác với người có thân phận cao cậu chủ nhà họ hoàng như vậy đúng là như vậy sơn trang cầm viên sẽ là do chúng tôi tiếp tục xây dựng và phía bên cô không cần phải trả một xu nào lưu nguyệt hoa giới thiệu vậy thì cậu chủ nhà họ hoàng có điều kiện gì không không có bất kỳ điều kiện gì, chúng tôi sẽ không đòi chia lợi nhuận với cô, xin cô đừng lo lắng. Lưu Nguyệt Hoa nói, đột nhiên, Lâm Ngọc An ngẩn người ra, miếng ngon từ trên trời đột nhiên rơi xuống, bỏ nhiều tiền vô ích vào xây dựng mà không muốn chia lợi nhuận, cậu chủ nhà họ Hoàng này có phải đang làm từ thiện không? Lâm Ngọc Anh không thể hiểu được điều đó. Trương Lan Phượng thậm chí còn há hốc mồm đến mức biến thành ngốc. Bà nhéo mạnh vào đùi mình một cái, để Trương Lan Phượng chắc chắn rằng bà đang không nằm mơ. Mong cô Lâm Ngọc An đừng lo lắng. Tôi xin lấy danh tiếng của cậu chủ nhà họ Hoàng và tập đoàn quốc tế toàn cầu ra đảm bảo, chúng tôi sẽ không lừa dối cô đâu, hẹn gặp lại." Lưu Nguyệt Hoa nói xong liền xoay người rời đi cùng đôi chân dài thon thả. Trịnh Hiếu Phong chết lặng, hắn cứ tưởng rằng sẽ ăn được Lâm Ngọc An, nhưng không ngờ lại gặp phải một cảnh đả kích như vậy. Trịnh Hải còn như xét đánh ngang tai làm cho choáng váng ngồi ở trên ghế một hồi lâu không có hoàn hồn. Vừa rồi ông ta còn thản nhiên như ngồi ở vị trí bên trên đặt điều kiện, còn bây giờ ông ấy giống như một thằng hề. So với sự giàu có và ý chí tự cường của cậu chủ nhà họ Hoàng, ông ta là kẻ lợi dụng cháy nhà mà hôi của, thứ không biết xấu hổ. Phải mất nửa phút sau Lâm Ngọc An mới có thể thong thả thoát khỏi cú sốc, khuôn mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào sau bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Hoàng Thiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng cực kỳ an tâm có âm mưu, bên trong nhất định có âm mưu. Trịnh Hiếu Phong rốt cuộc bị những lời nói lúc nãy làm cho sửng sốt một hồi. Nhưng mọi người đều có thể thấy rằng hắn ta đã nói những lời này một cách miễn cưỡng. Ít nhất thì tốt hơn là há mồm uống máu. Lâm Ngọc An lạnh lùng nhìn Trịnh Hiếu Phong nói, sau đó đối với Trương Lan Phượng nói, mẹ, chúng ta trở về thôi. Trương Lan Phượng từ lâu đã ngưỡng mộ sự hào phóng rộng lượng của cậu chủ nhà họ Hoàng. Cuối cùng thì ông trời cũng đã có mắt bây giờ đã có nhà giàu giúp đỡ, mọi chuyên sẽ không sao. Chủ tịch Trịnh Hải, yêu cầu của ông quá lớn, thứ lỗi cho tôi không chấp nhận nó, ha ha. Trương Lan Phượng mỉm cười, xoay người rời khỏi văn phòng của Trịnh Hải. Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên cũng rời đi, Trịnh Hải tức giận đến mức đấm xuống bàn, mẹ kiếp. Miếng ăn đến miệng còn bị rơi mất, cái thằng con trai nhà họ Hoàng này điên rồi sao? Chuyện này chứng tỏ là muốn chống lại chúng ta sao? Ba, con đi điều tra thử, chỉ tiết lai lịch của tên đó. Trịnh Hiếu Phong cũng tức giận. Cha cái đầu nhà mày, không nghe người ta nói là tập đoàn quốc tế toàn cầu và là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội sao? Cho dù kiểm tra chỉ tiết lai lịch mấy đời nhà họ Hoàng thì có thể làm gì gia tộc nhà bọn họ? Trịnh Hải tức giận nói. Trịnh Hiếu Phong không dám nói thêm lời nào nữa. Gia tộc nhà họ Hoàng rất mạnh ở Hà Nội, bọn họ không có khả năng để chọc vào. Trên đường trở về, trương lan phượng đã bị hưng phấn đến mức bà gần như không thể kiểm chế được ngọc an còn gặp cậu chủ nhà họ hoàng khi nào vậy lâm ngọc an giật mình cô làm sao quen biết được với cậu chủ nhà họ hoàng mẹ con chưa bao giờ gặp cậu chủ nhà họ hoàng cả ngay cả mẹ cũng giấu con không quen biết cậu chủ nhà họ hoàng sao người ta lại có thể giúp chúng ta như thế này trương lan phượng hỏi lâm ngọc an bất lực cười trừ cô biết rằng bà ấy sẽ không tin nếu cô giải thích vì vậy cô không muốn nói nhiều. Hoàng Thiên đang lái xe mà trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Mẹ vợ giờ không ngưỡng mộ Trịnh Hiếu Phong nữa mà bây giờ đã chuyển hướng sang cậu chủ nhà họ Hoàng. Thật sự là ai có nhiều tiền hơn thì yêu thích người đó. Quả là hợm hĩnh và nực cười không biết cảm giác của bà khi biết anh là cậu chủ nhà họ Hoàng thế nào nhỉ. Sau khi Hoàng Thiên cùng họ rời đi, trong lòng của Trịnh Hiếu Phong như đâm đầy cỏ dại. Điều duy nhất hắn có thể làm là giúp Lâm Ngọc An là gây quỹ để hắn có thể ép Lâm Ngọc An phục tùng hắn. Nhưng không ngờ ngư ông bắt cá đang đi được nửa chặng đường liền hỏng cần câu, tập đoàn quốc tế toàn cầu thật sự đã đồng ý tiếp tục xây dựng sơn trang cầm viên. Lâm Ngọc An có thể tận hưởng nó mà không phải trả một xu nào. Trịnh Hiếu Phong cảm thấy đây là một cú đánh lớn, hắn muốn bàn bạc với bố mình là Trịnh Hải nên xử lý thế nào, nhưng thấy rằng Trịnh Hải quá kiêng kỵ với tập đoàn quốc tế toàn cầu, căn bản hắn cũng không muốn gây ra xung đột với tập đoàn quốc tế toàn cầu toàn cầu, Trịnh Hiếu Phong tức giận rời khỏi tập đoàn Trịnh, anh lái xe trực tiếp đến nhà chú của mình Trịnh Tiến. Ô, Phong à, cháu đến rồi, Trịnh Tiến nheo lại đôi mắt nhỏ hình tam giác, tay ôm điếu xì gà ngồi trên ghế ông chủ, lúc này đang ôm một thiếu nữ mê người bên cạnh. Chú ơi, cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp, vẻ mặt xấu xa của Trịnh Hiếu Phong xấu xa liếc nhìn thiếu nữ. Cô đi ra ngoài trước, Trịnh Tiến vỗ vào người phụ nữ và để cô ấy đi ra ngoài trong căn phòng chỉ còn lại hai chú cháu, Trịnh Hiếu Phong đem chuyện vừa xảy ra kể ngắn gọn với Trịnh Tiến. Trịnh Tiến sừng sốt một chút, nhả ra một vòng khói nói, Phong à, vậy con bé Lâm Ngọc An này có bản lĩnh không hề nhỏ, ngay cả tập đoàn quốc tế toàn cầu cũng ra tay giúp cô ta thế này. Khối lượng xây dựng và hoàn thiện sơn trang cầm viên không hề nhỏ, tính cả thể ước chừng phải tốn hơn 300 tỷ đồng may ra mới có thể hoàn thành. Chú ơi, không biết rằng tập đoàn quốc tế toàn cầu giờ lại mọc ra con trai gia tộc nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Mẹ kiếp, không thể ngờ tới cậu chủ nhà họ Hoàng lại bao nuôi Lâm Ngọc An, Trịnh Hiếu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật sự hận cậu chủ nhà họ Hoàng này. Hi hi, Phong à nghe ta nói, người phụ nữ tên Lâm Ngọc An kia thật sự quyến rũ như vậy sao? Nhìn cháu mất hồn, nếu không chiếm nàng vào tay, cháu ngủ không yên đúng không? Trịnh Tiến cười xấu xa. Chú tự xem đi. Trịnh Hiếu Phong tìm kiếm ảnh của Lâm Ngọc An trên điện thoại của mình, hắn đã lén chụp trộm lúc Lâm Ngọc An không để ý. Trịnh Tiến nhìn hình Lâm Ngọc An trên điện thoại, ánh mắt gã dâm đáng trợn trừng, miệng suýt nữa chảy nước miếng. Mẹ kiếp, thật là tuyệt vời. Chú, chỉ cần chú giúp cháu chỉnh cô ấy, cháu có thể chia sẻ với chú, he he he. Trịnh Hiếu Phong cười xấu hổ, bày ra nét mặt của chuyện đàn ông. Trịnh Tiến đảo đôi mắt tam giác nhỏ nhìn quanh, trong lòng ông ta đã nảy sinh ý tưởng ma quái. Chuyện này rất dễ xử lý, quấn chặt ở trên người ta. Cô ta chỉ cần làm theo lời ta nói, cô ấy nhất định sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Trịnh Tiến dâm đáng tham lam liếc nhìn bức ảnh của Lâm Ngọc An, sau đó cho Trịnh Hiếu Phong một ý tưởng. Sau khi nghe những lời của Trịnh Tiến, Trịnh Hiếu Phong cười to, chú, chú vẫn là mưu cao kế tuyệt. Ha ha ha. Sau khi đưa Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng về nhà, Hoàng Thiên lái xe ra ngoài. Đã quá lâu rồi anh không về quê thăm lại bố nuôi, bao nhiêu công sức nuôi nấng, bây giờ đã đến lúc để đền đáp công ơn. Sau khi mua nhiều thứ, Hoàng Thiên lái xe trở về nhà bố nuôi. Nhà của bố nuôi nằm trong một ngôi làng đô thị điển hình, nhưng tiếc là nó chưa được quy hoạch. Vẫn còn một chặng đường dài để chuyển đến một ngôi nhà mới. Trời mưa cả ngày nay, con đường cắt sỏi có bùn lầy, Hoàng Thiên vất vả lắm mới có thể đi tới cửa nhà hai gian nhà gỗ kiểu cũ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào trong một trận động đất, hoàn cảnh như vậy mà Hoàng Thiên đã sống trong đó vài năm. Ba, con về rồi Hoàng Thiên sách đồ mua đi vào nhà. Thiên à, con đã trở lại. Bố nuôi Hoàng Phúc Trường ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, trong tay cầm một cái chậu rách nát chạy chào hỏi. Nhìn thấy cuộc đời đầy thăng trầm của Hoàng Phúc Trường, Hoàng Thiên khó lòng mà có thể bình tĩnh. Nếu như 10 năm trước không phải ông lão cùng họ này nhận nuôi, anh thật sự không biết có thể sống đến ngày hôm nay hay không. Anh ơi, vào đây hứng mưa đi, ở nhà rột khó chịu quái. Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Linh phát ra từ phòng sau. À, được, Hoàng Thiên nhanh chóng đặt đồ xuống, liền đi vào phòng sau. Hoàng Linh đang bận rộn làm việc trên hố đất ở phòng sau, lấy ra tất cả những chậu có thể dùng ở trong nhà, sau đó nước mưa từ trên mái nhà dỉ ra. Bên ngoài có mưa to, trong nhà có mưa nhẹ, mùa đông mát mẻ, mùa hè thông gió tốt, tình trạng này Hoàng Thiên không còn xa lạ. Anh lớn lên trong môi trường này từ khi còn nhỏ, chỉ có điều bây giờ, anh không còn có thể để bố nuôi của mình sống trong hoàn cảnh như vậy. Em ơi, đừng hứng nước nữa, giờ chúng ta à đi mua nhà đi, Hoàng Thiên cười với Hoàng Linh gọi cô đi xuống. Hoàng Linh sửng sốt, hỏi, anh à, giá nhà đắt như vậy, chúng ta làm sao mua được? Em quên rồi, anh bây giờ giàu rồi. Hoàng Thiên cười. Anh à, sao anh đột nhiên có tiền? Bây giờ em không dám có thể tin đó là sự thật." Hoàng Linh lắc đầu, cô khó tin anh trai mình có thể giàu lên trong một sớm một chiều. "Thiên à, kiếm tiền thì con cũng phải đi con đường kiếm tiền đúng đắn, không được vi phạm pháp luật, hơn nữa ta ở chỗ này rất tốt, có một cái sân nhỏ, có thể cất giữ đồ vụn." Hoàng Phúc Trường cười nói. "Ba sau này đừng nhặt sắt vụn nữa, hãy tận hưởng cuộc sống." Hoàng Thiên nói. Kéo Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh ra khỏi nhà. "Thiên à, con đưa ta đi đâu vậy?" Hoàng Phúc Trường bị Hoàng Thiên làm cho bối rối. "Đi mua nhà đi. Căn nhà này vẫn có thể ở, con lấy tiền ở đâu mà mua nhà?" "Ba, đừng hỏi nữa, sau khi mua nhà xong ba có thể yên tâm sống rồi." Hoàng Thiên không giải thích thêm, sau khi lên xe, đi thẳng đến văn phòng kinh doanh của công ty bất động sản Hoa Lan. "Đây là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố." Một nửa là biệt thự 3 tầng cho một gia đình, nửa còn lại là chung cư cao tầng, giá cũng đắt đỏ. Hoàng Phúc Trường tuy giản dị và trung thực nhưng ông không phải là kẻ ngốc, ông sống ở thành phố Hà Nội, tất nhiên anh biết giá nhà ở trung tâm thành phố Hà Nội khốc liệt như thế nào. Ngay cả lô rẻ nhất cũng có giá gần 13 tỷ đồng. Khu nhà của tập đoàn Hoa Lan thuộc quần thể biệt thự cao cấp, những người có thể mua biệt thự ở đây đều là những người giàu có và sang trọng. Ngay cả khi mua những ngôi nhà bình thường ở đây, Hầu hết đều là của những gia đình khá giả, vì những ngôi nhà thương mại bình thường ở đây có giá khởi điểm là 20 tỷ. Thiên à, con làm sao vậy, đừng nói là muốn mua nhà ở đây. Hoàng Phúc Trường không thể tin được, đứng ở cửa do dự đi vào. Hoàng Thiên nhìn thấy bố nuôi như vậy cũng không kinh ngạc. Xét cho cùng, bố nuôi cả đời lương thiện, luôn nghèo khổ, có lẽ còn không nghĩ tới việc mua nhà ở đây. Đây được gọi là nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng. Anh à, Đừng làm loạn ở đây nữa. Nhà ở đây tối thiểu là 13 tỷ đồng, huống chỉ những biệt thự còn có giá hơn 130 tỷ." Hoàng Linh nói xong, hết lần này đến lần khác nhìn lên trời. Cô mong anh trai cô có thể đưa cô về nhà sớm. "Đừng lo, anh đã mua rồi." Hoàng Thiên cười với Hoàng Linh, rồi sải bước đi vào. Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh không còn cách nào khác, đành theo Hoàng Thiên đi vào. Đương nhiên Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh có vẻ rất tôn nệ bởi vì văn phòng bán nhà ở đây cũng đủ sang trọng. Những người không có tiền trong túi của họ không có tự tin. Hai trợ lý bán nhà đang tiếp khách hàng, số còn lại đang trò chuyện. Sau khi họ thấy Hoàng Thiên bước vào, những trợ lý bán hàng nhàn rỗi này không trả lời. Rốt cuộc, xã hội hiện thực là như vậy, ăn mặc là ấn tượng đầu tiên. Nhìn mặt mà bắt hình rong là nhiều, nhìn thấy Hoàng Thiên và quần áo của bọn họ quá quê mùa, những người bán hàng này cũng lười chăm sóc họ, thậm chí có người còn ném ra ánh mắt kinh tởm. Hoàng Thiên, nhìn nhân viên lễ tân ở đây kiêu ngạo như vậy, anh không khỏi có chút không vui. Ở đây không có người đón khách sao? Hoàng Thiên lúc này lớn tiếng hỏi. Cuối cùng, một cô gái cao và gợi cảm với mái tóc ngắn bước đến. Xin chào, tôi là Vũ Chi, nhân viên bán huy chương vàng ở đây, xin hỏi ngài muốn tìm gì? Vẻ mặt của Vũ Chi căng thẳng, Lời nói tuy khách sáo nhưng khó có thể che giấu được sự sốt ruột. Theo ý của cô, Hoàng Thiên nhìn thấy trong này náo nhiệt nên muốn chạy tới đây làm loạn. Hoàng Thiên nhìn Vũ Trì cũng hiểu rất rõ người phụ nữ trang điểm đậm trước mặt đang nghĩ gì. Xem ra, mấy năm nay khiêm tốn là một sai lầm, luôn làm cho một số người xem thường. Hoàng Thiên trong lòng thở dài, mấy năm nay anh đã quen thấp trọng yếu, điều này làm cho anh đột nhiên thích mà hách dịch, anh thật sự không làm được. Xem nhà Hoàng Thiên thẳng thừng nói. Vũ Tri liếc nhìn Hoàng Thiên, cũng không có gì lạ khi nhà nghèo đến mua nhà, cô đã gặp quá nhiều. Cho nên cô đương nhiên kết luận Hoàng Thiên là thuộc những người như vậy. Giá ở đây bắt đầu từ 20 tỷ đồng và cao nhất là 200 tỷ đồng. Anh có chắc là mình không đi nhầm chỗ không? Vũ Tri chế nhạo, nhìn Hoàng Thiên với vẻ khinh bỉ. Hoàng Thiên cau mày khi nhìn thấy điều đó, biểu hiện trong lời nói của Vũ Tri rất khiến người khác không thoải mái nếu không muốn nhận tôi thì đổi người đi. Hoàng Thiên không muốn tức giận với Vũ Chỉ, lúc này trực tiếp nói. He he, cứ làm như mua được thì phải. Vũ Chỉ mỉm cười, sau đó nhìn lại thì thấy một cô gái vừa đi vào nhà vệ sinh. Nguyễn Minh Thư, đến tiếp nhận vị khách này đi. Vũ Chỉ vẫy tay với Minh Thư. Em biết rồi chị Chi. Nguyễn Minh Thư vội vàng chạy tới, tiến lại gần Hoàng Thiên, lễ phép nói, xin chào ngài, tôi là nhân viên kinh doanh Nguyễn Minh Thư, nếu có gì cần biết, tôi sẽ giải đáp cho ngài. Hoàng Thiên nhìn cô gái trước mặt, trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái. Cô gái ước chừng mới 18 chín tuổi, rất ngoan ngoãn, ăn nói không chua ngoa như vũ chi. Hoàng Thiên chưa kịp nói thì một nam một nữ đã bước vào trong cửa. Người đàn ông trạc tuổi 40, bụng phệ và tai to. Vũ Chi, cô xem xem đẳng cấp của cậu ta không cao. Mọi người ở mọi tầng lớp đều có thể đến đây mua nhà à. Người đàn ông vẻ mặt buồn bực lướt nhìn Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh. Ô, xếp Hùng, ông đến rồi. Ông đã nghĩ thế nào về ngôi nhà mà tôi giới thiệu cho ông ngày hôm qua? Vũ tri lập tức chào hỏi xếp Hùng rất nhiệt tình, giống như gặp bố của cô vậy. Trước sau như một, xếp Hùng lướt nhìn Hoàng Thiên một cái nói, hôm nay tôi định mua, nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại, nếu có chó mèo nào có thể mua nhà ở đây, mà tôi lại cũng mua nhà ở đây làm sao được. Đẳng cấp của tôi rất thấp à. Sau khi nói xong, xếp hùng nhìn chầm chầm Hoàng Thiên và nhếch mép khinh bỉ. Nhìn thấy tên mập mạp tai to như thế, Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời. Lão ta mua nhà của lão ta, anh mua nhà của anh, anh làm gì mà đụng chạm với lão ta? Thưa anh, để tôi đưa anh qua đó giới thiệu. Lúc này, người bán hàng tên là Nguyễn Minh Thư thì thầm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể nói rằng Nguyễn Minh Thư vẫn rất tốt bụng, có lẽ cô ấy sợ cãi nhau với ông chủ hùng. Được rồi, hoàng thiên gật đầu cùng nguyễn minh thư đi tới bàn cách đó vài mét nguyễn minh thư kiên nhãn giới thiệu với hoàng thiên về các loại căn hộ hoàng linh và hoàng phúc trường cũng đang chuẩn bị đến chỗ hoàng thiên nhưng vào thời điểm đó cô gái bên cạnh xếp hùng lên tiếng ha ha tôi vừa nhìn thấy đây không phải là hoàng linh sao hoàng linh giờ mới chú ý đến cô gái và cô sửng sốt cô biết cô gái này đây là bạn cùng lớp của cô phương lan bình thường ở trường học hoàng linh bị phương lan gây sự làm cho cô xấu hổ không ít lần, vì vậy cô không thích nói chuyện với cô bạn này. Thấy Hoàng Linh không nói, Phương Lan khịt mũi. Được rồi, Hoàng Linh, tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Cậu đã tìm được bạn trai nào giàu có chưa? Sau đó, Phương Lan liếc nhìn Hoàng Thiên. Ha ha, Cương à, bé đừng có nói đùa. Em cho rằng đứa nhỏ ăn mặc như rẻ rách này lại có bạn trai có tiền sao? Sếp Hùng chỉ vào Hoàng Thiên cười ha ha. Ô, đúng rồi nhà nghèo bây giờ lừa gái quá giỏi hắn cũng đủ khả năng lừa dẫn họ đi xem nhà phương lan tò mò nhìn hoàng thiên rồi nhìn hoàng linh cười khúc khích hoàng linh không muốn để ý tới phương lan và xếp hùng cô biết phương lan đã gặp với một người đàn ông đã có gia đình từ lâu nghe nói người đàn ông đã có gia đình này khá giàu có vậy chắc chắn là xếp hùng nhưng hai người này càng nói càng khó nghe hoàng linh không khỏi rất tức giận không phải như bạn nghĩ đâu anh ấy là anh trai của mình Hoàng Linh giải thích, mẹ kiếp, gây rối nửa ngày hóa ra là anh em sao, chính là người tự đến nhà người khác xin làm con rể à. Phương Lan cố ý nói rất lớn, vì sợ người trong phòng kinh doanh không thể nghe thấy. Những lời này vừa nói ra, Hoàng Thiên đột nhiên trở thành tiêu điểm ở đây. Một số khách hàng đang chọn phòng cũng dừng lại và nhìn về phía Hoàng Thiên. Đến cửa cầu xin làm con rể, chẳng tránh con người lại thất lễ như vậy. Tôi thật xấu hổ thay cánh đàn ông chúng ra, ăn bám gia đình nhà vợ như vậy, còn mặt mũi nào mà sống. Xem ra bố vợ hắn khá giàu, cho nên để cho xứng đáng nên cũng cho tiền để mua nhà ở khu hoa lan này hay sao? Một số người sôi nổi bàn luận, tuy rằng giọng nói không lớn nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Nguyễn Minh thư mím môi liếc nhìn Hoàng Thiên thương cảm, cô cảm thấy anh này thật đáng thương. Hoàng Linh trong lòng run lên vì tức giận, cô ấy có mối quan hệ sâu sắc với Hoàng Thiên, và cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy anh trai mình bị cười nhạo như thế này. Đều trách Phương Lan, một người phụ nữ lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nếu cô ấy không hét lên thì anh trai cô sẽ không bị cười nhạo như thế này. Hoàng Linh nhìn Phương Lan trong lòng rất tức giận. Hoàng Phúc Trường là một người đàn ông đàng hoàng, lúc này vẻ mặt buồn giàu và cũng chả biết làm sao. Trong lòng Hoàng Thiên tĩnh lặng, đối với anh mà nói, những lời như vậy nghe đã lâu cũng không thành vấn đề nếu ai đó đã quen với việc bị cười nhạo thì sẽ trở thành miễn nhiễm xếp hùng cô lan đừng quen với nhà nghèo mà hãy nhìn căn nhà hôm qua ngài chọn vũ chỉ cười lấy lòng ông chủ hùng mà nói xếp hùng cong môi ôm phương lan vào lòng nói với vũ chi không phải chuyện này là để bé nhà ta chọn nhà bé nhà ta thấy ba người này liền không vui vậy để hôm khác nói chuyện nói xong xếp hùng cần xoay người rời đi vũ chỉ tỏ vẻ lo lắng hoa hồng bán nhà khá nhiều cô không muốn bỏ lỡ cơ hội ông chủ hùng xin ngài dừng bước nếu ngài nhìn ba người bọn họ không vừa mắt chỉ bằng để tôi sớm đuổi họ đi là được rồi vũ chỉ vội vàng đuổi theo anh yêu anh đừng đi vội như thế hôm nay anh hứa sẽ mua nhà cho người ta mà phương lan nhõng nhẽo lay cánh tay của sếp hùng khiến người ta nổi da gà sếp hùng rất là hưởng thụ anh hôn mặt phương lan một cái và cười nói được rồi được rồi cô mau đuổi hết những người làm chướng mắt tôi ra ngoài đi. Vâng, vâng, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Vũ Chi liên tục vâng vâng giả dạ giả dạ sau đó đi về hướng Hoàng Phúc Trường và Hoàng Linh. Này, đừng đứng đây nữa đi ra ngoài đi. Vũ chỉ với vẻ mặt khó chịu nói. Dựa vào cái gì, chúng tôi cũng là khách hàng, làm sao có thể đuổi khách hàng đi. Hoàng Linh thực sự tức giận, cô vốn luôn tốt bụng dịu dàng nhưng giờ cũng lớn tiếng quát hoàng thiên không ngờ vũ chi lại quá đáng như vậy còn muốn đuổi người ta ra bên ngoài sao lúc này anh mới dừng việc chọn nhà bước đến bên cạnh hoàng linh dựa vào cái gì nếu các người không mua nổi nhà thì cũng đừng ở đây lãng phí thời gian các người làm ảnh hưởng đến những khách hàng thực sự muốn mua phòng có hiểu hay không vũ chi tức giận khoanh tay nói cô quá xem thường người khác làm sao cô biết được chúng tôi không mua nổi hoàng linh nói nhìn lại bộ dạng của bản thân đi xem có coi thường hay không mau rời khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ đuổi mấy người ra ngoài vũ chỉ sốt ruột xua tay cũng không thèm nhìn hoàng linh hi hi mình nói này hoàng linh mọi người cần phải biết tự giác nhà bạn nghèo như thế nào trong lòng không có chút nào cảm nhận thấy sao người khác không hiểu bạn tôi lại không hiểu bạn sao nhanh lên nhà ở đây đắt tiền lắm không phải loại người nào cũng có thể mua được Phương Lan nói với vẻ mặt chế giễu, Hoàng Linh vừa giận vừa xấu hổ, cô cúi đầu không nói gì. Thực sự những lời Phương Lan nói đúng là sự thật, cô quả thực là người có gia cảnh tồi tệ nhất lớp. Phụ nữ đừng nên hung hăng như vậy, không tốt đâu. Hoàng Thiên liếc nhìn Phương Lan, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không hề bị cô chọc tức. Anh quản được sao? Hôm nay thật xui xẻo, gặp nhà nghèo các người đúng thật xui xẻo. Phương Lan trợn tròn mắt. Hoàng Thiên thật sự choáng váng, hắn cũng không định tạo mộ tổ tiên của Phương Lan, tại sao Phương Lan lại tức giận như vậy? Nó giống như cô ả đang đến giai đoạn sang kinh, trước mặt người nhà của Hoàng Linh, bọn họ còn bắt nạt Hoàng Linh theo cách này, có thể hiểu Hoàng Linh thường bị Phương Lan phân biệt đối xử ở trường học. Có vẻ như Phương Lan nên được giáo dục, nghĩ đến thế Hoàng Thiên cười một tiếng, nhìn Phương Lan nói, cô nghĩ rằng cô là người rất có tiền sao. Cô chỉ là một thứ đồ chơi của đàn ông, dùng tiền của tên đàn ông giàu có đã có gia đình mà thôi nhìn vào ông ta ông ta gần như bằng tuổi bố của cô ừ thì cũng cỡ đó nhưng nhìn xấu cũng không sao thân hình trông như heo còn trẻ như vậy chắc cô cũng không tính toán gì nói xong hoàng thiên liếc nhìn xếp hùng trông như một con lợn béo lắc đầu thở dài nhưng xếp hùng đã bị chọc giận đến mức muốn nổ tung mắt tròn mắt dẹt gầm lên thằng nhãi danh cậu dám gọi tôi là đồ con lợn anh là tên ăn bám vô dụng anh ấy có già như thế nào thân hình không đẹp ra sao miễn là anh ấy chịu chỉ tiền chỉ cần một cái phát tay liền mua được căn nhà trăm tỷ đồng hẳn anh không có biết khái niệm trăm tỷ đồng là như nào đâu sợ rằng cả đời anh cũng không bao giờ kiếm nổi một tỷ phương lan càng nói càng hăng cuối cùng cô ta còn không hề xấu hổ và xấu hổ khi quấn lấy xếp hùng và thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng ông chủ hùng trong lòng ngất hài lòng với màn thể hiện của phương lan Nhìn Hoàng Thiên tự hào nói, mà xui quỷ khiến gì, em yêu của tôi nói đúng. Kiếp sau cậu cũng không kiếm được một tỷ đâu, ha ha. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời, mua được nhà là chuyện hạnh phúc, nhưng không ngờ ở đâu cũng gặp những người như này. Ông rất giàu có sao, gó tiền thì mua biệt thự ở đây, đừng mua nhà bình thường. Hoàng Thiên cười lạnh. Hai, xếp hùng nhất thời cứng họng, biệt thự ở đây giá mấy chục tỷ đồng, hắn làm sao dám liều mua ở đây. Mua một căn nhà bình thường đã rất là tốn kém, nếu không phải vì Phương Lan ép hẳn, hắn cũng không muốn bỏ ra tận mười mấy tỷ đồng. Không có gì để nói, ông đúng là có tiền mà còn dùng tiền của mẹ vợ, san sẻ ra mua hẳn hai căn nhà ở đây sao? Chỉ cần trả tiền mua biệt thự đắt nhất là xong sao phải phiền phức. Biệt thự đắt nhất ở đây chỉ có hơn 200 tỷ thôi, chút tiền này mà ông cũng không bỏ ra được, còn ở trước mặt tôi huynh hoang là người có tiền. Hoàng Thiên phản bác, vẻ mắt lúc này tại tràn đầy độc đoán. Anh hỏi xếp hùng khiến ông ta mặt tái xanh, trợn mắt nói, mẹ kiếp, cậu thì cũng có khả năng mua loại nhà đắt nhất đâu. Khoe khoang làm gì? Đúng vậy, không cần anh mua nhà 200 tỷ, anh chỉ mua hai chục tỷ cũng được, tôi thách anh mua được nhà ở đây, anh có dám cá chơi với tôi không hả? Phương Lan âm ừ nói. Xếp hùng gần như nôn ra máu, tròn mắt nhìn Phương Lan, anh yêu đừng tức giận, tên nhãi danh này dù sao cũng không có khả năng mua nhà. Phương Lan vội vàng nói. Hoàng Thiên nhìn Phương Lan cười cười, nói: "Cô tự chơi một mình đi, tôi sợ chơi với cô sẽ mắc bệnh." "Anh?" Phương Lan tức giận muốn đi lên trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phất lờ cô, hướng Nguyễn Minh Thư vẫy tay ra hiệu. "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì Nguyễn Minh Thư lễ phép hỏi Hoàng Thiên, cô cũng cho rằng Hoàng Thiên không có khả năng mua một căn nhà ở đây, nhưng cô vẫn rất lễ phép với Hoàng Thiên." "Biệt thự nào đắt nhất ở đây, tôi sẽ mua ngay." hoàng thiên bình tĩnh nói với nguyễn minh thư cái gì nguyễn minh thư thật sự không biết có phải bản thân mình nghe nhầm không liền ngây người ra đó không chỉ cô mà tất cả mọi người có mặt đều choáng váng nhưng ngay sau đó những người này đã phản ứng lại dù sao khoe khoang cũng không phải là phạm pháp nhưng thanh niên này thật sự khoác lác quá đáng sếp hùng và phương lan đã cười đến mức đau cả bụng họ cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất vua ăn bám nhà vợ anh đã thành công chọc cho tôi cười xếp hùng chế nhạo phương lan cũng cười phụ họa theo so với đón năm mới còn vui vẻ hơn vũ chi cũng cảm thấy thật nực cười nhưng cô ta biết mình không nên bộc phát ra lúc này cô ta mới xoay hông đi đến trước mặt hoàng thiên anh có thể làm tức chết tôi đây cũng được nhưng đừng có mà ở đây khoác lác nữa mau về nhà uống thuốc đi nếu tôi nhớ không lầm cô bán biệt thự mấy chục tỷ đồng cũng liền thu được mấy trăm triệu đúng không Hoàng Thiên hỏi Vũ Chi: "Phải, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Vũ Chi nhìn Hoàng Thiên giễu cợt. "Vốn dĩ cô sẽ kiếm được mấy tỷ đồng tiền hoa hồng, nhưng là cô không muốn. Tôi nghĩ cô mới là người nên đi uống thuốc." Hoàng Thiên nhẹ giọng nói, sau đó đưa thẻ ngân hàng cho Nguyễn Minh Thư. "Đi quẹt thẻ đi, hãy nhớ rằng, thứ tôi muốn mua là căn biệt thự đắt nhất ở đây." "Thưa ngài, căn biệt thự đắt nhất là 333 tỷ đồng." Ngài có muốn được giảm giá 10% không? Nguyễn Minh Thư bị sốc, phải mất một lúc lâu, cô mới hoàn hồn rồi giới thiệu cho Hoàng Thiên. Số tiền lẻ phúc lợi, tôi không cần chiết khấu, tiền chiết khấu là của cô. Hoàng Thiên xua tay, bình tĩnh mà nói. Đột nhiên, Nguyễn Minh Thư kích động há to miệng, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Anh ta thực sự muốn mua nó. Lồng ngực của Vũ Chỉ thắt lại và cô không thể cười được nữa chẳng lẽ tên nhà quê này muốn mua thật sao vũ chi không kiềm được lòng mà dò xét hoàng thiên nhìn bộ trang phục tầm thường của hoàng thiên cô ta khó lòng tin tưởng nhưng hoàng thiên đã đưa thẻ ngân hàng cho nguyễn minh thư rồi không có vẻ gì là muốn làm chơi chơi được rồi ngài đã quyết định rồi chứ nguyễn minh thư lúc này rất kích động giọng nói run run cầm lấy thẻ ngân hàng mà hoàng thiên đưa cho như thể đang cầm một thứ gì đó rất nặng Chẳng trách Nguyễn Minh Thư lại có bộ dạng thế này, bán biệt thự mấy trăm tỷ ở đây là điều mà nhân viên kinh doanh nào cũng mơ ước, ai cũng phải biết rằng chỉ riêng tiền hoa hồng đã lên đến mấy tỷ đồng. Đi quẹt thẻ đi, làm thủ tục nhanh lên chút, nhìn thấy vẻ hưng phấn của Nguyễn Minh Thư, Hoàng Thiên cười với cô. "Thưa ngài, tôi vẫn muốn giảm giá 10% cho ngài." "Ngài nói rằng tôi có thể nhận được số tiền chiết khấu nhưng thực sự tôi không dám nhận." Khuôn mặt Nguyễn Minh Thư đỏ bừng, rất thành khẩn nói với Hoàng Thiên dù sao tiền chiết khấu cũng hơn một tỷ đối với nguyễn minh thư mà nói đó là con số quá lớn hoàng nhìn cô trong đầu anh thầm cảm thán mấy năm gần đây thật không có nhiều cô gái dễ xúc động như cô tôi giao cho cô giải quyết đừng làm tôi tức giận hoàng thiên nhẹ giọng nói dạ quý ngài cầu xin ngài đừng tức giận nguyễn minh thư lo lắng gật đầu đem thẻ của hoàng thiên mau chóng đi thanh toán toàn bộ văn phòng kinh doanh im lặng đến mức có thể nghe rõ âm thanh một cây kim rơi trên mặt đất. Những người lúc trước đang cười nhạo Hoàng Thiên lúc này liền im bặt. Phải hơn 10 giây sau có ai đó mới bắt đầu nói với giọng trầm. Người đàn ông giàu có này ở đâu ra thế? Không chiết khấu hơn một tỷ đồng, tất cả cho cô gái nhân viên kia. Ừ, đúng là trên trời dưới biển có một không hai. Chính mắt chúng ta cũng vừa nhìn thấy đó thôi. Chồng à, anh yên lặng đi, người như vậy chúng ta không nên chọc vào đâu. Vũ Trì đứng đó như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, trong lòng bây giờ hối hận nhưng đã không kịp. Rõ ràng là người nghèo rất mùng tơi vậy mà lại có hẳn mấy trăm tỷ đồng sao. Nhìn thấy Nguyễn Minh Thư trúng mánh lớn, Vũ Trì trong lòng giống như bị mèo cào, cô ta thật sự không cam lòng liền đuổi theo sau. Anh yêu, hình như hắn ta thật sự muốn mua căn biệt thự đắt tiền nhất hai. Phương Lan cũng bình tĩnh lại, ngây người nhìn xếp hùng. Sếp Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt vô cớ ghen tị, nhưng mà khiếp sợ nhiều hơn. Mẹ kiếp, thật sự là người có tiền vậy mà còn giả bộ thế à? Vẫn còn chưa thể biết được, đợi anh ta thanh toán mua nhà xong tôi mới tin. Sếp Hùng vẫn cố mạnh miệng cứng đầu, giả bộ thờ ơ. Phương Lan cũng không nói lời nào, cũng không dám nói lời thô lỗ với Hoàng Linh nữa, dù sao nếu Hoàng Linh thật sự có một người anh trai giàu có như vậy, cô có chạy theo nịnh nọt Hoàng Linh cũng đã muộn rồi trong phòng tài chính một nhóm lớn nhân viên bán hàng đang ngồi chật cứng ở đó họ không quan tâm đến việc giới thiệu căn nhà cho khách hàng họ đều muốn xem căn biệt thự đắt nhất được bán như thế nào khi hoàng thiên hoàn tất việc thanh toán một số nữ bán hàng có mặt đã hét lên chói tai trưởng phòng kinh doanh sau khi nghe tin liền chạy vào người đàn ông trung niên đeo kính mỉm cười nhìn hoàng thiên ngưỡng mộ nói anh thiên tôi có thể chụp ảnh chung với anh không không cần chụp chuyển tiền chiết khấu vào thẻ ngân hàng của nguyễn minh thư hoàng thiên nhàn nhạt nhìn người quản lý người quản lý nhanh chóng gật đầu được rồi được rồi tôi sẽ cho người làm ngay quản lý sang ông thiên này là do tôi tiếp nhận đầu tiên sau đó nguyễn minh thư đã tóm lấy khách hàng và cướp lấy của tôi tiền chiết khấu nên được trao cho tôi vũ chi nói cô ấy hét lên gần như muốn nhảy lên vì gấp gáp đây là hơn một tỷ đồng đấy quản lý sang hơi bối rối nhìn vũ tri rồi nhìn nguyễn minh thư hai người đang làm cái trò gì thế này người nào tiếp ông thiên trước nguyễn minh thư nghe vậy cúi đầu thì thào chị chỉ tiếp khách trước nhưng mài còn nhưng nhỉ cái gì nữa hả cô đã thừa nhận là tôi đã tiếp ngài thiên chứa quản lý không phải chúng ta đã làm theo quy định đề ra sao không được phép giành giật khách hàng của đồng nghiệp vậy tiên chiết khấu nên thuộc về tôi vũ tri với dáng vẻ muốn độc chiếm tất cả cao giọng nói lớn khi người quản lý nghe thấy những lời này, anh ta chừng mắt nhìn Nguyễn Minh Thư. Thực tế giữa Vũ Trì và quản lý sớm đã có luật ngầm, hai người này đã ngủ với nhau, cho nên quản lý đương nhiên sẽ đứng về phía Vũ Trì. Nguyễn Minh Thư, cô thật là quá đáng. Cô không biết lấy khách hàng của đồng nghiệp là một điều cấm kỵ lớn sao? Cô làm gì thì làm, còn không mau mau đi ra. Quản lý sang chỉ vào Nguyễn Minh Thư mắng. Nguyễn Minh Thư suýt khóc khi bị xử oan sau đó giải thích chị chỉ nhờ em nhận anh thiên em không hề cướp mất em chỉ nhờ cô ấy giúp em nhận anh thiên một lúc thôi chứ không giao hẳn anh thiên cho sao cô lại có thể mặt dày đến vậy đừng có mà lật mặt nữa vũ tri tức giận hét vào mặt nguyễn minh thư nguyễn minh thư khóc cô biết rõ vị trí của vũ tri ở đây cô cũng biết cô ta cùng quản lý có quan hệ mập mờ hoàng thiên nhìn trò hề trước mặt mọi thế giới quan đều bị xóa sạch anh đã từng thấy một người không biết xấu hổ nhưng không biết xấu hổ như vũ chỉ thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhìn nguyễn minh thư lúc này đang đau khổ cùng bất lực dường như anh nhìn thấy được bóng dáng của em gái hoàng linh trong đó chị vân chuyển tiền chiết khấu cùng tiền hoa hồng chuyển vào tài khoản của vũ tri quản lý sang vẫy tay nói với cô gái phụ trách tài chính vâng quản lý sang cô vân lắc đầu trong lòng có cảm tình với nguyễn minh thư nhưng không dám nói gì không được phép chuyển tiền hoàng thiên chặn chị vân dừng lại sau đó nhìn ông Sang nói, quản lý Sang, ông có tiếng nói cuối cùng hay là tôi? Quản lý Sang nhanh chóng nhìn Hoàng Thiên cười nói, anh Thiên, tất nhiên là anh có tiếng nói cuối cùng. Tốt rồi, tiền chiết khấu và tiền hoa hồng. Không được thiếu một xu nào liền chuyển vào thẻ lương của Nguyễn Minh Thư. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Đột nhiên, Nguyễn Minh Thư đang cúi thấp đầu liền ngẩng lên, đôi mắt đang dơm dớm nước mắt nhìn Hoàng Thiên tràn đầy kích động. Anh Thiên, anh cho nhiều tiền quá, em không dám nhận không sao, lâu lâu em mới giới thiệu thành công một căn nhà, là em đã vất vả rồi. Hoàng Thiên cười nhẹ. Một số trợ lý bán hàng có mặt gần đó dường như ngất xỉu tập thể. Một số hâm mộ, một số ghen tị, và một số gần như đập tay vào ngực. Nếu họ biết Hoàng Thiên tiền nhiều như vậy, vừa rồi họ nên chạy nhanh đi đón. Hơn một tỷ đồng đó, cho dù phải ngủ với tên nhiều tiền này vài tháng cũng không quá khó. Được rồi, anh Thiên, đương nhiên là anh có quyền xử lý tiền của anh rồi. Chị Vân, mau gửi tiền cho Nguyễn Minh Thư, quản lý sang cười có chút lúng túng, rất muốn lấy lòng Hoàng Thiên. Đúng vậy, thời nay nhà giàu làm chủ, lời nói của nhà giàu chính là ý trời. Phù phù, Vũ Chi suýt ngã quy tại chỗ, ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy đùi Hoàng Thiên, kêu lên, anh Thiên, rõ ràng tôi là người đầu tiên tới đón anh, anh quên rồi sao?